Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 46. 500 vạn linh thạch là khái niệm gì? Ví dụ cổ tiên giáo như Nhật Nguyệt tiên giáo tổng dự trữ không hơn 10 vạn linh thạch. Quốc khố thần Tấn Vương Triều tuyệt đối không tích trữ được 100 vạn linh thạch. Một số gia tộc, tiên môn loại nhỏ tích trữ 100 khối linh thạch đã là giàu có, xưng hùng một phương. 500 vạn linh thạch ý chỉ 500 chân diệu linh thạch, tương đương 50 vạn ngũ cốc linh thạch, 5 vạn đan linh thạch. Tiêu Nặc Lan muốn 3 loại linh thạch càng lạp hầm cấp cao, ví dụ U Lan linh thạch xếp hạng 15, linh khí chứa trong một khối U Lan linh thạch sánh bằng 1.000 chân diệu linh thạch. Giới linh thạch xếp hạng 14, linh khí chứa trong một khối giới linh thạch tương đương 1 vạn chân diệu linh thạch. Kim Ti linh thạch xếp hạng 13, một khối tương đương 10 vạn chân diệu linh thạch. Long linh thạch trấn áp quốc vận thần Tấn Vương Triều xếp hạng 10 tương đương số lượng linh khí chứa trong một ức chân diệu linh thạch. Trong tay Tiêu Nặc Lan còn có hóa đạo thạch cướp từ chỗ Phong Phi Vân xếp vị trí thứ 7. Nếu chỉ là hấp thu năng lượng linh khí thì hóa đạo thạch trong tay nữ ma đã dư giả. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân muốn chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch phẩm cấp thấp nhất. Phong Phi Vân cho ra kết luận. Nàng muốn dùng linh thạch xây dựng năng lượng đài, sợ lúc đột phá cảnh giới có người đến can thiệp. Nàng định sau khi đột phá cảnh giới phục hồi lực lượng trong thời gian mau nhất. Phong Phi Vân đi ra thi thành, ngước nhìn con đường thẳng hướng cuối chân trời, không thấy hy vọng nơi đâu. 500 vạn linh thạch, thật là con số nhức đầu. Ta nên đi đâu gom góp đây? Con số thiên văn hù chết người. Hóa đạo thạch rất dữ, Phong Phi Vân cơ duyên xảo hợp mới cắt ra được. Long linh thạch không vừa, trong mảnh đất thần Tấn Vương Triều từ xưa đến nay mới ra có một khối, dùng để trấn áp quốc vận. Rất khó nói long linh thạch có khai quật trong thần Tấn Vương Triều không. Kim Ti linh thạch xếp hạng 13 nhưng cũng hiếm hoi đến hầu như không thấy. Phong Phi Vân ở trong thần Tấn Vương Triều mới thấy nửa khối. Chưa biết chừng vốn chỉ có nửa khối. Ai? Tóm lại là linh thạch rất khan hiếm, nhiệm vụ gian khổ. 3 ngày sau, Phong Phi Vân đến ngự thú trai. Trận pháp phòng ngự ngự thú trai hoàn toàn mở ra, tùy thời thấy đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo tăng điều khiển dị thú tuần tra trên bầu trời, không khí căng thẳng như giông tố sắp đến. Phong Phi Vân đi gặp trai chủ đàn Thanh Tố. Tin kẻ chấm dứt thời đại Phật tu đã truyền về ngự thú trai. Cao tầng ngự thú trai biết hết, đàn Thanh Tố cũng biết. Vị trai chủ chưa từng xuất thế đã ra mặt, biểu hiện ung dung. Ít nhất mặt ngoài không thấy nàng có vẻ gì là lo âu. Đây là giả bộ bình tĩnh cho cấp dưới xem, nếu đàn Thanh Tố hoảng loạn, Diêm Vương chưa đến ngự thú trai đã sụp đổ. Nghe nói Phong Phi Vân đến ngự thú trai, đàn Thanh Tố nhiệt tình tiếp đãi hắn. Cảm tạ thần vương đại nhân trượng nghĩa giúp đỡ trong đồng lô sơn, giải vây cho ngự thú trai. Thần vương đại nhân đến ngự thú trai không biết có phải vì địa kiếp nạn sắp tới. VIPVANDAN.VN Chương 1236, Phu Thanh Họa Đáng Thương. Đàn Thanh Tố bới tóc kiểu Phật, chân đạp đóa sen, đầu ẩn Phật quang, da thịt trắng nõn, tiên vận siêu phàm thoát tục. Nếu đàn Thanh Tố không xuất gia tu Phật sẽ là mỹ nhân họa thủy, nam nhân trong thiên hạ tranh nhau theo đuổi. Phong Phi Vân tự diễu. Xin đừng gọi ta là thần vương, bây giờ ta không phải thần vương nữa. Ân oán giữa ta và hoàng tộc đã xong. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Không biết ngự thú trai định ứng đối kiếp nạn như thế nào. Đàn Thanh Tố cắn môi hồng, ánh mắt lo âu, lắc đầu. Đàn Thanh Tố bất đắc dĩ nói. Một vạn năm trước đại kiếp nạn Phật tu ngự thú trai có thể truyền thừa tiếp toàn nhờ may mắn. Trên sách cổ có ghi chép nhiều tin tức về đại kiếp nạn này. Lực lượng hủy diệt của Diêm Vương cực kỳ khủng bố, đất đai vỡ, hồ nước khô nứt, thương sinh như con kiến. 80% đất Phật tu bị hủy diệt biến thành hoang vu, e rằng lần này khó may mắn thoát khỏi. Phong Phi Vân nói, ta có một nơi đi có lẽ sẽ giúp ngự thú trai sống sót. Đàn Thanh Tố khó tin. À, Phong Phi Vân trầm ngâm một lúc lâu, kể chuyện thiên quốc, tô vẽ mọi thứ thật đẹp. Phong Phi Vân nói những linh thú Phật tu trong thiên quốc. Tâm tình tu vi của đàn Thanh Tố cao sâu, lòng tĩnh lặng như mặt hồ giờ nghe cũng trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt ngọc tràn đầy kinh diễm, hướng về, và sự kích động. Tin tức thật đáng ngạc nhiên, dính líu quá nhè hòe. Trong phút chốc đàn Thanh Tố khó thể quyết định, nàng cần bàn bạc với Phật tôn 10 mạch. Phong Phi Vân ngồi trong đại điện, cười nói. Không sao,
vốn nên suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, bàn bạc rồi mới quyết định. Không biết ngự thú trai dự trữ bao nhiêu linh thạch. Đàn Thanh Tố ra lệnh 10 nữ đệ tử đi thông báo cho 10 vị Phật tôn, xoay người lại mỉm cười nói. Tuy ngự thú trai truyền thừa xa xưa nhưng không có mạch khoáng linh thạch của riêng mình, không dự trữ được bao nhiêu. Ước chừng 50 vạn chân diệu linh thạch. Phong Phi Vân gật gù, đã rất tốt, nhiều hơn hắn dự đoán. Phong Phi Vân không sợ đệ tử ngự thú trai vào thiên quốc sẽ cưu chiếm thước xào, có lòng quấy rối. Ngự thú trai lựa chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu tâm tính rất cao. Đàn Thanh Tố thanh tâm quả dục, Phù Thanh Họa tính tình nóng nảy đều là người tu Phật thật sự. Phù Thanh Họa nghe Phong Phi Vân đến ngự thú trai liền ngự không chạy tới trước nhất, nàng bay vào Phật điện, tóc dài bay bay, gió thơm ập đến. Có lẽ vì đột phá cảnh giới nên Phù Thanh Họa càng động lòng người hơn. Phong Phi Vân, ai cho phép ngươi đến? Phong Phi Vân cười nói. Phù Phật Tôn, lần trước từ biệt ở Đồng Lô Sơn thật khiến người nhớ nhung. Một thời gian không gặp Phật Tôn càng thêm hấp dẫn, dáng người. Khụ khụ. Phong Phi Vân nhìn ngực Phù Thanh Họa cao vút, híp mắt cười sâu xa. Phong Phi Vân không biết lúc hắn giúp đám người Phù Thanh Họa dụ địch đi, tiểu tà ma và Phù Thanh Họa đã đánh cuộc với nhau. Nội dung ván cược. Nếu Phong Phi Vân sống thì Phù Thanh Họa phải gả cho Phong Phi Vân, làm tẩu tử của tiểu tà ma. Phong Phi Vân không hiểu nỗi lòng của Phù Thanh Họa là muốn giết người, nàng không muốn thấy hắn ngồi ở đây chút nào. Thấy Phong Phi Vân là Phù Thanh Họa sợ muốn chết. Trong Phật điện canh gác nghiêm ngặt nhưng tiểu tà ma dễ dàng chuồn vào. Tiểu tà ma ôm, đạm đạm, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú như nước, nàng ngồi bên cạnh Phong Phi Vân. Hi hi, ca, ta nói một tin tốt cho ngươi nghe. Phong Phi Vân lộ vẻ chăm chú lắng nghe. À, gần đây ta rất muốn nghe tin tốt. Phù Thanh Họa biến sắc mặt, bay qua bịt miệng tiểu tà ma. Ư, để ta, nói. Khuôn mặt trắng trứng đỏ, tiểu tà ma bị Phù Thanh Họa bịt miệng suýt ngộp thở. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Phù Thanh Họa, nàng làm vậy là không đúng. Ỷ lớn hiếp nhỏ, còn làm chuyện đó trước mặt ca ca của nàng ấy, không tôn trọng ta chút nào. Tóc Phù Thanh Họa rũ xuống, châm cài xốc xếch, cổ dài như thiên nga, thân thể đường cong mỹ miều. Phù Thanh Họa không buông tay, bịt chặt miệng tiểu tà ma. Tiểu tà ma như người chết đuối, tay chân vùng vẫy, đôi mắt to chớp chớp ra hiệu với Phong Phi Vân, miệng ú ớ. Phong Phi Vân không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy. Phù Thanh Họa, nàng làm quá đáng, ta giao muội muội cho nàng chăm sóc vậy mà nàng dám hành hạ muội muội ngay trước mặt ta. Sao lòng nàng ác độc quá vậy? Lòng của nữ nhân thật không đo được. Đàn Thanh Tố cũng thấy quá đáng. Sư tỷ, đó chỉ là một đứa trẻ, dù sư tỷ có tức giận cũng đừng trút lên người nàng. Hai Phật tôn chạy tới thấy Phù Thanh Họa, mưu sát tiểu tà ma thì cẩn thận khuyên nhủ. Một lão ni giàu lo sợ Phù Thanh Họa sát sinh. A-di-đà Phật, Thanh Họa, hãy buông đồ đạo. Phật tôn khác lo lắng nói. Sư điệt, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Không lâu sau mấy Phật tôn khác chạy đến, thấy cảnh tượng nguy hiểm trong Phật điện. Phù Thanh Họa che miệng tiểu tà ma đã lùi vào góc tường, mọi người vây quanh nàng, bộ dáng sắp đánh nhau. Những Phật tôn đến sau thấy cảnh này đại khái hiểu lý do trai chủ vội vàng kêu mình đến. Ngăn cản giết chóc. Đám Phật tôn bóp cổ tay, đau đớn thống khổ. Nhè hoè người cảm thấy Phù Thanh Họa luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không tại sao làm ra chuyện cực đoan như thế. Phong Phi Vân khí thế hùng hổ, ép sát từng bước, dồn Phù Thanh Họa vào góc tường Phật điện. Phong Phi Vân nói, Phù Thanh Họa, nếu nàng không chịu thả người thì đừng trách ta không khách sáo. Phù Thanh Họa có khổ không nói nên lời, tiểu tà ma nói năng tùy tiện, Phù Thanh Họa mà thả tay ra thì tiểu tà ma sẽ nói hết, vậy thì nàng. Vù 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 vù. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi tật tốc, trước khi Phù Thanh Họa kịp phản ứng hắn đã bắt giữ nàng. Cứu tiểu tà ma khỏi tai nàng. Những Phật tôn thấy tiểu tà ma được cứu thì cùng ra tay bắt giữ Phù Thanh Họa, sợ nàng làm chuyện điên cuồng gì. Tiểu tà ma được Phong Phi Vân ôm vào lòng, thân thể mềm mại mềm nhũn, gò má trắng ngà đỏ ửng, mắt trợn trắng một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tiểu tà ma chu môi khóc mếu. Ca, tẩu tử ăn hiếp người. Tẩu tử. Tiểu tà ma không biết kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói, kể hết màn cá cược trong Đồng Lô Sơn. Nguyệt Phật Điện cằm rơi đầy đất,
mọi người hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu cô nương đáng thương bị bắt giữ. Phong Phi Vân nuốt nước miếng, sờ cằm nhìn Vu Thanh Họa. Má ơi! Vu Thanh Họa xấu hổ muốn chết, nếu không phải bị các Phật tôn hợp sức kiềm giữ thì nàng đã đào hố chui xuống. Mấy Phật tôn, trai chủ đàn Thanh Tố vẻ mặt ngượng nghịu. Chuyện này nếu là người khác thì cười cho qua, còn với người trong Phật môn không nói dối thì không cách nào quyệt được. Bốp! Phong Phi Vân vỗ trán tiểu tà ma, mắng. Nàng đã lớn rồi còn hư quá, Vu Phật Tôn chỉ nói đùa mà tưởng thật sao. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vu Phật Tôn là người tu Phật, chuyện này đồn ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Phật Tôn, và cả ngự thú trai. VIPVANDAN.VN Chương 1237, Rời Thiên Quốc. Nói đến danh dự của ngự thú trai thì các Phật Tôn, Vu Thanh Họa biến sắc mặt. Nếu tiểu tà ma nói lung tung ra ngoài thì đúng là tổn hại danh dự của ngự thú trai. Tiểu tà ma xoa trán trắng bóc cãi. Nhưng người ta muốn nàng làm tẩu tử của ta. Phu tỷ tỷ xinh đẹp lại hiền lành này, rất tốt với Khanh Khanh, hơn nữa lại thích ca ca. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Con mắt nào của nàng thấy Vu Phật Tôn thích ta? Tiểu tà ma nói. Lúc ca ca lấy kim tàm kinh ra giải vây cho ngự thú trai, ta thấy Vu tỷ tỷ khóc. Khóc. Chẳng lẽ không phải vì thích sao? Phong Phi Vân ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn Vu Thanh Họa. Phong Phi Vân cười hỏi. Vu Thanh Họa, nàng nên giải thích cho ta về chuyện này. Không giải thích. Mắt Vu Thanh Họa lạnh băng như muốn nhào qua bịt miệng tiểu tà ma chết ngộp. Đám Phật tôn, trai chủ ngự thú trai tụ tập trong góc bàn bàn, cuối cùng quyết định. Đàn Thanh Tố đứng ra chuyển đạt quyết định của cả nhóm. Mới rồi ta và các sư thúc bàn bạc. Quyết định là sư tỷ chưa dứt lòng trần duyên chưa xong, đã không thích hợp tiếp tục tu Phật. Vu Thanh Họa nói, Đàn Thanh Tố, ngươi sợ ta uy hiếp vị trí trai chủ của ngươi nên muốn trục xuất ta khỏi ngự thú trai. Đàn Thanh Tố thở dài thườn thượt. Đám Phật tôn đi qua góp lời, biểu tình nghiêm túc trình bày hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Ví dụ nếu Vu Thanh Họa không hoàn tục sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của ngự thú trai. Khi tu luyện rất có thể sẽ xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma này nọ. Phong Phi Vân cười nói. Vu Thanh Họa, nếu nàng hoàn tục có lẽ ta sẽ cưới nàng làm tiểu thiếp, không để nàng không nhà về. Cái gì, tiểu thiếp? Mắt Vu Thanh Họa lạnh băng định lao qua nhưng bị một đám lão ni cô ấn chặt, sợ nàng làm chuyện ngốc nghếch gì. Phong Phi Vân lắc đầu, khẽ thở dài. Tính tình của nàng nếu làm tiểu thiếp chắc chắn sẽ ăn hiếp nha hoàn xinh đẹp trong nhà. Theo ta thấy tối đa cho nàng làm nha đầu thông phòng. Bùm! Vu Thanh Họa quỳ dưới đất. Các vị sư thúc, sư bá, Vu Thanh Họa một lòng hướng Phật, đời này không có ý nghĩ hoàn tục gả cho người. Nếu các vị sư thúc, sư bá nhất định trục xuất ta ra khỏi ngự thú trai thì Thanh Họa đành lấy cái chết chứng minh. Phật đường yên lặng. Phong Phi Vân sững sờ, hắn cảm thấy do nói để Vu Thanh Họa làm nha đầu thông phòng nên nàng mới dứt khoát như vậy. Phong Phi Vân cho Vu Thanh Họa làm chính thê không chừng nàng nhận mệnh. Một Phật tôn mặt không biểu tình, nói như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Cái này, nếu lòng tu Phật của Thanh Họa kiên quyết như vậy thì đừng nhắc đến nữa. Danh dự của ngự thú trai quan trọng nhưng chúng ta nên theo ý muốn của Thanh Họa. Phong Thí Chủ, người thật là quá đáng. Thanh Họa dù gì là Phật tôn của ngự thú trai, người khiến nàng làm nha đầu thông phòng, cái này. Ai? Thật ra làm tiểu thiếp cũng không tệ. Các Phật tôn rất quan tâm Vu Thanh Họa, buộc nàng hoàn tục chỉ vì cho nàng có nơi trốn yên thân, không muốn nàng cô độc đến giả một mình trong am. Nhưng Vu Thanh Họa đã lựa chọn thì không ai có thể thay đổi ý muốn của nàng. Phong Phi Vân không hề thất vọng, cảm giác đối với Vu Thanh Họa rất mơ hồ. Phong Phi Vân chỉ thấy Phật tôn này thú vị, tình cảm nam nữ thì chưa đến mức đó. Trừ tiểu tà ma chưa hiểu gì ra những người khác nghiêm túc ngồi trên bồ đoàn, bàn bạc công việc rời ngự thú trai vào thiên quốc. Đám Phật tôn ngự thú trai đều nghe nói thiên quốc trong truyền thuyết, đó là mảnh đất tất cả Phật tu hướng về. Khi Phong Phi Vân nói chuyện này ra, có ba Phật tôn không chút do dự đồng ý ngay, sốt ruột muốn đi thiên quốc. Phật tôn khác vẻ mặt hướng về nhưng dáng kiềm chế, không lộ ra ngay. Bọn họ chưa vào thiên quốc, không biết tình hình trong đó thế nào. Tiếp theo bàn bạc về một số chi tiết, ví dụ khiến đệ tử ngự thú trai dạy linh thú tu kinh Phật, hay sắp xếp động tiên tu luyện như thế nào vân vân. Phong Phi Vân mở đường thông thiên quốc, mời 10 Phật tôn, trai chủ vào thiên quốc.
Đây là thế giới mênh mông vô biên, lớn hơn Thần Tấn Vương triều gấp trăm lần. Trên bầu trời có vô số xá lợi chân Phật lơ lửng, sáng soi mãi mãi. Dưới đất có linh mạch khổng lồ chảy xuôi, rào rạt sức sống, động tiên chỗ nào cũng có. Phong Phi Vân đưa đám người dạo chơi trong thiên quốc nửa ngày, bọn họ đã không chút do dự đồng ý ngay, sốt ruột muốn rời ngự thú trai vào thiên quốc liền. Một Phật tôn ở lại đảo biển tràn đầy kỳ hoa dị thảo kiên quyết không chịu đi, nói là muốn xây chỗ cư trú mạch thứ 6 tại đây, chết thì chôn trên mảnh đất này. Rất nhanh Vu Thanh Họa tìm được một tòa động tiên, ở dưới vực tiên. Đó là sơn cốc có linh thuyền chảy xuôi, Vu Thanh Họa cũng ở lì tại đó. Vu Thanh Họa tuyên bố là ai dám giành với nàng thì nàng liều mạng với kẻ đó. Chỉ bay nửa ngày, 10 Phật tôn như 10 nông dân vào thành, ở chết trong động tiên không đi. Cuối cùng còn mỗi đàn thanh tố là dè dặt, theo Phong Phi Vân du lịch thiên quốc. Phong Phi Vân nhìn ra được đàn thanh tố vừa ý mấy phúc địa có linh mạch giao hòa, nếu không phải mang theo thân phận trai chủ thì nàng cũng ở lì tại chỗ. Phong Phi Vân đứng trên lưng một con chim bằng màu đen bay trong tầng mây, du lịch qua sông núi biển cả. Không biết đàn trai chủ cảm thấy đề nghị rời ngự thú trai vào thiên quốc như thế nào. Đàn thanh tố ngồi trên lưng linh điểu ba đầu màu trắng, áo tăng trắng tinh, người yểu điệu, tóc dài bay trong gió, môi như màu dáng chiều. Đàn thanh tố cười nói. Phong Phi Vân, ngươi chỉ đơn giản muốn giúp ngự thú trai độ qua kiếp nạn sao? Phong Phi Vân hỏi lại. Trai chủ cho rằng ta có ý đồ gì khác. Đàn thanh tố môi hồng răng trắng, nói. Thế nhân đều biết Phong Phi Vân chính là nhi tử của yêu ma, trong người chảy máu yêu, ma tính. Ngự thú trai ta toàn là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, người khiến chúng ta chuyển vào thiên quốc, có chắc là không nhảy vào chiếc lồng của ngươi không? Phong Phi Vân gật gù, lặng im. Phong Phi Vân biết đánh giá về hắn rất tệ, không cãi lại đàn thanh tố. Máu yêu, ma tính trong người Phong Phi Vân nhiều lúc chính hắn cũng không thể kiềm chế. Nếu tương lai Phong Phi Vân biến thành yêu ma, các nữ Phật môn trong thiên quốc sẽ gặp họa. Phong Phi Vân không dám bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra. Đàn thanh tố nói tiếp. 2 năm trước khi Đông Phương cô nương đưa ngươi đến ngự thú trai thì yêu tính, ma tính trong cơ thể ngươi mãnh liệt đáng sợ. Nàng khổ sở cầu xin nên ta mới cứu ngươi. Trước khi cứu ngươi ta đã chuẩn bị tinh thần lấy thân hiến ma, may mắn ý chí của ngươi mạnh kinh người, vượt qua được, áp chế yêu tính và ma tính. Nhưng ngươi có thể bảo đảm tương lai sẽ không bao giờ hóa ma không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không bảo đảm. Đàn thanh tố than dài. Phong Phi Vân cười nói. Nhưng trai chủ đã có quyết định đúng không? VIPVANDAN.VN Chương 1238, Mỹ Nữ và Con Rùa. 1. Bọn họ chết sống không chịu rời khỏi đây thì ta còn cách nào khác? Đàn thanh tố cảm thấy không ổn nhưng cũng không biết làm sao, dù gì đại kiếp nạn sắp tới, chuyển ngự thú trai vào thiên quốc là đường sống duy nhất. Phong Phi Vân đưa đàn thanh tố đến gặp 3 linh thú lão tổ Phật tu trong thiên quốc. Bọn họ nhanh chóng thảo luận nội dung quan trọng, tri thức kinh văn Phật Pháp. Mỗi khi 3 linh thú lão tổ Phật tu nêu câu hỏi là đàn thanh tố ung dung trả lời, giải thích thắc mắc cho chúng nó. 3 linh thú lão tổ Phật tu càng lúc càng cung kính với đàn thanh tố hơn. Nhiều linh thú Phật tu tụ tập lại, ngồi xếp bằng dưới đất nghe đàn thanh tố giảng đạo. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc trời sụp tối, các linh thú Phật tu vẫn nghe say mê không chịu rời đi. Phong Phi Vân tìm Bệ Ngạn lão tổ hỏi về linh thạch dự trữ trong thiên quốc. Bệ Ngạn lão tổ sửng sốt, giải thích cho Phong Phi Vân, sau cùng hắn hiểu ra. Thì ra linh thú tu luyện thông qua ăn linh thảo, linh quả, hoặc hấp thu thiên địa linh khí. Ít có linh thú nào lấy linh khí từ linh thạch, tuy trong thiên quốc có mạch khoáng linh thạch phong phú nhưng không ai khai thác. Số linh thạch dự trữ cho thiên quốc gần bằng không. Nhưng trước khi Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc, Bệ Ngạn lão tổ bảo đảm rằng sẽ vạn động ức vạn linh thú, dị thú toàn thiên quốc đào quặng, tranh thủ trong vòng 3 tháng gom đủ số 300 vạn linh thạch. Đây là xu hướng linh thú tổng động viên. Nếu thật sự có thể phát động ức vạn thú tu thiên quốc trong vòng 3 tháng rất có thể sẽ đào được 300 vạn linh thạch, đây là tin siêu tốt lành. Không chừng có thể đào được một số linh thạch quý hiếm. Vậy là hoàn thành hơn một nửa tổng số 500 vạn linh thạch, Phong Phi Vân nhẹ lòng hơn. Cuối cùng chỉ có đàn thanh tố và Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc, 10 Phật tôn khác giành địa bàn trong thiên quốc, không ai chịu đi. Phong Phi Vân phải cảm thán rằng trước kia hắn đánh giá tâm tính của bọn họ quá cao.
Đàn Thanh Tố đi trước sắp xếp chuyện rời đến Thiên Quốc. Phong Phi Vân thì giàu lo, đi tới đi lui dưới chân Phật Sơn. Đôi khi Phong Phi Vân ngước nhìn đỉnh núi, theo Đàn Thanh Tố chỉ dẫn thì Nạp Lan Tuyết Tiên ở trên Phật Sơn này, hắn có nên đi gặp nàng không? Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn đi gặp Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng hắn không thấy nàng. Phong Phi Vân thấy Tử Nhục Hòa Thượng nướng thịt dị thú trong rừng cây. Tử Nhục Hòa Thượng vẻ mặt khó chịu với Phong Phi Vân, Vô Địch Thiền Trượng hô một cái đập xuống đầu hắn. Phong Phi Vân xưa đâu bằng nay, thi triển luân hồi tật tốc né thoát một kích của Tử Nhục Hòa Thượng. Phong Phi Vân tùy tiện ngồi xuống đống lửa một bên, nhặt đùi dị thú lên cắn. Phong Phi Vân hỏi, Tuyết Tiên có khỏe không? Tử Nhục Hòa Thượng sửng sốt, một kích vừa rồi gã chưa dùng sức nhưng người bình thường không trốn được. Tiểu tử khốn kiếp này đã đến cảnh giới khá cao. Tên tai họa nhà ngươi sống dai vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết nàng mới cam lòng sao? Tử Nhục Hòa Thượng ôm vò rượu to nốc ừng ực, ống tay áo lau khóe môi. Tử Nhục Hòa Thượng nói, tuổi thọ của nàng ít đi mấy trăm năm, bộ dạng già nua, không chịu gặp ai. Tim Phong Phi Vân đau nhói, đứng lên nói, ta đi thăm nàng. Tử Nhục Hòa Thượng định ngăn cản nhưng thấy biểu tình nghiêm túc, áy náy của Phong Phi Vân lại thôi. Trong am Nico, Phật quang xoay vần. Cốc cốc cốc. Trong am vang tiếng gõ mõ, tiếng nữ nhân niệm Phật. Đột nhiên tiếng mõ và niệm kinh ngừng lại, bên trong vọng ra thanh âm già nua. Ta nói rồi, không gặp ai. Phong Phi Vân đứng bên ngoài am ni, người tẩm trong ánh trăng, đứng thẳng như cọc tiêu. Tuyết Tiên, là ta đây. Tiếng mỏ rơi xuống đất lăn lông lốc, tiếng bước chân chạy nhanh, khi đến cửa thì ngừng lại. Chợt khựng lại, tay Nạp Lan Tuyết Tiên ấn trên cửa sổ, bàn tay khẽ run rụt về. Nạp Lan Tuyết Tiên khóc sướt mướt, xoay người chặn cửa, gục đầu nức nở. Phong Phi Vân nóng nảy nói. Tuyết Tiên, hãy mở cửa ra đi. Hu hu, không, không mở. Phong Phi Vân nói. Tuyết Tiên, Nạp Lan Tuyết Tiên nức nở. Ngươi đi. Đi đi, bây giờ ta không muốn gặp ngươi. Ngươi chắc chắn không muốn thấy ta. Phong Phi Vân đứng trước cửa, xuyên qua ánh nến thấy bóng dáng gầy yếu in trên cánh cửa. Người gầy hơn cả hoa. Ai bảo ta không muốn gặp nàng? Bây giờ ta rất muốn gặp nàng. Bóng Nạp Lan Tuyết Tiên run bần bật. Ngươi muốn cười nhạo ta sao? Bây giờ ta không đẹp chút nào. Xấu xí. Phong Phi Vân nói. Ta chỉ muốn thấy nàng. Nàng nên biết ta không quan tâm bộ dạng của nàng như thế nào. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Nhưng ta quan tâm, bây giờ ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi mà, xin ngươi, xin. Phong Phi Vân cắn chặt răng, giơ tay kéo nắm khóa cửa nhưng cuối cùng buông ra. Ta hứa với nàng, miễn ta còn sống chắc chắn sẽ nhổ tận gốc Sâm La Điện, nhổ cỏ tận gốc. Ta sẽ tìm linh dược hiếm quý phục hồi tuổi thọ, sắc đẹp cho nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng, mắt bắn ra sát khí. Phong Phi Vân thấy cảm xúc của Nạp Lan Tuyết Tiên đã ổn định mới quay người đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Nạp Lan Tuyết Tiên lau khóe mắt ướt lệ, vội xoay người hé mở cửa nhìn trộm bóng lưng Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn Phong Phi Vân từ từ khuất trong màn đêm, nàng mím môi nghẹn ngào. Nạp Lan Tuyết Tiên mềm nhũn như tờ giấy dán cửa sổ trượt xuống, cuộn người ngồi dưới đất. Trong am ni chỉ còn tiếng rên rỉ bi thương, cô đơn. Năm ngày tiếp theo toàn bộ đệ tử ngự thú trai di chuyển vào Thiên Quốc. Sách kinh trong tàng kinh các, linh dược trong dược điền, thậm chí một số điện vũ cũng chuyển vào Thiên Quốc. Năm ngày ngắn ngủi ngự thú trai đã trống chơi, không thấy bóng người. Nạp Lan Tuyết Tiên cũng chuyển vào Thiên Quốc, Phong Phi Vân có ý nhờ Vu Thanh Họa chăm sóc nàng. Tử Nhục Hòa Thượng nghe về Thiên Quốc, mấy hôm nay vây quanh Phong Phi Vân. Nịnh hót vỗ mông ngựa, tỏ vẻ rất khao khát Thiên Quốc. Nhưng Phong Phi Vân cứng rắn như đá. Cuối cùng Tử Nhục Hòa Thượng hứa làm ba chuyện cho Phong Phi Vân mới được hắn cho phép tu hành trong Thiên Quốc. Thật là người đi lầu trống. Phong Phi Vân đi trong Phật điện trống rỗng, chân đạp đá xanh lót gạch. Phong Phi Vân ngước 45 độ nhìn trời, hắn như thấy không lâu sau sinh linh trên mảnh đất này chết hết, thiên sơn trống vắng, không còn một ngọn cỏ. Thiên địa tĩnh lặng. Tiểu tà ma chớp mắt sáng. Ca, bao lâu nữa chúng ta trở về Phong gia? Ta nhớ mẫu thân. Tiểu tà ma đứng bên cạnh Phong Phi Vân, nàng như tiểu tình nhân xinh đẹp tựa đầu vào vai hắn. Phong Phi Vân vuốt tóc tiểu tà ma, ánh mắt kiên quyết nói. Nhanh thôi.
cánh cửa thiên quốc bị Phong Phi Vân giấu đi. VIPVANDAN.VN Chương 1239, Mỹ nữ và con rùa. 2. Trong ngự thú trai không còn một bóng người, dị thú, linh thú nuôi dưỡng cũng bị dắt vào thiên quốc. Hôm đó Phong Phi Vân đưa tiểu tà ma vào thiên quốc, một mình hắn rời khỏi ngự thú trai trống rỗng. Trên người ta có 30 vạn linh thạch, ngự thú trai là 50 vạn linh thạch, cộng thêm những linh thú trong thiên quốc có lẽ khai thác 300 vạn linh thạch, còn thiếu 165 vạn linh thạch. Chẳng lẽ phải đi cướp ngân khố ngũ đại vương triều thật sao? Ánh nắng ấm áp, Phong Phi Vân đi trong núi rừng, đầu óc suy nghĩ nên đi đâu tìm 165 vạn linh thạch. Đối với chân nhân thì đây là con số thiên văn. Một ngọn núi đằng trước sụp đổ. Lực lượng mãnh liệt như nước lũ bắn lên bầu trời, vuốt ma khổng lồ hiện ra trong tầng mây. Là vuốt ma này giã đè sụp ngọn núi. Hơi thở vừa giống người vừa giống thú. Phong Phi Vân nhìn phương xa, nhíu mày nói. Dị hình dị, hay là người dương giới đến giết ta? Dường như không giống, là truy sát người khác. Lại vang tiếng nổ điếc tai, vuốt ma khổng lồ đè đất vỡ vụn, để lại dấu móng vuốt dài trăm thước như hố trời. Bên dưới có hai nữ nhân đang chạy trốn, một luồng sáng trắng chạy song song. Luồng sáng trắng giống con vịt nhỏ. Sát hành vân, Tôn Gia Gia đã bị ngươi hại mà vẫn không chịu buông tha cho chúng ta sao? Một nữ nhân lớn tuổi hơn cầm linh cung cổ xưa, nàng dương cung bắn tên. Mũi tên ánh sáng dài 3 trượng bay ra. Bùm! Mũi tên ánh sáng bị vuốt ma dễ dàng đập vụn, lực lượng vuốt ma hất bay nữ nhân kia. Nữ nhân hộc máu, bị thương khá nặng. Thiếu nữ trẻ tuổi dừng bước, dìu nữ nhân té dưới đất lên. Tỷ tỷ. Trên màn trời vọng xuống thanh âm ồm ồm khiếp hồn người lạnh lùng nói. Giao bát thuật quyển và dương thần thánh đài ra đây, có thể tha mạng cho các ngươi. Con vịt nhỏ màu trắng ngước đầu giống to. Giao tổ cha nhà ngươi. Con vịt nhỏ nói tục. Không, không phải vịt nhỏ, là con rùa nhỏ. Chân con rùa rất dài, cổ cũng dài, còn đứng thẳng nên trông như con vịt. Hừ, tà khí dâng lên che mất mặt trời, khí lạnh từ trên trời giáng xuống tạo áp lực lớn. Một móng vuốt ma khổng lồ vỗ xuống. Ra, liều mạng với ngươi. Người rùa nhỏ phát ra ánh sáng trắng chói mắt, mai rùa tách ra thành cái chuông to xa xưa sắp dỉ xét bảo vệ nó và hai nữ nhân. Bùm, vuốt ma khổng lồ đánh vào chuông mai rùa phát ra tiếng kim loại và núi to va chạm. Mai rùa bị đánh lún xuống đất, mặt đất nứt nẻ quanh mai rùa. Nhưng cái mai không vỡ, ánh sáng trắng chợt lóe, mai quay về người rùa nhỏ. Đồ ngốc, lực phòng ngự của Mao đại gia đệ nhất thiên hạ, chỉ bằng vào ngươi. Tía nó, lại đến. Rùa nhỏ chửi thể, mai rùa bay ra khỏi người biến thành chuông to bao phủ hai nữ nhân và nó. Vuốt ma đập xuống mai rùa. Phụt, tuy mai rùa rất cứng nhưng không đỡ nổi công kích của hai nữ nhân tu vi thấp bị chấn hộc máu, rất thê thảm. Mao Ô Quy cũng không tốt hơn gì, phòng ngự của nó tuy vô địch thiên hạ, mai rùa già mấy ngàn năm nhưng không có lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đôi mắt rùa ti hí nhìn hai nữ nhân liên tục hộc máu, Mao Ô Quy nóng nảy sốt ruột. Đột nhiên công kích tạm dừng. Mao Ô Quy nâng mai rùa lên một khe hở, thò đầu trắng nhỏ nhìn ra ngoài. Mặt đất nứt vỡ, cổ cây thành bột phấn, núi cao sụp đổ, nham thạch vỡ nát, cảnh tượng như có đại chiến. Một thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống vừa lúc đáp xuống ngay bên cạnh mai rùa, bụi bay mịt mù. Mao Ô Quy hất mai rùa lên, nhảy ra. Một vật khổng lồ nằm dưới đất, dài hơn 1000 thước, chỉ một bàn tay đã to 100 thước. Người nó phát ra khí thế khủng bố, khổng lồ, nó nằm sấp dưới đất, ánh mắt dữ tợn. Không lẽ đây là bản thể của sát hành vân tôn giả dương giới? Nó cường đại như vậy nhưng bị ai đánh bại? Quý Tâm Nô che môi. Kinh ngạc nhìn quái thú khổng lồ trước mặt mình, to như một ngọn núi. Đúng là bản thể của sát hành vân. Growl. Sát hành vân giơ vuốt lên như mây đen vỗ Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô. Mao Ô Quy hét to. Chưa chết hẳn. Mao Ô Quy quay đầu bỏ chạy. Còn dám kiêu ngạo. Phong Phi Vân bẻ một ngón tay sát hành vân nhấc bổng lên cao, xoay một vòng ném ra ngoài, mặt đất thủng một cái lỗ to. Sát hành vân gào thét. Rốt cuộc ngươi là ai? Có biết ta chính là tôn giả dương giới? Phong Phi Vân phủi bụi trên người, một chân đạp vào mặt sát hành vân.
Phong Phi Vân nói. Tôn giả Dương Giới thì giỏi lắm sao? Tiểu công chúa Dương Giới còn bị ta đùa giỡn. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ thấy tuổi tiểu công chúa Dương Giới nhỏ xíu, sửa lời. Là từng nhìn thân thể. Mao Ô Quy đau đớn chỉ trích. Tía nó, đúng là cầm thú. Nếu ra ta không suy tính sai thì tiểu công chúa Dương Giới mới có 8 tuổi. Không buông tha tiểu cô nương 8 tuổi, loại người gì vậy? Phong Phi Vân phất tay áo đánh bay Mao Ô Quy, nó lăn lông lốc dưới đất như hổ lô. Mao Ô Quy chửi. Tổ cha! Mấy năm nay khuôn mặt Phong Phi Vân thay đổi nhiều nhưng quý tâm nô, quý tiểu nô vẫn nhận ra hắn. Quý tiểu nô tức giận, tuy khóe môi tràn máu nhưng rất có sức sống hét to. Phong Phi Vân, đồ vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân thất hứa. Bản thân bay lên cao rồi định trở mặt sao? Phong Phi Vân kêu oan. Khụ khụ, tiểu cô nương, ta vong ân phụ nghĩa, thất hứa, trở mặt cái gì? Mao Ô Quy bỏ về, cười nói. Ngươi nhìn thân thể cô nương người ta mà không chịu trách nhiệm. Chết tiệt, tổ cha ngươi. Mao Ô Quy lại bị Phong Phi Vân đá bay. Quý tiểu nô luôn gai mắt Phong Phi Vân, đôi mắt trợn to như muốn ăn thịt hắn. Hừ, ngươi không giữ lời hứa. Phong Phi Vân càng oan hơn. Ta không giữ lời hứa hồi nào. Quý tiểu nô vươn một ngón tay ra chỉ ngực Phong Phi Vân, nói. Lúc trước ngươi lừa bát thuật quyển từ chỗ tỷ tỷ của ta đã hứa chuyện gì? Phong Phi Vân nói. Cái gì mà lừa, là tỷ tỷ của nàng năn nỉ nên ta mới nhận, ta cũng không quên Chu Nệ đã hứa với các người. Giết một người chứ gì, bây giờ ta cùng các người đi giết đây. Gò má quý tâm nô hơi hồng, xấu hổ đến gần, vết máu trên môi đã lau sạch. Quý tâm nô hỏi. Phong công tử nói thật không? Công tử thật sự sẽ giúp kẻ ác kia giúp ta. Mắt quý tâm nô rất đẹp, màu xanh nhạt đưa tình nhìn Phong Phi Vân. Đôi mắt Phong Phi Vân rất bất phàm, có sức hấp dẫn siêu phàm làm mặt quý tâm nô càng đỏ hơn. Quý tâm nô vội cúi đầu, tim đập nhanh. Vật khổng lồ bị Phong Phi Vân giẫm dưới chân rung mạnh, phát ra tiếng cuồng cười đâm thủng màng tai. Thì ra ngươi chính là Phong Phi Vân, vua Dương Giới đã ra huyết thủ lệnh truy sát ngươi. Ngươi không sống được bao lâu nữa. Tà hoàng lệnh của tà hoàng còn không giết được ta, huyết thủ lệnh của vua Dương Giới không có hiệu quả gì. Ta thì thấy ngươi sẽ chết trước. Phong Phi Vân giẫm mạnh đạp vỡ một cái răng cửa của Sát Hành Vân. Cái răng rơi ra khỏi miệng Sát Hành Vân, dài 7-8 thước, sắc bén như thần đao, dính đầy máu. Sát Hành Vân gào thét, vùng vẫy. Phong Phi Vân đánh gãy hai chân Sát Hành Vân, mấy chục khúc xương trên người. Cuối cùng Sát Hành Vân ngoan ngoãn. Sát Hành Vân rất đáng giận, ta muốn giết nó. Tỷ muội quý gia rất hận Sát Hành Vân, chỉ muốn băm vằm nó ra thành nhiều mảnh, nghiền xương thành tro. Sát Hành Vân sợ hãi nói. Đừng, nếu các ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ nói một tin tức quan trọng. Bất cứ ai đã rơi vào tay kẻ thù là chuyện rất đáng sợ, dị hình dị cũng không ngao hụy lệm. Nói đi. Phong Phi Vân thầm thấy lạ. Tại sao Tam Dị Dương Giới dám ban ngày ban mặt đến Thần Tấn Vương triều giết người? Chuyện này không bình thường. Sát Hành Vân mở miệng nói. Một thủ lĩnh cổ xưa âm giới liên minh với thủ lĩnh Dương Giới muốn chống lại vua Dương Giới, mẫu của âm giới. Bây giờ hai giới âm dương sắp hỗn loạn, rất nhiều tôn giả hai giới âm dương đến Thần Tấn Vương triều. Trong vòng mấy ngày gần đây sẽ tấn công gia tộc Tầm Bảo Sư, Kỷ Gia. Nói đùa, vua Dương Giới. Mẫu của âm giới là nhân vật tu vi kinh thiên động địa, nếu dễ bị tạo phản như thế thì bọn họ chết từ lâu rồi. Phong Phi Vân cho rằng Sát Hành Vân đang nói dối, định chặt đầu nói. Sát Hành Vân la lên. Đừng, ta nói thật, bởi vì ta là thuộc hạ của thủ lĩnh Dương Giới, nhiệm vụ của ta là lấy song sinh dị bát thuật quyển, Dương Thần Thánh Đài. Mao Ô Quy bỏ về. Đệ nhất tôn giả Dương Giới rốt cuộc phản vua Dương Giới. Mao Ô Quy học khôn núp sau lưng quý tâm nô, cách Phong Phi Vân thật xa. Sát Hành Vân tiếp lời. Đúng rồi, là đệ nhất tôn giả Dương Giới. Ánh mắt quý tâm nô, quý tiểu nô kỳ lạ, dường như biết đệ nhất tôn giả Dương Giới là ai. Phong Phi Vân hoang mang hỏi. Đệ nhất tôn giả Dương Giới lợi hại lắm sao? Mao Ô Quy lên tinh thần, nó đứng trên một tảng đá. Con rùa nhỏ trắng tinh ngước nhìn trời, bộ dáng cô đơn như tuyết. Như nhớ lại thứ gì vĩnh hằng không thay đổi. Mao Ô Quy mở miệng nói. Đương nhiên là lợi hại, do ta nuôi lớn nó. Bốp! Mao Ô Quy lại bị Phong Phi Vân đá bay,
lăn lông lốc dưới đất. Mao Ô Quy la ó. Chết tiệt, lão phu nói thật, là ta nhận nuôi nó, thật sự là ta nuôi lớn nó. Phong Phi Vân tự động che thanh âm, con rùa già này trước giờ toàn nói xạo, không đáng tin. Quý Tâm Nô nói, đệ nhất tôn giả dương giới là một thái hư dị, tu vi siêu cường đại, có thể nói là người đứng thứ hai dương giới. Thiên phú của người này rất cao, mới tu luyện mấy ngàn năm đã mạnh hơn một số lão dị sống lâu thật lâu. Nghe đồn chưa ai thấy bản thể của nó. Bản thể của nó là một tấm da. Mao Ô Quy bò trở về, vì chân nó dài nên bò mau hơn con rùa khác. Hoặc nên nói Mao Ô Quy chạy về, nó như con vịt nhỏ màu trắng thở hồng hộc. Phong Phi Vân nói, chẳng phải thái hư dị là thấy được nhưng không cảm giác được. Mao Ô Quy nói, bởi vì nó là tấm da người, không có bản thể thật, chỉ bám vào da người khác. Cho nên ngươi thấy được nó nhưng không thể chạm vào, dù ngươi sờ được cũng chỉ là da của người khác. Thế giới rộng lớn không gì không có. Như tôn gia gia của tỷ muội Quý gia cũng là một vị thái hư dị, một bức tranh chạy khắp nơi. Đệ nhất tôn giả dương giới là tấm da người. Trên đời này không gì không có, không gì là không thể thông minh. Phong Phi Vân cười nói. Một tấm da người có thể tu luyện thành đệ nhất tôn giả dương giới, lợi hại thật. Mao Ô Quy lại chảnh. Bởi vì là ta nuôi lớn nó. Sau đó vẻ mặt Mao Ô Quy buồn bã như trải qua tang thương biến động. Tuy ta dạy nó cách tu luyện nhưng không thể dạy nó làm ra người hữu dụng với thế giới, cuối cùng nó biến thành ma quỷ khoác ra người. Chết tiệt, còn đá nữa là lão phu giận thật. Chân Phong Phi Vân khựng lại rồi vẫn đá bay Mao Ô Quy. Con rùa này miệng lốp bốp như pháo nổ, nếu đệ nhất tôn giả dương giới bị một con rùa nuôi lớn thì quá buồn cười. Còn là con rùa khôn lõi. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô biểu tình cực kỳ khó xem, mắt tràn đầy đau đớn, nắm tay nhau, run bần bật, mắt ngấn lệ. Là nó, chính là nó hại chết mẫu thân của chúng ta. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Tại sao đệ nhất tôn giả dương giới hại chết mẫu thân của các người? Phong Phi Vân được nghe một chuyện bí ẩn. Công án xảy ra vào 1.500 năm trước. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô chính là song sinh dị dương thần Thánh Đài. Đây là loại dị hình di đặc biệt nhất, dùng máu của song sinh dị dương thần Thánh Đài có thể kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần từ thế giới khác. 1.500 năm trước, dương giới, kỷ gia, âm giới, xâm la điện, bốn thế lực hợp tác muốn cướp xác Diêm Vương trong tử minh thi động. Nhưng tà khí xác Diêm Vương quá nặng. Bốn thế lực dùng đủ mọi cách mà vẫn không tiếp xúc xác Diêm Vương được. Cuối cùng có người đề nghị dùng máu của dương thần thái cực quái kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần ra. Dùng cự linh dương thần cõng xác Diêm Vương, vì chỉ có cự linh dương thần mới áp chế được tà khí trên người Diêm Vương. Nhưng song sinh dị dương thần thánh đài đời trước tức mẫu thân của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô gả cho thiếu gia chủ Kỷ gia lúc bấy giờ là Kỷ Hạo Thiên. Đương nhiên Kỷ Hạo Thiên không đồng ý hy sinh mạng sống hai thê tử của mình đổi lấy ích lợi cho bốn thế lực, thề chết không theo. Đột nhiên một đêm nọ tính ách Kỷ Hạo Thiên biến đổi, tự tay giết hai thê tử, bưng hai bồn máu nóng ra khỏi nhà, kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần, thành công cõng tả thi Diêm Vương ra tử minh thi động. Khi ấy Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô còn nhỏ xíu núp trong góc nhìn phụ thân bưng bồn máu hai mẫu thân ra khỏi nhà. Máu nóng bỏng bốc khói. Đỏ thắm chói mắt, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô suốt đời khó quên. Sức chiến đấu của cự linh dương thần rất kinh khủng làm người bốn thế lực ghen ghét, bắt đầu chĩa mục tiêu vào hai tỷ muội. Chỉ cần nắm giữ các nàng thì tương lai có thể dùng máu kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần lần nữa. Tôn gia gia giúp đỡ Quý Tiểu Nô, Quý Tâm Nô trốn ra Kỷ gia, chạy trốn khắp nơi. Vì căm thù phụ thân nên tỷ muội đổi họ Quý đồng âm với Kỷ. Sau này Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô mới biết đêm hôm đó phụ thân đổi tính là vì bị đệ nhất tôn giả dương giới bám vào người, điều khiển thân thể. Mặc dù biết sự thật nhưng Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô không dám quay về Kỷ gia. Vì máu của hai người có thể kích hoạt dương thần thái cực quái, thân thể bọn họ là dương thần thánh đài, không chỉ người khác thèm muốn mà Kỷ gia cũng vậy. Đó là vì sao lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô là lúc bọn họ bị người Kỷ gia, người dương giới bắt. VIPVANDAN.VN Chương 1241, Mộ Địa Huyết Sát 1. Đây là công án từ 1.800 năm trước.
Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Tức là các người sống hơn 1.500. Quý Tâm Nô trả lời. Dị hình dị khác với nhân loại. Một số dị hình dị để trưởng thành mất hơn vạn năm. Ta và muội muội tính trong song sinh dị dương thần thánh đài chỉ khoảng 17, 8 tuổi. Mặc dù chúng ta sống lâu hơn nhân loại nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Phong Phi Vân gật gù, bỗng nổi hứng giơ tay nói. Nếu các nàng là song sinh dị dương thần thánh đài vậy mau đưa dương thần thánh đài cho ta đi, ta báo thủ giúp hai nàng. Con người ta nói chuyện luôn giữ lời, hì hì. Chùa cổ chuông chuông, trăng sáng gió thổi. Sau núi Nam Thiên Tự, cỏ dại mọc đầy, cây già cành lá che kín bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống đất loang lổ. Xuyên qua rừng cây đến một cái ao. Một cái đình rách nát, một ngôi mộ cô đơn, trên bia đá khắc một chữ kỷ. Long Thương Nguyệt đứng trước ngôi mộ thật lâu, ánh trăng sáng ngời rơi trên gò má, chiếu rọi da trắng nõn như ngọc sáp. Tóc tơ bay trong gió tựa thác nước xanh đang bay. Mắt Long Thương Nguyệt ướt, con người ngấn lệ, rèm mi ướt đẫm. Long Thương Nguyệt cố gắng mở to mắt không để lệ lăn ra. Đại ca, mẫu thân của ta chết như thế nào? Một hòa thượng khoảng 8, 9 tuổi mặc áo trắng đứng sau lưng Long Thương Nguyệt, mặt không biểu tình, tay lần chàng hạt nói. Kỷ Thần Phi nghe tin thí chủ chết thì mất hết hy vọng, uống băng phách vạn năm, cắt đứt sự sống. Người Long Thương Nguyệt run rẩy, lòng nhỏ máu. Tại sao Phong Phi Vân không nói cho mẫu thân biết ta không chết? Tại sao? Đại Phật Di Lặc chắp hai tay cầm cây chổi trong đỉnh quét lá rụng dưới đất. 2 năm trước, mùa đông nơi này tuyết trắng xóa, vạn dặm ánh bạc, thời tiết lạnh hơn bây giờ nhiều. Mẫu thân của thí chủ chết trong ngực Phong thí chủ. Dường như khi ấy nàng không quá lạnh, mỉm cười ra đi. Long Thương Nguyệt siết chặt nắm tay. Phong Phi Vân thì sao? Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân của ta chết. Đại Phật Di Lặc nói. Mẫu thân của thí chủ sống quá khổ, chết cũng là một loại giải thoát. Long cô nương đừng tự trách mình, cũng đừng trách tội Phong thí chủ. Không ai sai, là thế giới này đã sai. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Long Thương Nguyệt, nàng quỳ trước mộ, dập đầu lại ba cái. Lầm bầm nói gì đó. Đại Phật Di Lặc quét lá, hốt lá. Lá rụng dưới đất biến thành màu đỏ như lưỡi dao, tràn ngập khí túc sát quái dị. Không khí trong khe núi trở nên kỳ lạ. Mắt Đại Phật Di Lặc lóe tia sáng, chắp tay, cao giọng niệm. A-di-đà Phật, yêu nghiệt phương nào dám đến Nam Thiên Tự của ta quấy phá. Trong khe núi bóng đen lắc lư, gió tà thổi phần phật. Rất nhiều yêu tà tụ tập, tiếng cười âm u phát ra từ bóng tối. Long Thương Nguyệt quỳ dưới đất bay vọt lên, một thanh linh kiếm đen thui bay ra khỏi trán, thân kiếm đầy hoa văn cổ xưa. Long Thương Nguyệt lạnh lùng nói. Dương giới tam dị, âm giới tam tà, người hai giới âm dương các ngươi tại sao đến quấy rầy mẫu thân ta yên nghỉ. Trong bóng tối một cái bóng quỳ bay ra, mặc áo trắng như u linh lơ lửng giữa không trung, âm trầm nói. Tại hạ là tôn giả thứ 9 của âm giới, phụng mệnh bạch bì quỷ vương đến lấy mắt trái Diêm Vương. Long Thương Nguyệt lòng máy động. Mắt trái Diêm Vương. Long Thương Nguyệt sớm dung hợp mắt trái Diêm Vương, đám người này đến tìm nàng. Trên người Đại Phật Di Lặc ngưng tụ Phật khí, Phật quang vòng quanh người, làn da như phủ tầng sáng vàng. Đại Phật Di Lặc nói. Tôn giả âm giới dám tùy ý đến thần tấn vương triều, chẳng lẽ không sợ bị mẫu của âm giới trách phạt. Trong bóng tối truyền ra nhiều tiếng cười âm trầm. Mẫu của âm giới sớm bị buộc rời khỏi âm giới. Bây giờ bá chủ âm giới là Bạch Bì Quỷ Vương. Lần này Bạch Bì Quỷ Vương dẫn dắt các tôn giả âm giới đến thần tấn vương triều là khiến âm giới chúng ta xưng hùng mảnh đất này. Chủ nhân mảnh đất này vốn nên thuộc về âm giới tam tà, dương giới tam dị chúng ta. Thần tấn vương triều, ngũ đại vương triều gì đó đều sẽ thành cho. Long Thương Nguyệt nói, nơi này là thần đô, bất cứ gió thổi cỏ lay không lừa được tấn đế. Một dị hình dị khổng lồ bước ra. Mọc ba cái đầu nói. Có đệ nhất tôn giả dương giới chúng ta che thiên cơ, đám người trong hoàng tộc không biết chuyện xảy ra tại đây. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng, lột ra rút gần nàng ra, luyện thành cho chắc chắn sẽ tìm được mắt trái Diêm Vương. Dị hình dị ba đầu lao lên, ba cái đầu cùng phun lửa. Ngọn lửa nóng cháy hòa tan mặt đất thành dung nham. Long Thương Nguyệt bảo vệ ngôi mộ sau lưng mình, tay bắt kiếm quyết. Linh kiếm chém ra kéo kiếm hà dài hơn 30 thước. Con dị hình dị bị chặt một cái đầu. Vù 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 vù. Hai quỷ tà khác lao lên, người khoác thì bố đẫm máu,
Tia điện đan sen bao phủ quanh thân, cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt Long Thương Nguyệt lạnh băng nói. Thôn thiên phệ địa. Lòng bàn tay Long Thương Nguyệt như biến thành hố đen nuốt hai quỷ tà cường đại, chớp mắt luyện hóa tất cả lực lượng tinh hoa thành của mình. Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh kêu. Tà linh tầm bảo sư. Trời, nàng tu luyện tà linh tầm bảo thuật trong linh bảo thiên. Tiếng kinh kêu ngừng bật, bởi vì nó đã bị Long Thương Nguyệt nuốt thành cái xác khô nằm dưới đất. Tầm bảo sư là khắc tinh của dương giới tam dị, âm giới tam tà, tà linh tầm bảo sư đáng sợ nhất. Không chỉ dương giới tam dị, âm giới tam tà sợ, tu sĩ nhân loại cũng sợ tà linh tầm bảo sư. Bởi vì tà linh tầm bảo thuật có thể nuốt hết lực lượng của tu sĩ có linh tính biến thành sức mạnh bản thân, công pháp gần như cướp đoạt, mọi người trên đời không chấp nhận được, nếu bị phát hiện sẽ chịu vây công. Mấy chục bóng đen cường đại cùng tấn công Long Thương Nguyệt, muốn vây giết nàng. Trong đó có ba nhân vật đẳng cấp tôn giả, siêu cường đại, như ba ngọn núi thần đứng trong không trung. Người Long Thương Nguyệt toát ra khói đen lạnh thấu xương, cắm linh kiếm xuống đất. Diệt thế trận văn từ trung tâm linh kiếm khuếch tán ra ngoài, đánh bay mấy chục bóng đen cường đại. Long Thương Nguyệt lần lượt cắn nuốt, thây khô đầy đất. Nhưng số lượng phe địch quá nhiều, cuối cùng Long Thương Nguyệt bị đánh trọng thương, máu ướt đẫm áo. Lực lượng trong cơ thể Long Thương Nguyệt hỗn loạn. Vì nuốt quá nhiều lực lượng nên nàng bị phản phệ. Tu vi Đại Phật Di Lặc cao sâu chặn hơn một nửa công kích. Muôn vàn Phật Pháp phát ra từ người Đại Phật Di Lặc, cùng đánh với mười mấy tôn giả. Đại Phật Di Lặc bị thương nặng, liên tục hộc máu. Tôn giả thứ 8 của âm giới, Lệ Tam Sơn lạnh lùng cười. Đối địch với hai giới âm dương chúng ta là tự tìm cái chết. Quỷ vụ từ người Lệ Tam Sơn khuếch tán, đánh một đấm núi xương đập vào lưng Đại Phật Di Lặc. Vang tiếng răng rắc, lưng Đại Phật Di Lặc sắp gãy. Long Thương Nguyệt hét to. Địa sư. Long Thương Nguyệt muốn hỗ trợ nhưng bị một thi tà âm giới chặn đường. Mặt Đại Phật Di Lặc tái nhợt, khuôn mặt non nớt dính máu đỏ. Bộ dạng Đại Phật Di Lặc có 7, 8 tuổi nhưng cho cảm giác thánh khiết. VIPVANDAN.VN Chương 1242, Mộ Địa Huyết Sát 2. Đại Phật Di Lặc cắn răng nói. Cô nương mau đi đi, ta mở con đường sống cho cô nương. Đại Phật Di Lặc chắp hai tay, miệng niệm bất tử thiền kinh. Ánh sáng vàng từ người Đại Phật Di Lặc càng chói mắt hơn, như bốc cháy. Đại Phật Di Lặc mở mắt ra, con người bắn hai luồng sát quang khủng bố, một hơi giết mấy chục bóng đen. Long Thương Nguyệt giết một thi tà tôn giả âm giới, chạy hướng con đường Đại Phật Di Lặc mở rộng. Trốn đi đâu? Một bóng đen âm khí lạnh lẽo đuổi theo Long Thương Nguyệt. Đại Phật Di Lặc chừng muốn nứt khóe mắt, hét to. Chúng sinh giai vong. Đại Phật Di Lặc định thi triển cấm thuật Phật môn, mạng sống làm cái giá xuất thân toàn bộ dị tà để Long Thương Nguyệt chạy trốn. Chúng sinh không vong được. Tôn giả thứ 8 của âm giới, Lệ Tam Sơn ném trường mâu ra. Trường mâu như thần long màu đen xé rách không gian phát ra tiếng xé gió sắc nhọn từ miệng Đại Phật Di Lặc đâm thủng qua gáy. Xương sọ bay ra, Đại Phật Di Lặc thi triển một nửa cấm thuật chợt ngừng, máu chảy trào ra khỏi miệng. Đầu Đại Phật Di Lặc bị xuyên thủng, cơ thể bay ngược đập vào ngôi mộ. Bùm! Mộ vỡ thành mấy mảnh, mắt Đại Phật Di Lặc trợn to, người đẫm máu nằm trong mộ. Miệng Đại Phật Di Lặc ú ớ, ọc máu, người run bần bật. Lệ Tam Sơn bước tới, nhe răng cười, chân đạp cổ Đại Phật Di Lặc, nắm trường mâu. Trường mâu đẫm máu rút ra rồi lại đâm thủng tim Đại Phật Di Lặc. Đại Phật Di Lặc không nhúc nhích nữa, khuôn mặt nhỏ non nớt dính đầy máu, đôi mắt nhìn bầu trời. Thiên địa tĩnh lặng. Đi, đuổi giết nữ nhân kỳ ra, phải cướp lại mắt trái Diêm Vương. Dị tà hai giới âm dương rút đi hết, trong khe núi gió thổi phần phật, mùi máu tràn ngập. Máu chảy ra từ trái tim Đại Phật Di Lặc, thật lâu không khô cạn. Ngày hôm sau, trên đường núi. Phong Phi Vân đi chín nhân không nhất, nhìn Phật điện đầy núi, cỏ mọc chim chóc bay đầy. Phong Phi Vân đi qua con đường cũ, lòng tràn đầy cảm thán. Phong Phi Vân không đi Nam Thiên tự bái phỏng trụ trì Đại Phật Di Lặc trước. Phong Phi Vân định đi tảo mộ cho kỳ thần Phi, hai năm không đến, đường xưa mọc đầy cỏ dại. Quý Tiểu Nô chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, hai tay chống nạnh chặn đường hắn. Phong Phi Vân, ngươi mang chúng ta đi đâu? Chẳng phải ngươi bảo đi kỳ gia báo thù sao? Phong Phi Vân cầm tiền giấy, nhang nến, vẻ mặt buồn bã, hắn cũng không biết mình đang buồn cái gì.
Phong Phi Vân trả lời. Đi tế bái một vị cố nhân. Mao Ô Quy đi chót, nó thở hồng hộc chạy mới theo kịp bước chân của ba người. Tía nó, sau khi đến thần đô liền tế bái người chết, lừa ai? Đúng hơn là đi gặp tình nhân phải không? Phong Phi Vân qua quyết hùa theo. Đúng đúng đúng, đi gặp tình nhân. Từ miệng sát hành Vân biết tin âm giới, Dương giới định vây công Kỷ gia cướp Linh Bảo Thiên, Dương thần thái cực quái, Phong Phi Vân vội vã chạy đi thần đô. Hai thứ này rất quan trọng, nếu rơi vào tay kẻ xấu trong âm giới, Dương giới thật khó tưởng tượng có hậu quả gì. Sau khi đến thần đô, Phong Phi Vân chợt nhớ Kỷ thần phi, Nam cung Hồng Nhan. Thái vi nữ thần có hoàng tộc bảo vệ, hiện tại Phong Phi Vân không muốn tiếp xúc với người hoàng tộc. Phong Phi Vân quyết định đi tế bái Kỷ thần phi trước, thuận tiện hỏi thăm đại Phật Di Lặc tung tích Kỷ gia. Phong Phi Vân chưa đến khe núi chợt ngửi thấy mùi máu đậm đặc, mảng lớn vách núi sụp đổ, âm khí toát ra từ bùn đất. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, dị hình dị, thi tà. Trong không khí tràn ngập mùi hỗn tạp. Trong đầu Phong Phi Vân lóe suy nghĩ. Dương giới tam dị, âm giới tam tà từng đến đây, ngay đêm qua. Phong Phi Vân bước nhanh hơn đến trước mộ Kỷ thần phi. Hòa thượng nhỏ áo trăng bị chiến mâu đâm thủng đóng đinh trên ngôi mộ, máu nhuộm đỏ mộ bia. Tà văn đan xen trên chiến mâu, sát khí đậm đặc. Đây là hung binh, từng giết nhiều tu sĩ. Tâm tình Phong Phi Vân nặng nề, rút chiến mâu đẫm máu ra. Phong Phi Vân nhìn hòa thượng nhỏ áo trắng, xác đã lạnh, sự sống đứt đoạn, mắt nhìn bầu trời. Phong Phi Vân ngồi xuống khép mắt hòa thượng nhỏ lại. Tỷ muội quý gia nhìn hết hồn, cảm nhận không khí nặng nề. Quý tiểu nô luôn thích cãi cọ, Phong Phi Vân trở nên im lặng. Mao Ô Quy rón rén đi giữa tử thi, duỗi cổ hít ngửi máu tươi. Mao Ô Quy nói, má ơi, đêm qua có ít nhất mấy chục tôn giả hai giới âm dương chết tại đây. Hòa thượng nhỏ này giỏi thật. Phong Phi Vân nhíu mày, dùng tiểu diễn thuật thôi diễn dưới đất, suy tính chuyện xảy ra đêm hôm qua tại đây, nhưng có người che thiên cơ. Phong Phi Vân chỉ thấy một vài hình ảnh, trong đó có Long Thương Nguyệt. Phong Phi Vân thấy trong các hình ảnh rời rạc Đại Phật Di Lặc mở đường máu cho Long Thương Nguyệt chạy trốn ra ngoài. Tại sao người hai giới âm dương tìm nàng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ vì đôi mắt của Diêm Vương. Mao Ô Quy bò dưới đất hít ngửi, nó ngửi được một ít máu đặc biệt, nhíu mày. Mao Ô Quy lầm bầm đọc tên vài cường giả âm giới, dương giới, đêm hôm qua bọn họ đều đến đây. Phong Phi Vân kêu Tử Nhục Hòa Thượng ra khỏi thiên quốc, Đại Phật Di Lặc là đệ tử ký danh của trưởng lão. Đệ tử chết, Tử Nhục Hòa Thượng làm sư phụ sao có thể ngó lơ. Thân hình Tử Nhục Hòa Thượng vạm vỡ ôm xác Đại Phật Di Lặc. Ngực lão lổ lộ ra hình xăm, nghiến răng chửi thề. Tổ cha nó, tía nó, đồ con rùa. Mao Ô Quy khó chịu vặc lại. Đang chửi ai? Lão tử chửi con rùa nhà nó, không mắng ngươi. Tâm tình Tử Nhục Hòa Thượng nặng nề. Đại Phật Di Lặc là đệ tử duy nhất Tử Nhục Hòa Thượng chính thức thu nhận, bây giờ bị người ta đóng đinh. Nhuệ khí từ người Tử Nhục Hòa Thượng sắp đâm thủng trời. Thù sâu hơn biển làm người ta điên cuồng. Tử Nhục Hòa Thượng vừa chửi thề vừa đào mồ định chôn Đại Phật Di Lặc, Phong Phi Vân thì lo cho Long Thương Nguyệt. Hắn đưa tỷ muội quý gia vào thiên quốc, lần tìm theo dấu vết Long Thương Nguyệt đêm hôm qua chạy trốn để lại. Người hai giới âm dương đến khá đông. Mao Ô Quy bò dưới đất hít ngửi, mũi nhạy hơn cả chó. Mao Ô Quy đứng thẳng lùng sục trong bị cỏ, tốc độ chạy rất nhanh. Thỉnh thoảng có thây khô dưới đất, bị người hút khô linh khí mà chết, là Long Thương Nguyệt làm. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy chạy vào thần đô, mọi dấu vết cắt đứt tại đây. Trước mắt bọn họ là con đường cổ xưa, giữa trưa trên đường cái có rất nhiều tu sĩ, ngựa xe như nước, dù có manh mối cũng đã bị người phá hỏng hết. Mao Ô Quy ngồi trên giày Phong Phi Vân, hai tay chống cằm nhìn các ống quần lướt qua. Bây giờ nên làm sao đây? Phong Phi Vân túm cổ Mao Ô Quy nhấc lên. Đi theo ta. Phong Phi Vân biến thành cái bóng chợt biến mất, tốc độ siêu nhanh. Không ai trông thấy. Ngay sau đó Phong Phi Vân xuất hiện ở một góc khác trong thần đô, hắn đứng trước phủ đệ khổng lồ. Trong thành vực này khắp nơi là tường cao sân lớn, ngọc thạch đúc cung điện, tử kim xây cửa lớn, vương hầu tương tướng cư ngụ. Tòa phủ đệ trước mắt hơi hoang vắng, lá rụng đầy đất, cửa đóng kín, không có nha hoàn hay thị vệ nào. VIPVANDAN.VN Chương 1243, Phủ Công Chúa.
phủ công chúa. Tay chân Mao Ô Quy cửa quay cuối cùng vùng thoát khỏi tay Phong Phi Vân, rơi xuống đất. Đây từng là phủ đệ của Long Thương Nguyệt, người đi trà lạnh. Phong Phi Vân vung tay phá trận pháp thủ hộ trên cửa lớn, đẩy cửa bước vào. Mao Ô Quy biến thành đốm sáng trắng chen vào trước, hít ngửi trong phủ công chúa. Mao Ô Quy phát hiện một giọt máu tươi trong hành lang bên cạnh hồ nước. Mặt rùa mừng rỡ nói. Là mùi này. Phong Phi Vân trông thấy vết máu thì thở phào nhẹ nhõm, dọc theo vết máu dưới đất đi vào trong. Phong Phi Vân tìm thấy Long Thương Nguyệt trước cửa hầm hẻo lánh, vết máu dài trên mặt đất. Người Long Thương Nguyệt đầy vết thương, y phục màu đen bị máu thấm ướt, máu đọng trên tóc. Dường như Long Thương Nguyệt bò tới cửa hầm, dưới đất để lại một hàng râu tay máu. Nhưng Long Thương Nguyệt không mở cửa hầm đã xỉu. Mao Ô Quy nói, nữ nhân này rất có nghị lực. Phong Phi Vân ngưng tụ một viên kim tàm Phật đan đút cho Long Thương Nguyệt, tay đặt trên cổ tay kết máu giả, rót Phật khí vào cơ thể nàng. Rất nhanh Phật quang mỏng bao phủ người Long Thương Nguyệt, vết thương nhanh chóng khép lại, phục hồi bóng loáng, trắng trẻo, không để lại vết sẹo nào. Nhưng Long Thương Nguyệt bị thương quá nặng, chưa tỉnh lại ngay. Nơi đây là chỗ đệ tử hoàng tộc tụ tập, chắc người hai giới âm dương sẽ không tìm đến. Tạm thời ở lại đây rất an toàn. Phong Phi Vân ôm Long Thương Nguyệt đi hướng lầu các. Khi Long Thương Nguyệt tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường ấm áp mềm mại, cảm giác chưa từng thoải mái thế này. Long Thương Nguyệt lười biếng nghiêng người ôm gối gấm, nàng bỗng cứng người, mở mắt ra. Con người bắn ra hai tia sáng sắc bén, Long Thương Nguyệt ngồi dậy. Long Thương Nguyệt thấy áo dính máu đã được ai đó thay dùm, hương hoa thoang thoảng. Long Thương Nguyệt mặc áo lông trắng tinh dán sát người, vết thương biến mất. Trừ cơ thể hơi suy yếu ra, Long Thương Nguyệt đã lành hơn một nửa vết thương. Trong phòng có một người, một nam nhân. Vèo. Long Thương Nguyệt nhìn bóng lưng nam nhân, lấy linh kiếm ra, thanh kiếm như linh xà bay ra. Long Thương Nguyệt lạnh lùng hỏi. Là ngươi thay đồ cho ta. Phong Phi Vân đưa lưng hướng Long Thương Nguyệt, ngồi trên ghế điêu bằng tử đàn linh mộc, đang loay hoay nổi canh bốc linh khí. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Còn tắm cho nàng. Xẹt 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 xẹt. Linh kiếm chém sau đầu Phong Phi Vân, tiếng gió rít, sát khí ập đến. Phong Phi Vân dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy. Linh kiếm rung bần bật nhưng không thoát khỏi ngón tay Phong Phi Vân được. Bị thương nặng như vậy thì ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương đi. Phong Phi Vân thu lông kiếm, một đoàn Phật khí vàng trấn áp thanh kiếm đặt trên bàn. Phong Phi Vân bưng chén linh canh nóng hổi đến bên cửa sổ, từ từ ngồi xuống. Long Thương Nguyệt ngồi trên giường, khi Phong Phi Vân xoay người thì đã hóa đá, răng cắn môi, nước mắt tuôn rơi nhưng không chớp mắt cái nào. Không trách Long Thương Nguyệt không nhận ra Phong Phi Vân ngay. Từ sau khi Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh thì trừ hết khí yêu ma trong cơ thể, thay thế là Phật khí thần thánh. Nếu nhìn bóng lưng khó thể nhận ra Phong Phi Vân ngay. Phong Phi Vân vươn tay lau giọt lệ ướt mi Long Thương Nguyệt. Sao khóc rồi? Long Thương Nguyệt bướng bỉnh. Không khóc. Long Thương Nguyệt cắn răng, dùng tay áo lau khô khóe mắt, hốc mắt hơi đỏ. Phong Phi Vân đưa chén ngọc qua. Không khóc thì thôi, uống một hớp canh linh thảo thập cẩm bổ người đi. Đây là ta tự tay nấu, độc nhất vô nhị. Khí thế Long Thương Nguyệt lạnh lùng, mím chặt môi trắng, rất chú trọng chuyện này. Đã bảo là không khóc, Phong Phi Vân, ta cảnh cáo ngươi, trong cuộc đời Long Thương Nguyệt ta không rơi lệ. Nếu ngươi dám nhắc lại chuyện này, sau khi ta lành vết thương sẽ chém ngươi trăm ngàn lần. Phong Phi Vân cười nói. Ăn canh trước đi. Tại sao chưa được ta cho phép đã thay đồ cho ta? Còn tắm rửa giúp ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ăn canh trước đi. Tại sao mẫu thân của ta chết? Ngươi nhìn mẫu thân chết trong ngực mình, tại sao ngươi không nói cho mẫu thân biết ta không chết? Ăn canh trước đi. 2 năm trước ta vì ngươi mà giả chết trốn trong long mạch dưới lòng đất nhưng đổi lại là gì? Mẫu thân của ta chết, Long La Phủ kế thừa ngai vàng. Phong Phi Vân, ngươi không định cho ta lời giải thích sao? Phong Phi Vân ngần ngừ giây lát, vẫn nói. Ăn canh trước đi. Đôi mắt Long Thương Nguyệt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, một lúc lâu sau nói. Đút cho ta. Phong Phi Vân cầm muỗng múc một miếng nhỏ, ôm Long Thương Nguyệt vào ngực, đặt thìa bên môi nàng đút một miếng. Ta đã hứa với mẫu thân của ta sẽ chăm sóc nàng. Nàng là thê tử ta đính hôn, ta không được phép thay đồ cho nàng thì còn ai có tư cách. Trên bàn đặt nồi nấu linh dược,
Mao Ô Quy ngửi mùi bò tới cạnh nồi, đu ói, cổ vào muốn liếm. Bỗng bùm một tiếng, Mao Ô Quy rơi luôn vào nồi. Phong Phi Vân nhẹ vuốt tóc dài của Long Thương Nguyệt, từng muỗng đút linh canh vào miệng nàng. Long Thương Nguyệt như chim nhỏ cuộn mình trong ngực Phong Phi Vân, yên lặng nghe hắn kể. Đột nhiên tiếng cười âm u từ trời đêm vọng vào, phá vỡ yên lặng trong lầu các. Rốt cuộc tìm ra vết máu nàng để lại, nàng núp trong phủ đệ này. Trong bóng tối vang lên vô số tiếng xé gió, từng áp lực khổng lồ bao vây phủ công chúa. Có thi tà rít gào, có quỷ tà hú hét, một số thái hư dị bay lượn trên bầu trời kèm theo khí huyết sát. Màu đen lạnh lẽo, tràn ngập túc sát. Đàn tà tụ tập bên ngoài phủ công chúa. Cường giả hai giới âm dương bao vây phủ công chúa, một số khí thế cường đại luyện điện vũ, xé mặt đất. Một cái bóng quỷ màu trắng đuôi dài kéo thi bào xuống biến thành bóng tối bao trùm khu vực này, khiến phủ công chúa biến thành màu đỏ. Growl! Tiếng hú dài âm trầm vang lên, một thái hư dị dương giới đứng trên điện vũ cổ xưa, tay cầm cờ đỏ. Thái hư dị dương giới dữ tợn nói. Cho rằng chạy trốn tới nơi đệ tử hoàng tộc tụ tập thì chúng ta không dám đuổi theo sao. Ngươi quá coi thường lực lượng hai giới âm dương chúng ta. Dù là hoàng tộc thì không lâu sau sẽ bị xóa tên khỏi thế giới này. Trên lầu các Mao Ô Quy bò ra khỏi nồi nhìn các âm hồn lướt qua khung cửa sổ, con mắt tì hí xoay tròn. Mao Ô Quy úp nồi sắt lên đầu, nói. Tới hùng hổ quá. Long Thương Nguyệt rét run, đôi mắt đen láy biến thành trăng tròn đỏ máu. Phong Phi Vân ấn vai Long Thương Nguyệt, giao linh canh uống một nửa cho nàng cầm. Phong Phi Vân mở cửa sổ tím sậm ra, nhìn đàn tà bay lượn ngoài khung cửa sổ, chân mày như kiếm nhướng lên. Phong Phi Vân nói, ai cầm đầu? Thanh âm như tiếng chuông lấn át tiếng hú tà dị bên ngoài. Tôn giả thứ 8 của âm giới Lệ Tam Sơn bay trong không trung, quỷ vụ màu đen bay dưới chân ăn mòn đất cát thành suối vàng. Lệ Tam Sơn lạnh lùng cười. Ta là Lệ Tam Sơn, tôn giả thứ 8 dưới tay Bạch Bì Quỷ Vương. A. Chưa từng nghe tôn giả thứ 8 gì đó, cũng không nghe về Bạch Bì Quỷ Vương. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, vuốt nhẹ miểu quỷ ban chỉ trên ngón cái. VIPVANDAN.VN Chương 1244, tái hiện Hồng Loan Hỏa Thường. Mao Ô Quy như sinh linh hóa thạch, bí mật gì về hai giới âm dương nó cũng biết chút ít. Bạch Bì Quỷ Vương là lão quỷ độ qua 4 lần lôi kiếp, tu vi hết sức lợi hại. Nghe nói 3.000 năm trước bị mẫu của âm giới giết ở Hoàng Tuyền Sơn âm giới, không ngờ nó còn sống. Long Thương Nguyệt mở miệng nói. Là nó giết Di Lặc Đại Sư. Thái Hư Dị đứng trên điện vũ phía đối diện, tay cầm cờ máu, thân thể như âm dương song ngư lên tiếng. Ta là Kỵ Thận, dưới tay đệ nhất tôn giả dương giới. Phong Phi Vân liếc Mao Ô Quy đội nồi lên đầu. Mao Ô Quy ngẫm nghĩ, nói. Dương giới chia 3 đại tộc. Tộc số lượng nhiều nhất là dị hình dị, còn có thái hư dị, vô hình dị. Kỵ Thận thuộc nhân vật đỉnh cao nhất trong thái hư dị, có thể hấp thu thiên địa âm dương chi khí chuyển hóa thành lực lượng của mình. Phong Phi Vân xòe tay, cao giọng nói. Vẫn chưa từng nghe nói. Một tôn giả thi tà âm giới tức giận quát. Nói nhảm với tiểu tử này làm gì? Cướp mắt trái Diêm Vương, tốc chiến tốc thắng đi. Cái miệng khô quắt mục giữa há to phun sợi xích thần đen vươn dài 30 dặm bao bọc lầu cá Phong Phi Vân đang đứng, định nghiền nát. Phong Phi Vân búng tay, đốm lửa chói mắt rơi vào xích thần, đốt nóng sợi xích. Ngọn lửa dọc theo xích thần bay hướng tôn giả âm giới, chớp mắt đốt cháy. Tôn giả âm giới thành đèn lồng rỏ rực, lăn lộn kêu gào dưới đất, bị đốt thành tro. Vù 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 vù. Một đám quỷ nhào lên, toàn là quỷ tà tu vi cường đại. Mấy chục lửa ma trời xanh âm u. Nhưng mấy chục quỷ tà chưa đến gần đã bị Phong Phi Vân đánh ra tiểu diễn thuật luyện hóa. Một tôn giả âm giới nói. Hắn cũng là Tầm Bảo Sư. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy, ta là Tầm Bảo Sư. Tầm Bảo bí thuật có thể trấn tà dị, người hai giới âm dương đến bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Lớn lối quá. Một móng vuốt to từ trên trời vỗ xuống, vuốt đầy răng nhọn lóe sát quang. Phong Phi Vân vỗ thủ ấn biến thành khổng lồ xé nát vuốt to trên bầu trời. Mưa máu rơi xuống, thịt vụn bốc tà ký. Nếu đã đến thì đừng đi. Phong Phi Vân triệu hoán kình thiên côn kích phát ra uy lực linh khí biến thành ngọn núi đen khổng lồ. Luồng linh khí chói lòa bắn ra, đánh bay 6 thái hư dị bay trong không trung.
lại một luồng sáng linh khí bay ra, hai thi tà ngửa đầu hú dài bị đâm thủng. Phập, phập, cường giả hai giới âm dương lần lượt ngã gục, tôn giả có sức chiến đấu ngang hàng cự phách cũng không chịu nổi một kích kình thiên côn, chớp mắt thành tro. Đây đúng là cuộc đồ sát đơn phương. Hiện giờ Phong Phi Vân đến sử thi cự phách, lại được gọi là vô thượng cự phách. Sức chiến đấu của Phong Phi Vân thậm chí mạnh hơn sử thi cự phách. Phong Phi Vân cùng lúc đánh với ba, bốn sử thi cự phách dễ như chơi. Tu sĩ đẳng cấp cự phách bình thường dễ dàng bị Phong Phi Vân giết. Chân nhân không ra, không người địch nổi. Trong một vương triều có mấy chân nhân? Tà dị hai giới âm dương bị giết đến run sợ, áp lực linh khí trên bầu trời như thần phạt. Linh quang chợt lóe, có người ngã xuống, hoặc bị chân áp thành thịt vụn, hoặc bị đánh thành mưa máu. Giờ phút này, chúng nó nhìn nam nhân mỉm cười đứng trên lầu các đã không còn sự coi rẻ, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi. Một tôn giả quỷ tà mặc áo xanh muốn chạy trốn, nhưng Phong Phi Vân đánh ra bình quỷ dễ dàng thu nó vào, không chút gợn sóng. Ta đã bảo rồi, nếu đến thì ở lại hết đi. Trốn, các ngươi chạy được sao? Phong Phi Vân tùy tay ném ra 40 khối linh thạch, mỗi một khối to cỡ nắm tay. Trong suốt lấp lánh như 40 ngôi sao chói mắt rơi vào 40 vị trí trong phủ công chúa. Linh thạch rơi xuống, cột sáng bắn lên biến thành trận pháp giam cầm. Dương giới tam dị, âm giới tam tà nào định trốn, đụng vào trận pháp là thành cho ngay. Một thần tà tôn giả âm giới nhìn chằm chằm bình quỷ trong tay Phong Phi Vân, mắt quy lóe tia kinh hoàng. Là thiên nhất thánh bình, mẫu của âm giới. Mẫu của âm giới. Phong Phi Vân cười nói. Đúng rồi. Là thiên nhất thánh bình. Bình quỷ bay ra khỏi tay Phong Phi Vân lơ lửng trên bầu trời, trong bình phát ra lực cắn nuốt không gì sánh kịp. Vô số quỷ tà, thi tà, thần tà, dị hình dị, thái hư dị, vô hình dị bị hút vào. Những tà dị chửi rủa, gào rú kinh khủng trong thiên nhất thánh bình. Chỉ quét một CV ái đã có mấy trăm tu sĩ cường đại của hai giới âm dương bị thiên nhất thánh bình thu vào. Trong phủ công chúa chỉ còn lại một số cường giả đẳng cấp tôn giả, gần 20 người. Chúng nó có một số vũ khí cổ xưa bảo vệ mình, ngăn chặn lực lượng thiên nhất thánh bình, nhưng vẫn sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Đương nhiên một phần do Phong Phi Vân công kích diện tích lớn, nếu chỉ nhằm vào một dị tà thì chúng nó khó thoát. Hơn nữa Phong Phi Vân không tế luyện thiên nhất thánh bình, chưa phát huy thực lực thật sự của bình quỷ. Phong Phi Vân lắc thiên nhất thánh bình, cười nói. Thật hữu dụng, không uổng là chí bảo âm giới. Trong thiên nhất thánh bình phát ra tiếng cười âm trầm của Diêm Vương. Thực vật ngon quá, đa tạ. Thiên nhất thánh bình rung bần bật, bên trong phát ra tiếng cắn nuốt, tiếng gào rú càng kinh khủng hơn, tiếng cười rùng rợn của Diêm Vương. Phong Phi Vân sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ chưa bị luyện hóa. Mao Ô Quy đội cái nồi, mắt tì hí sáng rực rỡ nhìn thiên nhất thánh bình trong tay Phong Phi Vân. Miệng Mao Ô Quy chảy nước miếng nhỏ xuống mặt bàn. Đám tôn giả hai giới âm dương bị thiên nhất thánh bình hù sợ, siêu cường giả như Lệ Tam Sơn, kỵ thần cũng teo tim, mắt nhìn bốn phía. Chúng nó không sợ Phong Phi Vân, chúng sợ chủ nhân của thiên nhất thánh bình. Mẫu của âm giới tích tuy năm tháng vô tận, chủ tử Bạch Bì Quỷ Vương, đệ nhất tôn giả dương giới của chúng nó cũng rất e ngại nàng. Nếu mẫu của âm giới ở gần đây thì chúng nó chỉ có đường chết. Phong Phi Vân nhìn thấu chúng nó đang sợ cái gì, hắn cười nói. Đừng sợ, mẫu của âm giới không có ở đây, các ngươi cứ thoải mái ra tay đi. Hừ, không cần sợ hắn, miễn không cho hắn cơ hội sử dụng thiên nhất thánh bình thì chúng ta hợp sức lại đổ sát hắn. Kỵ thận lao lên trước, hô cờ đỏ, ánh sáng đỏ rực bay ra như dòng sông đỏ quét qua. Tu vi của kỵ thận siêu cường đại, đã tu luyện 5 tháng dài dặc, lá cờ đỏ ngang ngửa linh khí tam phẩm. Phong Phi Vân dẫn động lực lượng kình thiên côn. Linh khí sát quang bay ra đánh nát ánh sáng đỏ của lá cờ. Ngay sau đó, mắt Phong Phi Vân bắn ra hai con phượng hoàng đỏ thẫm, lửa nóng cháy đốt cờ máu trong tay kỵ thận. Hai con phượng hoàng bay quanh kỵ thận, muốn luyện hóa nó. Nhưng kỵ thận là thái hư dị, có hình dạng lại không có thực thể, dễ dàng trốn ra. Miệng kỵ thận thổi âm khí dập tắt lửa trên cờ máu, lại lao hướng Phong Phi Vân. Lúc này hơi thở quen thuộc từ một hướng khác dâng lên. Hồng Loan Hỏa Thường. VIPVANDAN.VN Chương 1245, lại đến đế cung. 1. Trên người tôn giả thứ 8 của âm giới Lệ Tam Sơn bốc cháy ngọn lửa,
biến thành người lửa. Lực lượng liên tục tăng vọt, Lệ Tam Sơn như mặt trời nóng cháy đốt hết mọi thứ trong thiên địa. Phong Phi Vân sờ cằm nói. Thì ra người dùng hồng loan hỏa thường ám sát Long La Phủ chính là ngươi. Hèn gì mấy năm nay ta không tìm được ngươi, hóa ra ngươi là quỷ tà tôn giả trong âm giới. Ngày Long La Phủ đăng cơ, Bắc Minh Việt mời một sát thủ bí ẩn mai phục bên ngoài Thái Miếu, dùng trường mâu đóng đinh nàng vào cây cột. Vụ án này mãi chưa giải quyết, Long La Phủ không điều tra được, bây giờ sát thủ bí ẩn tự mình chui ra. Đúng vậy, bản tôn dám giết cả tấn đế chứ nói gì đến thứ người vô danh như ngươi. Lệ Tam Sơn cầm chiến mâu, người bốc lửa cháy, có hồng loan vòng quanh người, lực lượng mạnh đến cực độ. Hồng loan hỏa thường mặc trên người của ngươi là làm bẩn nó. Phong Phi Vân cảm thấy hồng loan hỏa thường nên thuộc về Nam Cung Hồng Nhan, những người khác không tư cách có được. Lệ Tam Sơn hú dài. Growl. Thiên địa run rẩy, một nửa phủ công chúa bị luyện thành dung nham, gạch ngói vụn biến thành đá lửa, trường mâu như rồng lửa bay qua. Cờ máu bắn ra ánh sáng chói mắt hóa thành ma đồ màu đỏ, kỵ thận điều động âm dương chi khí ngưng tụ trong cờ máu, đánh ra ánh sáng cực độ. Kỵ thận, Lệ Tam Sơn đều là cường giả lĩnh ngộ được chút đạo chân nhân, thuộc đẳng cấp bán tôn chân nhân. Nhất là Lệ Tam Sơn có uy lực hồng loan hỏa thường, sức chiến đấu gần bằng chân nhân. Phong Phi Vân các ngươi trên lầu các, Hồ Kình Thiên Côn đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Gậy vung ra nghiền áp núi cao, đánh kỵ thận té xuống đất, cơ thể nát bấy. Nhưng thân thể kỵ thận không phải thực chất, rất nhanh ngưng tụ trong không trung. Cờ máu bay trong mây tà bắn ra ức vạn tà quang, định trấn áp chết Phong Phi Vân. Muốn chết! Phong Phi Vân tung thiên nhất thánh bình ra, quỷ văn trên bình lấp lánh bắn ra tia sáng đen lạnh lẽo. Lực hút khổng lồ bộc phát muốn nuốt vật âm tà trong thiên địa. Kỵ thận, Lệ Tam Sơn biến sắc mặt. Kỵ thận nhanh chóng thụt lùi, ném tôn giả âm giới bên cạnh mình bay ra ngoài ngăn cản thiên nhất thánh bình hút. Kỵ thận đè cờ máu dưới đất, ổn định thân thể. Lại có bốn nhân vật đẳng cấp tôn giả bị thiên nhất thánh bình nuốt. Ha 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 ha, hồng loan hỏa thường ngăn được lực lượng thiên nhất thánh bình. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lệ Tam Sơn ném trường mâu xuyên qua cánh tay Phong Phi Vân, đốt một ống tay áo. Phong Phi Vân hừ mạnh, lắc người. Phong Phi Vân đứng trước mặt Lệ Tam Sơn, bảy khối xương phượng xoay nhanh trên người hình thành một chu thiên. Phong Phi Vân đánh ra cú đấm, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên. Bùm! Lệ Tam Sơn vỗ trưởng ấn ngập lửa, muốn dựa vào lực lượng hồng loan hỏa thường ra cố cứng rắn đỡ Phong Phi Vân. Nhưng thủ ấn của Lệ Tam Sơn mới chạm vào Phong Phi Vân chợt cảm nhận lực lượng rời núi lấp biển ập đến, xương tay Lệ Tam Sơn kêu răng rắc. Lệ Tam Sơn bay ngược ra ngoài, đụng vỡ một hàng điện vũ, người bắn đốm lửa tung tóe. Lệ Tam Sơn kinh kêu. Không thể nào, trừ phi ngươi đến cảnh giới chân nhân. Muốn giết ngươi không cần cảnh giới chân nhân. Phong Phi Vân nhíu mày nhìn tay mình, ống tay áo bị đốt trọi, làn da khét đen. Phong Phi Vân đi hướng Lệ Tam Sơn, một tay cầm kình thiên côn, tay kia nhấc trường mâu rực lửa. Có ba tôn giả thi triển ba đại thuật đè Phong Phi Vân, ngăn bước chân của hắn. Bùm! Phong Phi Vân lười ngoái đầu lại, phất tay áo. Sóng linh khí bay ra, hư không rung lắc, đại thuật ba tôn giả thi triển bị đánh bật trở về. Phập, phập, phập! Ba bá chủ đẳng cấp tôn giả tan nát, thành cho. Sốt cuộc ngươi là ai? Lệ Tam Sơn, kỵ thận một trước một sau vận chuyển lực lượng đến cực độ. Bọn họ là chí cường một phương nhưng liên tục ăn chai đắng trong tay Phong Phi Vân, không đánh lại. Trong lòng Lệ Tam Sơn, kỵ thận hoảng sợ. Phong Phi Vân nói, đánh nửa ngày mà các ngươi chưa biết ta là ai. Ha ha ha, buồn cười thật, nói cho các ngươi biết cũng được, bản nhân họ Phong. Lệ Tam Sơn bản năng lùi một bước. Nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Trong âm phủ ai cũng biết cái tên này. Kỵ thận hiểu biết Phong Phi Vân nhiều hơn. Người khiến tà hoàng phát ra tà hoàng lệnh, vua dương giới phát ra huyết thủ lệnh hèn gì mạnh như vậy. Thiên mệnh đệ cửu trọng đã có thể cùng lúc đấu với hai chúng ta, hóa ra là vô thượng cự phách. Bởi vì trong dương giới có vài tồn tại mạnh hơn kỵ thận đều thua vào tay nam nhân này. Mới gần 20 tuổi đã cường đại như vậy, nhân vật làm các tay trùm áp lực nặng nề. Phong Phi Vân rất có thể trở thành nhân vật thần thoại trên mảnh đất này. Phong Phi Vân cười nói. Thì ra ta cũng rất nổi tiếng trong hai giới âm dương. Vô thượng cự phách chưa chắc bất bại.
Ngọn lửa trên người Lệ Tam Sơn càng rực cháy, lưng mọc đôi cánh hồng loan, lực lượng lại tăng một mảng lớn. Lệ Tam Sơn há mồm phun sóng lửa đỏ rực. Vô dụng, dưới chân nhân, ta vô địch. Phong Phi Vân bay lên đầu Lệ Tam Sơn, một chân đạp lưng gã. Tay Phong Phi Vân xé đôi cánh Lệ Tam Sơn. Lệ Tam Sơn gào rú, tuy nó là quỷ tà nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn như khối thịt bị xé xuống. Bùm! Phong Phi Vân đấm bể đầu Lệ Tam Sơn, xé hồng loan hỏa thường xuống. Phong Phi Vân tung ra trận văn lửa trấn phong bản thể Lệ Tam Sơn. Trận pháp lửa biến thành một đoàn quả cầu lửa lơ lửng trong tay Phong Phi Vân. Cơ thể Lệ Tam Sơn vùng vẫy trong trận pháp, gào giống chửi rủa nhưng vô dụng, không chạy thoát được. Phong Phi Vân cầm hồng loan hỏa thường, trầm tư giây lát. Phong Phi Vân liếc Kỵ Thận, cười nói. Mạng của ngươi rất hữu dụng, ta tạm thời không giết ngươi. Ba tôn giả còn sống và Kỵ Thận thấy Lệ Tam Sơn bị Phong Phi Vân dễ dàng trấn áp, lòng sợ muốn chết. Tiểu tử này quá khủng bố, bọn chúng không dám ở lại lâu, nhanh chóng trốn ra phủ công chúa. Phong Phi Vân ném Thiên Nhất Thánh Bình ra ngoài, thu chúng nó vào bình, thành lương thực cho Diêm Vương trong bình quỷ. Các tiếng gào rú hãi hùng vang lên. Cường giả hai giới âm dương bị bắt trọn ổ. Mao Ô Quy cười nịnh. Tiểu tử, mấy năm nay tiến bộ tu vi nhiều thật. Phong Phi Vân phớt lờ Mao Ô Quy, hắn đến bên cạnh Long Thương Nguyệt. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng. Long Thương Nguyệt hết hồn về tu vi của Phong Phi Vân, nàng cứ nghĩ mình tiến bộ rất kinh khủng nhưng so với hắn thì kém cỏi hơn nhiều. Nàng là tà linh tầm bảo sư, có thể cắn nuốt tu vi của người khác, đi con đường đoạt xá, tốc độ tu luyện mau hơn người khác nhiều. Chẳng lẽ Phong Phi Vân cũng nuốt tu vi của người ta sao? Long Thương Nguyệt nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân. 1.500 năm trước Kỷ gia được đôi mắt Diêm Vương, mỗi đời sẽ tìm người thừa kế ưu tú nhất dung luyện đôi mắt ta. Đời này ta may mắn được chọn, truyền thừa mắt Diêm Vương. Phong Phi Vân nói, giao nó cho ta. Tại sao? Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân như muốn xuyên thấu hắn. Phong Phi Vân đáp, không lâu sau tà thi Diêm Vương sẽ quay lại, không chỉ muốn hủy diệt mảnh đất khiến nó chết, càng muốn tìm về xác thất lạc. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng, chắc chắn nó sẽ tìm nàng, không tốt cho nàng. Long Thương Nguyệt hỏi, chẳng lẽ giao cho ngươi thì ngươi sẽ an toàn? Phong Phi Vân ngừng một lúc, nói, ta có cách. Bản năng nói cho Long Thương Nguyệt biết nàng không thể tin tưởng nam nhân hại chết mẫu thân mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn tách mắt trái Diêm Vương ra khỏi con ngươi, giao cho Phong Phi Vân. Mắt phải Diêm Vương ở trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong. Phong Phi Vân thu mắt trái Diêm Vương vào Thiên Nhất Thánh Bình, nói. Người hai giới âm dương sắp tấn công Kỷ gia, cướp mộ phủ tầm bảo lục linh bảo thiên, và cả dương thần thái cực quái. Long Thương Nguyệt nghe tin này thì không ngồi yên. Nàng từ nhỏ lớn lên trong Kỷ gia, lo lắng hơn Phong Phi Vân nhiều. Long Thương Nguyệt muốn chạy về Kỷ gia ngay. Phong Phi Vân nói, ta muốn đi đế cung một chuyến rồi mới theo nàng đi Kỷ gia được. Ngươi định tìm tiện nhân Long La Phù. Long Thương Nguyệt rất ghét Long La Phù, hơi giận Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn Lệ Tam Sơn bị giam cầm, vẻ mặt nửa cười nửa không. Đi giao dịch với nàng ta. Nếu không cần thiết thì Phong Phi Vân không muốn đi đế cung vào lúc mẫn cảm thế này. Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi vì thần hồn Thái Vi Nữ Thần. Để Thái Vi Nữ Thần trong tay hoàng tộc luôn khiến Phong Phi Vân bó tay bó chân. Thứ hai, Phong Phi Vân muốn giao dịch với Long La Phù, món hàng là cửu mũ long bào, nàng muốn giao dịch thì giao dịch không được. Nếu Long La Phù không chịu giao dịch thì Phong Phi Vân sẽ tự tay cởi. Đồn rằng gom đủ năm thần y sẽ có lực lượng vô địch thiên hạ. Bây giờ Phong Phi Vân được ba món trong số đó, chỉ thiếu cửu mũ long bào trên người Long La Phù, nạp lan Phật y của nạp lan Tuyết Tiên. Phong Phi Vân không cầu có thể vô địch thiên hạ, đủ ứng phó nguy hiểm trước mắt là được. Hiện giờ Phong Phi Vân sốt ruột cần có lực lượng. Phong Phi Vân thu Long Thương Nguyệt vào thiên quốc, khoác ẩn tàm sa la, biến thành cái bóng vô hình đến trước cung môn đế cung. Cung môn đóng kín. Thiên uy truyền ra từ cửa cung. Tu sĩ bình thường đi đến đây sẽ bị uy thế chấn kiềm lòng không đậu quỳ xuống. Phong Phi Vân không tùy tiện xâm nhập đế cung, dù sao đế cung bây giờ đã khác xưa. Thái thượng tấn đế rất có thể đã xuất quan, nữ đế Long Khương Linh có lẽ đã quay về, trong hoàng tộc chắc chắn có cường giả khác. Những nhân vật này toàn là tồn tại đẳng cấp cao nhất,
xông vào đế cung ngay trước mắt bọn họ, dù Phong Phi Vân khoác ẩn tàm xa la cũng không bảo đảm. Mao Ô Quy thò đầu chọc ra khỏi vạt áo của Phong Phi Vân, đôi mắt tì hí xoay tròn. Mao Ô Quy đánh trống rút lui. Lão Phu cảm nhận được khí thế khiến người nghẹt thở, nội tình hoàng tộc thần tấn vương triều thật đáng sợ, mạnh nhất trong ngũ đại vương triều. Hay chúng ta quay về đi? Đừng nói nhảm. Phong Phi Vân nhét đầu Mao Ô Quy vào áo, bước tới vách tường đế cung, trong bóng tối thấy có người cầm búa và chùa gõ đập lén lút phá trận pháp trên thần tường, lẻn vào đế cung. Không ngờ gặp người chung chí hướng. Ba tay, tình cờ vậy. Phong Phi Vân nhận ra thiếu niên ngồi xổm dưới đất gõ tường. Thiếu niên giật bắn người, lắp bắp. Ta, không có ý định trộm. Quốc khố vương triều, chết tiệt, thì ra là thần vương đã bị khu trục, làm lão tử suýt tè ra quần. Tất Ninh Soái lau mồ hôi lạnh trên trán, bò dậy. Tim Tất Ninh Soái vẫn đang đập nhanh, suýt bị Phong Phi Vân hù sợ ra bệnh liệt dương suốt đời. Trộm vào đế cung là tội lớn, bị cường giả trong hoàng tộc bắt được sẽ không đơn giản là dương héo, không chừng một giây sau đã thành công công. Ba tay rất lợi hại, ra vào đế cung như trốn không người, thần linh cung cũng bị gã lẻn vào. Phong Phi Vân chưa từng thấy Tất Ninh Soái thật sự ra tay, mỗi lần gã bị Tà Hồng Liên truy sát thê thảm. Có lẽ tu vi của Tất Ninh Soái không cao, thế mà gã làm được những việc này, thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Phong Phi Vân đánh ra trận văn ẩn thân che giấu xung quanh, hỏi. Chẳng phải ngươi bị Tà Hồng Liên xích lại sao? Tại sao chạy ra đây? Gần đó có vệ đội mặc giáp sắt đi ngang qua, áo giáp chói mắt như lửa chiếu sáng trời đêm. Trên bầu trời có cường giả cưỡi dị thú loài chim thỉnh thoảng bay qua tuần tra đế cung. Tay bọn họ cầm linh kính, tu sĩ nào dám lãng vảng gần đế cung thì không núp đi đâu được. Tiếc rằng linh kính không thể xuyên qua trận pháp Phong Phi Vân bày ra. Tất Ninh Soái vén tóc, làm dáng nói. Thiên hạ không có sợi xích nào trói ta được, bao gồm tiên cơ đại trận, là thiên thần tỏa của thần linh cung, ta đến đi tự nhiên như thường. Không phải tiểu gia ta khoe chứ nếu ta muốn thì đêm nay có thể trộm áo lông của tấn đế. Rồi, áo lông của nàng thuộc về ngươi, ta không hứng thú với loại nữ nhân tâm lý biến thái như Long La Phù. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi chỉ hứng thú với quốc khố thần tấn vương triều. Mao Ô Quy thò đầu ra khỏi vạt áo Phong Phi Vân, kích động nói. Quy gia ta cũng cảm thấy hứng thú. Mặt Tất Ninh Soái tím ngắt, sờ mũi hắng giọng. Nghe nói đêm nay hoa đế bên Lâm Lang Hoa Cung sẽ múa trên Lâm Lang Đài, ta đi Lâm Lang Hoa Cung uống rượu vậy. Phong Phi Vân vỗ vai Tất Ninh Soái tiễn gã. Đi, ta sẽ đến đế cung nói với Long La Phù là có người muốn trộm áo lông của nàng. Chân Tất Ninh Soái run cầm cập. Sợ hãi run như cầy sấy, nghẹn ngào nói. Đùa chết người, tía nó, bây giờ ngươi không phải là thần vương mà sao còn lo cái này lo cái kia. Lão tử chỉ muốn vào quốc khố vương triều đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh. Ta bảo đảm chỉ nhìn, ta là du khách, ngươi không tha cho du khách được sao? Bắt nạt ta, ngươi không phải con người. Lần trước Tất Ninh Soái cướp phủ thái sư, tất cả tang vật bị Phong Phi Vân chấn lột hết, gã đau lòng nhỏ máu. Lần này Tất Ninh Soái chuẩn bị thật lâu mới quyết định ghé thăm quốc khố vương triều, lại gặp Phong Phi Vân. Tất Ninh Soái trực giác thành quả thắng lợi sẽ bị Phong Phi Vân đánh cắp. Phong Phi Vân thấm thía nói. Ta biết ngươi sống không dễ dàng, sao có thể nhẫn tâm bắt nạt ngươi. Ta chỉ muốn hỏi mấy năm nay ngươi trộm, tích giữ bao nhiêu linh thạch, ta hỏi cho biết. Tất Ninh Soái nghi ngờ. Hỏi cho biết. Phong Phi Vân choàng vai Tất Ninh Soái, bộ dáng huynh đệ thân thiết nói. Ta là người thiếu linh thạch sao? Nhiều linh thạch đặt trước mặt cũng không làm ta động tâm. Tất Ninh Soái gật gù. Nói cũng đúng. Tất Ninh Soái biết Phong Phi Vân từng cướp đổ cung ngầm, được số linh thạch sánh bằng tiên khoáng, làm gã phát thèm. Tất Ninh Soái không lo nữa, trả lời. Mấy năm nay ta sống cũng khổ lắm, trong túi trữ vật chỉ có 10 vạn linh thạch. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh, tía nó, vậy mà sống khổ. Tích chữ còn nhiều hơn một cổ tiên giáo, cái này cướp bao nhiêu đại giáp, gia tộc, đào mộ tổ tiên bao nhiêu người mới gom đủ. Phong Phi Vân nhớ lúc hội đấu giá thần đô thì Tất Ninh Soái còn nghèo rất mồng nơi, mới quá vài năm đã phú khả địch giáo. Phong Phi Vân cười diễu. Mới có 10 vạn linh thạch. Bộ dạng như nhà giàu nhìn người nghèo. Tất Ninh Soái không chịu nổi ánh mắt khinh thường của Phong Phi Vân, ưỡn ngực nói.
thật ra đó chỉ là một nửa gia tài của ta. Tổng tài sản của tiểu gia là gần 20 vạn linh thạch, ha 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 ha. Biểu tình Phong Phi Vân giật mình kêu lên. Thật không? Tất Ninh Soái nói. Lừa ngươi là con rùa. Mặt Mao Ô Quy xanh mét, cảm thấy Tất Ninh Soái không xem rõ nó. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Tốt lắm, bây giờ nộp hết ra đây. Mặt Tất Ninh Soái xanh như tàu lá chuối, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm rồi co giò bỏ chạy. Nhưng Tất Ninh Soái không trốn thoát, bị Phong Phi Vân túm về ấn dính vách. Tất Ninh Soái khóc ròng. Phong Phi Vân, ngươi không phải con người. Người ta sống dễ dàng sao? Chắp vá lung tung, liều mạng, cần lao dũng cảm, vất vả khổ cực nhiều năm mới có số tài sản như bây giờ. Chết tiệt, ngươi nói một câu rồi định cướp hết. Ngươi giết ta đi. Tất Ninh Soái nhắm mắt lại, giữ tiền không cần mạng. Phong Phi Vân nói. Được rồi. Nếu ta không gom đủ 500 vạn linh thạch thì cũng chết, ta tiễn ngươi xuống dưới trước chờ ta. Tất Ninh Soái rối rít nói. Đừng đừng, tại sao ngươi phải gom đủ 500 vạn linh thạch, đây là một con số thiên văn, đào hết mạch khoáng thần tấn vương triều cũng không gom đủ. Phong Phi Vân không giấu giếm. Nữ ma muốn trùng kích thì biến lần thứ 5, kêu ta gom 500 vạn linh thạch cho nàng. Hóa ra là nữ ma đầu, tu vi tiến cảnh nhanh quá, nghịch thiên thật. Tất Ninh Soái biến sắc mặt nói. Thật ra ta lừa ngươi, ta làm gì có 20 vạn khối linh thạch. Rồi rồi, có, ta có. Chưa từng thấy ai dã man như ngươi. Cuối cùng Tất Ninh Soái vẫn giao nộp linh thạch, tổng cộng 17 vạn. Tất Ninh Soái biết nếu không giao cho Phong Phi Vân thì nữ ma sẽ tới tìm gã, bị nữ ma đầu tìm đến sẽ mất mạng nhỏ. Mặt Tất Ninh Soái nhăn như trái khổ qua, răng cắn mờ u bàn tay, chảy lệ ròng ròng. Nói vậy là ngươi cũng nhắm vào linh thạch trong quốc khố vương triều. Phong Phi Vân gật đầu khẳng định. Đương nhiên. Tất Ninh Soái xoay người bỏ đi. Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta đi Lâm Lang Hoa cùng uống rượu. Nhưng Tất Ninh Soái lại bị Phong Phi Vân xách về. Tất Ninh Soái gào rú. Tiểu gia không đi quốc khố vương triều du lịch còn không được sao, tiểu gia ta chỉ là muốn uống rượu. Cái này không làm trái luật, rối quy tắc đi. Ta không làm ba tay nữa. Ta hoàn lương, giờ ta chỉ muốn làm khách hồng trần. Tía nó. Cuối cùng Tất Ninh Soái vẫn bị Phong Phi Vân lôi tuột vào đế cung, chia nhau ra hành động. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy đi quốc khố vương triều, Phong Phi Vân bay hướng đại điện tử khí. Phong Phi Vân rất quen thuộc kiến trúc trong đế cung, cộng thêm hiểu biết về trận pháp, lại mặc ẩn tàm sa la, hắn thật nhẹ nhàng xuyên qua lầu các điện vũ. Cộp cộp cộp. Mấy quan viên mặc áo quan được vệ đội hoàng thành hộ tông vội vã chạy sâu vào đế cung. Không lâu sau lại có hai vị thiên hầu tiến cung. Phong Phi Vân đứng trong góc đại điện nhìn văn võ đại thần nối liền không dứt, nhíu mày nói. Đã là đêm khuya tại sao mấy người này còn bị triệu vào cung? Xảy ra chuyện lớn gì? Không lâu sau một đội nữ quan từ xa đi đến, nữ quan dẫn đầu mặc trường bào thái tể, xinh đẹp khuynh thành, dung nhan tuyệt đại, bộ ngực đẫy đà. Eo liễu nhỏ nhắn, nàng như tiên nữ thần quan. Là Diêu Cát. Giờ Diêu Cát đã là nữ thái tể của thần tấn vương triều. Có rất nhiều nữ quan theo sau Diêu Cát, như sao vây quanh trăng sáng. Diêu Cát trực giác liếc hướng Phong Phi Vân ẩn thân, hơi giật mình sau đó thu về tầm mắt, đi thẳng hướng đại điện tử khí. Quả nhiên Diêu Cát có vấn đề, tu vi rất lợi hại. Ta mặc ẩn tàm sa la vẫn bị nàng phát hiện, chẳng lẽ nàng thật sự là mẫu của âm giới. Trong lòng Phong Phi Vân tăng cảm giác nguy hiểm, nếu Diêu Cát nhìn thấu ẩn tàm sa la thì Thái Thượng Tấn Đế, nữ đế Long Khương Linh chắc chắn cũng nhìn thấu được. Nếu vậy, Phong Phi Vân đè nén lòng tò mò, hắn không lẻn vào đại điện tử khí mà vòng qua hậu cung, lẻn vào tẩm cung của Long La Phù. Long La Phù không có trong tẩm cung, chắc đi đại điện tử khí. Phong Phi Vân vào tẩm cung của Long La Phù, gỡ ẩn tàm sa la xuống. Phong Phi Vân đi trong cung vũ tường vàng rát ngọc, tràn đầy linh thạch thần đăng. Nơi này không tử khí âm trầm, rất giống khuê phòng nữ nhân nhưng càng hoa lệ, đại khí hơn, linh khí đậm đặc sắp thành thể lòng. Con người Phong Phi Vân co rút, trên linh thạch thần đài dùng cho việc tu luyện có một đế chỉ chưa phát ra. Phong Phi Vân ngồi trên linh thạch thần đài, cầm đế chỉ lên đọc kỹ. Đế chỉ này có liên quan đến Phong Phi Vân. Nội dung đế chỉ đại khái nói Phong Phi Vân không cưới công chúa thì không có tư cách làm vương khác họ của thần tấn vương triều, Long La Phù muốn bãi miễn vương vị của hắn.
thời gian viết trên đế chỉ là nửa năm trước. Long La Phù do dự không biết có nên phát đế chỉ không, kéo dài mãi đến nửa năm. Sau cùng nữ đế Long Khương Linh bãi miễn Phong Phi Vân trước, trục xuất ra hoàng tộc, nên đế chỉ này không cần nữa. Phong Phi Vân cười hờ hững. Long La Phù, không uổng là Long La Phù, từ nửa năm trước đã muốn đối phó ta. Ha ha ha, ai hiếm lạ thần vương chết tiệt này. Phong Phi Vân ném đế chỉ sang một bên, nhìn linh thạch đài dùng cho tu luyện. Đây là đại phương ngũ cốc linh thạch, tương đương với 8.000 khối linh thạch. Không uổng là tầm cung của tấn đế. Phong Phi Vân không chút do dự thu nhất phương ngũ cốc linh thạch đài, không mang đi thì uổng. Phong Phi Vân thu gom các loại linh thạch trong tầm cung của Long La Phù. Gạch làm bằng linh thạch, bị Phong Phi Vân nạy ra. Có cây cột linh thạch, bị hắn bứng. Giường của Long La Phù điêu bằng linh thạch, Phong Phi Vân thu luôn. Phong Phi Vân đào nguyên tầm cung đại đế, đại khái gom được 2 vạn khối linh thạch, rất khá khẩm. Bên ngoài tầm cung vang tiếng bước chân, Long La Phù trở về. Long La Phù mặc cửu ngũ long bào, thân thể mềm mại nhu mỹ, da thịt tuyết ngọc, chân mày liếu, đội phượng quan bí ẩn, eo một tay ôm hết đeo dây lưng vàng tôn lên đường cong động lòng người. Một đám cung nữ xinh đẹp như hoa vây quanh nàng, có cầm bình phong, có cầm đèn cổ đến bên ngoài tầm cung. Lui xuống. Trong giọng nói chứa phong độ người bề trên, một chút đế uy. Các cung nữ, nữ quan quỳ dưới đất vái, chậm rãi rời đi. Mắt Long La Phù lạnh băng, nàng nghĩ đến cuộc họp trong đại điện tử khí vừa rồi, lòng nổi lên sát ý khiếp người, rèm mi cong biến thành kiếm bén. Long La Phù đẩy cửa đi vào tầm cung, trong lòng suy nghĩ đối sách, không phát hiện trong tầm cung canh gác nghiêm ngặt mất hết gạch, cột, thần đài. Ai đó? Long La Phù cảm giác một tia linh khí dao động từ mảnh châu ngọc bên kia, thấy bóng dáng nam nhân đứng đối diện, nàng cũng nhận ra tẩm cung bị người cướp sạch. Lửa giận bùng cháy. Tẩm cung tấn đế bị người xâm nhập, đây là chuyện không có đế hoàng nào tha thứ được. Phong Phi Vân cầm quyển đế chỉ màu vàng vén góc mảnh lên, đi ra. Phong Phi Vân ngắm đế chỉ, cười chào. Long La Phù, đã lâu không gặp. Nếu người khác dám gọi thẳng tên Long La Phù đã sớm bị nàng trấn áp, lăng trì xử tử. Nhưng khi Long La Phù thấy rõ khuôn mặt nam nhân thì thu về linh nguyên vàng trong tay. Long La Phù hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, người dám xâm nhập tẩm cung của bản đế, quá to gan. Long La Phù không hỏi Phong Phi Vân làm sao vào tẩm cung, vì nàng biết hắn có bản lĩnh đó. Phong Phi Vân tùy tiện tìm cái ghế điêu bằng gỗ cổ ngàn năm, ngồi xuống. Ném đế chỉ xuống chân Long La Phù. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Làm tấn đế có khác, chớp mắt đã trở mặt. Long La Phù vẫn ngẩng cao đầu, cần cổ trắng nõn xinh đẹp, phát ra khí chất khác với nữ nhân bình thường. Long La Phù không nhặt đế chỉ lên, vì không cần xem nàng cũng biết nội dung, là nàng tự tay viết. Phong Phi Vân, ngươi nên biết rõ hơn ta, vương khác họ của hoàng tộc phải cưới công chúa mới là vương khác họ thật sự. Nhưng Nguyệt công chúa đính hôn với người đã chết, công chúa chết, người không có tư cách làm thần vương nữa. Hoàng tộc xem nặng phép tắc nhất, nếu không có phép tắc thì không thành đất nước. Khuôn mặt Long La Phù vẫn khuynh thành tuyệt đại, càng xinh đẹp rực rỡ hơn, khí thế càng lúc càng mạnh. Nhiều người sẽ bị khí thế từ Long La Phù đè ép cúi đầu. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Nguyệt công chúa không chết. Long La Phù híp mắt bắn ra sát ý. Cái gì? Phong Phi Vân mỉa mai. Lúc trước ta giấu Nguyệt công chúa đi, nếu không nàng làm sao dễ dàng leo lên ngai vàng như thế. Sát ý trên người Long La Phù càng đậm. Phong Phi Vân nói. Nếu nàng muốn ngăn hậu hoạn, tiêu diệt Nguyệt công chúa thì ta khuyên nàng tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Long La Phù thu về sát ý, nói. Ngươi đến đế cung để nói mấy chuyện này với ta. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Nếu ta nói nhớ nàng. Đến thăm nàng thì nàng có tin không? Phong Phi Vân, ngươi nghĩ ta còn là La Phù công chúa ngày xưa sao? Bây giờ ta là tấn đế đương triều, chí tôn một phương. Đây không phải nơi ngươi muốn đến liền đến. Người Long La Phù phát ra các long khí màu vàng bay vần quanh, khí thế hùng hồn khiếp người phô thiên cái địa đổ ập xuống Phong Phi Vân. Mặt Phong Phi Vân âm trầm quát to. Quỳ xuống cho ta. Vũ hóa đài trong đan điền phát ra ánh sáng chói mắt. Linh hồn Long La Phù để lại trong vũ hóa đài rung lên, truyền vào cơ thể nàng. Thùng! Long La Phù không thể giống như Long Khương Linh ngăn cách linh hồn,
bị lực lượng của vũ hóa đài chấn nhiếp, linh hồn run lên. Long La Phù không cam lòng, khuất nhục, bất đắc dĩ quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Đây là lực lượng không theo Long La Phù khống chế điều khiển thân thể của nàng. Long La Phù không muốn chút nào nhưng cuối cùng vẫn quỳ dưới đất, sự kiêu ngạo, uy nhiếp đế vương đều bị đánh nát không còn sót lại chút gì. Ngón tay Phong Phi Vân nâng cằm nhọn trắng mịt, nhìn răng cắn chặt môi hồng. Phong Phi Vân hôn môi Long La Phù, nói. Đừng nghĩ ta thật sự muốn gặp nàng. Loại người ngồi trên ngôi cao liền đối phó với người chừng giúp đỡ mình, thứ nữ nhân như nàng không làm ta thấy hứng thú. Nếu không phải để nàng sống còn có ích thì bây giờ nàng sẽ không quỳ nói chuyện với ta. Long La Phù cắn chặt răng. Ngươi, ngươi, Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thả Long La Phù ra, khẽ thở dài. Vốn định nói chuyện đàng hoàng với nàng ai ngờ làm căng như vậy. Đứng lên đi, nói sao nàng cũng là tấn đế đương triều, để nàng quỳ dưới đất thật không nể mặt. Người Long La Phù run run chậm rãi đứng dậy, cả người mất hết sức lực. Long La Phù nhiều lần tưởng tượng Phong Phi Vân quỳ trước mặt mình, không ngờ nay gặp nhau thì nàng mới là người quỳ xuống. Đế uy tích lũy mấy năm nay bị tiếng quát to của Phong Phi Vân chấn vỡ. Ngươi, ngươi không nên làm vậy với ta. Ánh mắt Long La Phù phức tạp, người yêu kiều, dù mới quỳ trước mặt Phong Phi Vân nhưng giờ nàng vẫn lộ ra vẻ cao quý. Long La Phù chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, mỗi hành động toát ra khí độ hoàng giả. Đây là người làm đế vương mới hành động như thế được, những người khác không thể bắt chước. Phong Phi Vân cười nói. Nàng đừng làm bộ dáng đó lên mặt với ta thì ta cũng sẽ không làm chuyện đó. Xem đi, chúng ta thân thiết nói chuyện thế này có phải vui không? Cho nàng xem một thứ. Một quả cầu lửa bay lên từ lòng bàn tay Phong Phi Vân, trong quả cầu lửa bao bọc một cái bóng quỷ phát ra khí thế cường đại. Bóng quỷ chửi rủa, gầm giống không liền miệng. Long La Phù kinh ngạc hỏi. Đây là... Phong Phi Vân trả lời. Sát thủ bí ẩn ám sát nàng trước thái miếu hôm nàng đăng cơ. Mặt Long La Phù lạnh băng, sát thủ này khiến nàng suốt đời khó quên, suýt đóng đinh nàng. Sau khi Long La Phù đăng cơ từng phái nhiều người truy tìm sát thủ nhưng không có tin tức gì. Bùm! Long La Phù vươn cánh tay ngọc bóp chết Lệ Tam Sơn, biến thành một lũ khói xanh. Long La Phù nói. Ngươi cho rằng một thích khách có thể đổi lấy thần hồn thái vi nữ thần sao? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ thần hồn thái vi nữ thần không nằm trong tay ta. Ngươi kêu Diêu Cắt chăm sóc nàng nhưng nữ đế quay về, trước khi Diêu Cắt kịp phản ứng thì nữ đế tự mình đến mang thần hồn thái vi nữ thần đi. Long La Phù là nữ nhân tuyệt đỉnh thông minh, khi nàng bình tĩnh lại thì dễ dàng nhìn thấu mục đích Phong Phi Vân mạo hiểm lẻn vào đế cung. Phong Phi Vân cười nói. Sao nàng biết ta kêu Diêu Cắt chăm sóc Thái Vi? Long La Phù trả lời. Người nghĩ tấn đế ta đây là kẻ điếc, người mù sao? Làm sao ta không biết chuyện của ngươi và Diêu Cắt? Người nghĩ Diêu Cắt đáng tin sao? Nàng không phải đệ tử của âm hư thi động, lai lịch của Diêu Cắt kinh khủng hơn ngươi tưởng tượng. Phong Phi Vân gật gù. Ta đã xem thường nàng. Chậc chậc, Long Khương Linh ơi Long Khương Linh, nàng và ta không chết không ngừng. Phong Phi Vân mỉa mai. Thực lực của ngươi bây giờ chưa đến mức khiến nữ đế chú trọng như vậy, nữ đế mang Thái Vi đi vì ngăn cản bầy rồng sắp binh đến dưới thành. Phong Phi Vân hỏi. Bầy rồng đã bắt đầu nuốt trời. Các đại quân đã công phá tam yếu tắc biên cảnh Trung Hoàng Phủ, 30 ức thần võ quân tan tác 2 vạn dặm, tử thương vô số, máu tươi tụ tập thành sông nhuộm đỏ núi sông 2 vạn dặm. Chậm nhất trong 10 ngày các đại quân sẽ đến dưới thành. Long La Phù không hề che giấu. Thật ra cái này không xem như tin tức mật. Vì đêm nay tin này sẽ truyền khắp thần đô, lòng người hoảng sợ, mọi người đều biết. Phong Phi Vân thầm cười nhạt, hèn gì đêm khuya gọi hết văn thần võ tướng vào đế cung, hóa ra là tam yếu tắc Trung Hoàng Phủ bị phá. Chuyện này chết người thật, trong lịch sử thần tấn vương triều chỉ xảy ra một lần. Trung Hoàng Phủ là căn cơ của hoàng tộc, kinh doanh mấy ngàn năm vậy mà tam yếu tắc bị phá. Có thể nói thần tấn vương triều đã bị diệt một nửa. Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họa, dù gì bầy rồng nuốt trời không có lợi cho hắn. Phong Phi Vân càng lo là Tà Thi Diêm Vương ngay lúc nào vào góp vui thì nên làm sao ngăn cản. Phong Phi Vân nói, 30 ức vạn thần võ quân cũng thua, thế đến hùng hổ đây. Long La Phù nói, đúng là hùng hổ, có 23 đường cường đại nhất như Xâm La Điện, Nạp Lan Phiệt, Tây Việt Phiệt, Bắc Minh Phiệt. Có Thiên Long Vương Triều,
Ngọc Càn Vương Triều, La Sát Vương Triều. Trừ Võ Đấu Vương Triều cách Thần Tấn Vương Triều xa nhất, ba vương triều khác đều muốn chia một chén canh. Ba cổ tiên giáo trong địa tử phủ dẫn đầu đại quân, Vô Sinh Vực, Cửu U Vực Tà Đạo. Còn có Phong Gia các người, Cổ Chi Thi Động Bắc Cương Phủ. Trừ 23 quân đội khổng lồ nhất ra còn hàng vạn quân đội thế lực nhỏ khác. Phong Phi Vân xoa trán. Thật là tường ngã mọi người đẩy, ba vương triều đều đến, xu hướng muốn diệt quốc đây. Phong Phi Vân mơ hồ cảm thấy là do thần linh cung ở sau lưng thúc đẩy, nếu không làm gì nhiều thế lực tấn công cùng lúc. Long La Phù nói, ngươi cũng muốn đẩy một phen. Phong Phi Vân cười nói, ta không có hứng đẩy tường, ta ham đẩy ngã người hơn. Ngươi, trong đầu Long La Phù nghĩ đến chuyện trong bát bộ Long Liễn. Phong Phi Vân nhắc lại chuyện cũ làm lòng nàng tràn đầy buồn bực. Cơn tức động lại trong đại điện tử khí sắp bùng nổ, nhưng Long La Phù nghĩ đến linh hồn nằm trong tay Phong Phi Vân, xung đột ngay mặt hắn là tự rước lấy nhục. Long La Phù cố kiềm nén bực tức. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Cởi đồ của nàng ra. Mắt Long La Phù lạnh băng. Ngươi nói cái gì? Long La Phù nghiến răng, cơ bắp căng cứng. Nếu Phong Phi Vân dám có yêu cầu vô lễ thì Long La Phù không ngại cá chết lưới rách. Phong Phi Vân lặp lại lần nữa. Cởi đồ ra. Phong Phi Vân nhìn cửu mũ long bào trên người Long La Phù, thân thể mềm mại no tròn hấp dẫn. Phong Phi Vân nói. Đừng ép ta tự mình ra tay, nàng nên biết đôi khi ta không mấy thương hương tiếc ngọc. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tất Ninh Soái ngồi trong quán ven đường gần Hoàng Thành, gã đang húp cháo. Khu vực này tốt nhất, cháo nóng hổi có mùi thơm thoang thoảng. Tất Ninh Soái đã uống hết bát thứ bảy, đặt chén rỗng xuống, bụng căng tròn. Tất Ninh Soái ợ no, nhìn hướng Hoàng Thành, dường như gã đang đợi ai. Mao Ô Quy nằm trên bàn, bụng phồng lên. Mao Ô Quy uống ba chén cháo, giờ không cục cực gì được, phình như trái bóng ra. Lão nhân này bán cháo quá ngon. Mao Ô Quy nói, có khi nào hắn bị cường giả hoàng tộc phát hiện. Chết trong đế cung không? Xì, hắn làm gì chết dễ vậy? Theo ta thấy hắn đã say trong ôn nhu hương, bây giờ còn nằm trên giường tấn đế không bỏ dậy nổi. Lão già, thêm chén nữa. Tất Ninh Soái no nứt bụng, gã nới lỏng dây lưng, cảm giác còn dư chỗ thế là lại kêu một chén. Một lão nhân mặc đạo bào rách dưới bưng chén cháo nóng hưng phấn chạy tới trước mặt Tất Ninh Soái. Đây, ôn nhu hương nóng hổi, một đồng tiền một chén, đáng giá. Khuôn mặt đầy nếp nhặt đen như lọ nồi, bộ dạng lão nhân khá là thành thật. Khách quan dùng từ từ. Mao Ô Quy nhìn cửa Hoàng Thành, than dài. Ôn nhu hương là mộ của anh hùng. Lão nhân nói. Quy khách quan nói sai rồi, ôn nhu hương vừa thơm vừa dễ xứng canh anh hùng, một đồng tiền một chén, chỉ một nhà này bán, không ai cạnh tranh. Mao Ô Quy lật người lại đứng thẳng, mắng lão đạo. Tía nó, quy gia ta nói là ôn nhu hương. Liên quan gì ôn nhu hương của lão? Lão đạo nghiêm túc nói. Đúng rồi, là ôn nhu hương. Đêm hôm qua Tất Ninh Soái bị Phong Phi Vân chấn lột sạch tài sản vốn ôm cục tức, giờ lão đạo lại nhảy bên tai làm lòng gã bùng lửa cháy. Tất Ninh Soái đập bàn đứng lên. Bà nội nó, lại nhảy bà tám hỏi vậy, im đi. Lão đạo gật gù than thở. Ai, sao có thể la hét với lão nhân như vậy? Đời thay đổi rồi. Mua cháo mắng bán cháo, còn thiên lý không? Tất Ninh Soái cũng muốn la một câu còn thiên lý không? Lão đạo nói trước làm Tất Ninh Soái tức tối, giơ chén rỗng trên bàn ném vào đầu lão đạo vang tiếng bốp. Thiên lý chứ gì, tiểu gia ta sẽ nói thiên lý là gì cho nghe. Tất Ninh Soái xắn tay áo, cầm chén rỗng đánh lão đạo ngồi xổm dưới đất rồi co giò chạy. Bà nội nó, quy gia ta cũng đang bực, sớm muốn hỏi thế đạo này làm sao vậy? Thiên lý ở đâu? Mao Ô Quy xúc cảnh sinh tình giơ chén giống ném vào đầu lão đạo, chút căm hờn đọng lại mấy ngàn năm. Lão đạo trốn sau bếp, hai tay ôm đầu, tóc rối xù gào thét van xin. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái hùng hổ đánh toát mồ hôi, kiệt sức ngừng lại. Tất Ninh Soái nhìn chén trong tay chưa bị bể, cảm thán rằng. Cái chén bể này chắc thật. Mao Ô Quy ướt đẫm mồ hôi. Đầu lão già này cứng hơn. Mao Ô Quy rất oách liếc lão đạo, võ dương oai nghênh ngang bò về cái bàn. Tất Ninh Soái ngồi xuống bàn, uống chén cháo thứ tám, mắt thỉnh thoảng liếc Hoàng Thành. Mãi khi mặt trời lên cao mới thấy Phong Phi Vân quần áo xốc xếch, tóc xõa vai nghênh ngang đi ra.
Phong Phi Vân xoa mắt nhập nhèm, bộ dáng dã rời, mặt hớn hở như khách làng chơi bước ra trừ kỹ viện. Tất Ninh Soái hét lên. Bên này, Phong Phi Vân sớm thấy Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy, vừa xiết dây lưng vừa tới gần, ngồi xuống ghế bên kia. Phong Phi Vân cười hỏi. Chào buổi sáng, tối hôm qua hai vị thu hoạch thế nào? Tất Ninh Soái cười nói. Theo ta thấy người thu hoạch mới lớn, đêm qua đại chiến bao nhiêu hiệp. Làm gì có, ta làm công việc nghiêm túc. Phong Phi Vân cột tóc lại, rất nhanh biến thành bộ dáng phong tư trác việt, tuấn giật bất phàm, đôi mắt màu hơi đỏ thánh khiết mà hút hồn người. Sao ta ngửi được mùi nữ nhân trên người của ngươi? Đừng nhúc nhích, ngồi im. Tất Ninh Soái bóc sợi tóc dài dính trên đũng quần Phong Phi Vân, sợi tóc còn thoảng hương thơm. Tất Ninh Soái hút ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng. Giỏi quá, đêm qua chơi trò mạnh dữ. Mao Ô Quy lộ biểu tình trầm trọng lẩm bẩm. Lạ thật, sao quần có tóc dài? Hay là... Bùm! Phong Phi Vân đá bay Mao Ô Quy, nó như trái bóng ra lăn qua đường cái. Tất Ninh Soái thấy kết cuộc của Mao Ô Quy thì ngoan ngoãn thả tóc về chỗ cũ, nghiêm túc nói. Trong quốc khố vương triều không có khối linh thạch nào, linh khí, linh dược cũng rất thưa thớt. Thật kỳ lạ, hay có người xuống tay trước chúng ta? Phong Phi Vân âm thầm cất sợi tóc, làm bộ như không biết gì. Phong Phi Vân nói. Chuyện này nằm trong dự đoán của ta. Tất Ninh Soái hỏi. Trong dự đoán của ngươi, vậy ngươi còn kêu chúng ta đi trộm quốc khố vương triều. Ngươi có biết nguy hiểm lắm không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Sau khi gặp Long La Phù, nghe một chuyện nên ta mới phỏng đoán quốc khố vương triều đã trống. Tất Ninh Soái bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có chuyện gì? Lão đạo như quên chuyện bị đánh, bưng chén cháo nóng tới gần, cười nhiệt tình. Ôn nhu hương nóng hổi đây, khách quan uống một chén đi, một đồng tiền một chén, rẻ vô cùng. Lão đạo bình tĩnh như thể người mơ cưới bị đánh kêu cha gọi mẹ không phải là mình. Phong Phi Vân không thèm nhìn lão đạo, cầm chén cháo uống một hớp, cảm giác vị rất ngon. Tất Ninh Soái hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân trả lời. Tam yếu tắc Trung Hoàng Phủ đã bị công phá, 23 đại quân tiến quân thần tốc đến thần đô. Chậm nhất là sau 10 ngày binh đến dưới thành, hoàng tộc sắp gặp giây phút sinh tử tồn vong. Chắc bây giờ đã lấy hết tài nguyên ra, quyết tử chiến tại thần đô. Đây đúng là tin bom tấn, Tất Ninh Soái trợn mắt há hốc mồm, cháo chảy ra khỏi môi rơi vào trong chén. Lão đạo đứng bên cạnh bếp nghe tin này người khẽ run, thở dài thườn thượt. Mao Ô Quy bỏ về, thở hồng hộc, ánh mắt nghiêm túc nói. Rốt cuộc lão phu đã nghĩ thông. Sợi tóc kia rất có thể là một vị dị hình dị, đời lão phu thấy rộng biết nhiều, biết có một số dị hình dị bộ dạng như sợi tóc, chuyên môn dính vào quần nam nhân, hút dương khí. Phong Phi Vân, mau lấy sợi tóc ra cho lão phu xem. Lão phu rất giỏi đối phó dị hình dị, bảo đảm làm nó lộ nguyên hình. Phong Phi Vân vỗ trán, thở dài, sao hắn lại gặp con rùa quái thai thế này? Nếu không phải Mao Ô Quy nói chém đinh chặt sắt, leng keng chắc chắn. Thật sự không hiểu gì thì Phong Phi Vân đã đá bay nó đi. Tất Ninh Soái đột nhiên thấy chóng mặt, té dưới đất. Mao Ô Quy cũng lật ngửa bụng. Phong Phi Vân bản năng cảm thấy không ổn, thân thể ngày càng suy yếu. Phong Phi Vân vội vận chuyển kim tàm kinh định bài trừ mùi lạ trong cơ thể ra ngoài nhưng bỗng sau lưng vang tiếng xé gió sắc bén. Một cái nồi sắt đập vào gáy Phong Phi Vân phát ra tiếng lớn như sấm. Người Phong Phi Vân run lên. Hắn muốn đứng dậy bỗng sau gáy lại vang tiếng nổ điếc tai. Phong Phi Vân không chống nổi nữa, trước mắt tối sầm, đầu nặng chân nhẹ ngã dưới đất. Trước khi xỉu Phong Phi Vân thấy khuôn mặt lão đạo quen thuộc cười hiền hòa với mình. Phong Phi Vân tỉnh dậy thấy mình còn nằm trong cái quán ban đầu, hắn xoa đầu đau muốn nứt ra, cố gắng trợn to mắt. Phong Phi Vân nhớ lại khuôn mặt thấy trước khi xỉu, chửi thề. Lão bổng tử, nếu bị ta bắt được sẽ gõ đầu lão. Lão đạo kia không ai khác hơn là lão bổng tử bán canh tuyết sâm phổ nhị 9.000 năm tuổi cho Phong Phi Vân, bán cháo thiên hoa băng liên giải yêu cho dạ đại gia. Phong Phi Vân chợt nghe tiếng gào thảm thiết, trên cửa hoàng thành gần đó có một nam nhân trần truồng bị treo lên, vùng vẫy, miệng ú ớ. Đám tu sĩ, vệ đội đứng bên dưới xem kỳ ngộ mấy trăm năm hiếm gặp. Nam nhân trần truồng hô tay múa chân, các tu sĩ đứng phía dưới bình phẩm, xem xét, rộ lên tiếng cười. Bên cạnh nam nhân trần chuồng còn treo một con rùa,
đuôi rùa cột xích sắt, rùa bị treo ngược lắc lư theo gió như miếng thịt hong khô trước cửa phòng. Con rùa cháy đen toát ra mùi thịt, có vẻ nó đã bị nướng nhưng không biết đã chín chưa. Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo, biết chuyến này té ngã hoàn toàn. Đối phương không muốn lấy mạng bọn họ, nếu không bây giờ họ đã đầu lìa khỏi cổ. Thần Tấn Vương Triều không thiếu kỳ nhân dị sĩ, không thể xem thường. Phong Phi Vân lắc người biến thành luồng gió lạnh. Gió lạnh thổi qua cửa thành, Tất Ninh Soái và Mao Ô Quy biến mất. Không lâu sau, bên ngoài thần đô, ven bờ Tấn Hà. Tất Ninh Soái gào thét muốn nhảy sông tự tử, hôm nay gã mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi nào gặp hương thân phụ lão. Mao Ô Quy cũng kêu gào đòi tự vận, khóc như con rùa làm bằng nước. Mao Ô Quy nhảy sông mấy lần mà không chết, nó mệt bỏ cuộc, ngồi bên cạnh cỏ nước. Mao Ô Quy ủ rũ, không còn can đảm sống. Phong Phi Vân vui sướng khi người gặp họa nói. Ai kêu các người rảnh quá ăn hiếp lão nhân làm chi? Đây là kết cuộc. Phong Phi Vân đột nhiên biến sắc mặt, hắn sờ giới linh thạch, nguyền rủa. Lão bổng tử chết tiệt. Tất Ninh Soái vốn đã nhảy sông nhưng nghe Phong Phi Vân chửi thì trần truồng bơi về. Tất Ninh Soái cảm thấy có lẽ Phong Phi Vân sẽ nhảy sông chung với mình, gã nên chờ đồng bạn. Tất cả linh thạch đã mất. Giờ phút này, Phong Phi Vân cũng muốn nhảy sông. Trên người Phong Phi Vân vốn có 30 vạn khối linh thạch, lấy 5 vạn khối linh thạch từ ngự thú trai, chỗ Tất Ninh Soái là 17 vạn khối linh thạch, siêu tầm trong tẩm cung Long La Phù gần 2 vạn khối linh thạch, tổng cộng hơn 50 vạn khối linh thạch. Bây giờ không còn sót lại một linh thạch nào. Bị lão đạo kia trộm sạch. Lão đạo chỉ lấy linh thạch, không đụng vào báu vật khác của Phong Phi Vân. Nghe tin dữ, Tất Ninh Soái khóc giống, dù gì bên trong có 17 vạn khối linh thạch của gã. Tất Ninh Soái muốn chết. Thật đáng giận. Phong Phi Vân vì gom linh thạch mà dọn cả long giường của Long La Phù, chỉ vì uống một chén cháo mất hết vốn ban đầu, khóc không ra nước mắt. Rất nhanh Phong Phi Vân bình tĩnh lại sửa sang suy nghĩ, hiểu đại khái. Ta hiểu rồi, lão đạo kia muốn ngăn cản nữ ma thi biến lần thứ 5 nên mới cướp hết linh thạch của ta. Tất Ninh Soái còn đang trần truồng bơi trong Tấn Hà, hỏi. Vậy rốt cuộc có chết hay không? Mao Ô Quy nói. Chết cái con khỉ, có thù không trả không phải rùa, lão phu phải tìm ra lão bổng tử kia, cũng hong khô rồi treo trên cửa hoàng thành. Mao Ô Quy đã tắm rửa trong nước sông, người sáng bóng như con vịt trắng tinh. Tất Ninh Soái bò lên bờ sông, thay bộ đồ sạch sẽ, tinh thần phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi. Đúng, có thù không trả không phải rùa. Phi Phi, có thù không báo không phải là quân tử. E rằng phải đi Kỷ Gia một chuyến. Phong Phi Vân đưa Long Thương Nguyệt, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô ra khỏi Thiên Quốc. Tiểu Tà Ma cũng chạy ra theo, nàng muốn góp vui. Đôi mắt tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp, mắt đẹp răng trắng, da trắng như tuyết, tiểu tà ma tràn ngập linh tính. Mắt Tất Ninh Soái sáng rỡ, thoát khỏi trạng thái ủ rũ, tinh thần sáng láng nói. Phải rồi, Kỷ Gia là gia tộc tầm bảo sư, giàu nứt phách, đi bù đắp tổn thất lần này. Luồng sát quang bắn hướng Tất Ninh Soái, Long Thương Nguyệt khí lạnh khiếp người hù gã sợ co rụt cổ. Tất Ninh Soái cười xòa. Hi hi, đùa một chút, đừng tưởng thật. Ô, cô nương này lạ mặt quá. Tất Ninh Soái thụt lùi vừa lúc thấy tiểu tà ma, mặt mày hồng hào, mắt nhìn đăm đăm. Tiểu tà ma nheo mắt, hai trái nho tròn biến thành trăng khuyết mê người. Giọng tiểu tà ma ngọt ngào cười nói. Tất ca, đã lâu không gặp. Tất Ninh Soái nhìn tiểu tà ma ôm đạm đạm, chợt nhớ đến cái gì. Tất Ninh Soái biến sắc mặt nói. Tiểu tà ma. Tiểu tà ma cười tươi như hoa. Ngây thơ trang nhã tựa bách hợp xinh đẹp. Là tiểu Khanh Khanh. Khi tiểu tà ma còn nhỏ Tất Ninh Soái luôn cảm thấy nàng rất đáng yêu, muốn nhéo mặt nàng nhưng bị nàng giỡn nửa chết nửa sống đến nay ký ức còn mới mẻ. Tất Ninh Soái nhớ lại tiểu tà ma, ký ức đau thương lại ùa về. Tim Tất Ninh Soái rớt cái bịch, thụt lùi đến hàng cuối cùng, song song cùng Mao Ô Quy. Kỷ Gia vốn nằm ở Nam Thái Phủ. Sau khi Tiêu Nặc Lan xuất thế vì trốn kiếp nên Kỷ Gia chuyển vào Trung Hoàng Phủ. Vì khi đó Kỷ Thần Phi được thế nên Kỷ Gia dễ dàng đứng vững gót chân trong Trung Hoàng Phủ, dựa vào khu vực gần Long Mạch khai thác phúc địa mới, xây dựng thần thành nghiệp tộc, đặt tên là Kỷ Thành. Hôm đó đoàn người Phong Phi Vân đến vùng Kỷ Thành, phạm vi ngàn dặm đã bị phong tỏa. Từng đợt âm khí tụ tập bao trùm bầu trời xám xịt. Một ngọn núi máu màu đen,
nơi này từng xảy ra chém giết. Sườn núi có mấy trăm xác chết, máu chưa khô cạn không ngừng chảy xuống. Phong Phi Vân bước lên núi máu, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn kỳ thành phía xa, sương mù xám tản ra. Một lúc sau Phong Phi Vân thu về tầm mắt, nói. Kỳ thành chưa bị phá, đại quân âm giới, dương giới chỉ bao vây chỗ này, vẫn chưa tổng tấn công đợt cuối. Long Thương Nguyệt nói. Kỳ gia kinh doanh Kỳ gia mấy năm, luôn đề phòng hai giới âm dương. Trên đất đai xung quanh bài bố trận pháp đối phó dương giới tam dị, âm giới tam tà. Chúng nó muốn cường công phải trả cái giá cực đắt. Tất Ninh Soái nói. Nhưng cũng không được mấy ngày, dù sao bầy rồng đã xông vào Trung Hoàng Phủ, vài ngày nữa sẽ tấn công chỗ này. Cường giả hai giới âm dương sẽ tổng công kích trước khi bầy rồng đến. Đây là lời nói thật, mọi người thầm hiểu trong lòng. Phong Phi Vân lại thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốn tìm đường vào Kỳ gia. Nhưng quá nhiều cường giả hai giới âm dương kéo đến, số lượng tôn giả đếm hà hoa không hết. Các tôn giả giải rác phạm vi ngàn dặm, xây lên các thành lũy vững chắc không phá nổi, không cách nào xông qua. Không chỉ đẳng cấp tôn giả, Phong Phi Vân cảm nhận một số hơi thở siêu đáng sợ. Phương xa có một ngọn núi lớn lướt ngang phát ra tiếng ầm ầm, nếu xem kỹ sẽ thấy không phải núi to mà là dầu dị hình dị thân hình khổng lồ. Một cái đầu đã cao mấy trăm thước, đỉnh đầu mọc sừng như núi cao lóe tia điện thô to. Dị hình dị gầm giống làm thiên địa rung rinh, suýt thổi núi dưới chân Phong Phi Vân bay đi. Đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ, các tôn giả trông thấy nó đều quỳ xuống như thần tử thấy vương gải. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận, hắn bày ra trận pháp, mọi người trốn vào trong. Bá chủ hai giới âm dương cũng đến, một đấm có thể đâm thủng sông núi. Ủa, là lão bổng tử. Phong Phi Vân thấy trong một ngọn núi phía xa có lão đạo lưng cõng nồi đen. Lão đạo thập thò xuyên qua phòng tuyến âm giới, móc bao thuốc bột to ra, mắt nhìn bốn phía. Xác định không ai phát hiện, lão đạo nhanh chóng đốt thuốc bột bốc khói trắng mùi hương thoang thoảng. Đám dị tà ngửi mùi khói trắng thì ngửa đầu ngủ say như chết. Kỳ Lân Mê Thần Yên, Kỳ gia chuột nhắt cho rằng Kỳ Lân Mê Thần Yên bình thường có thể giúp các ngươi chạy thoát tử kiếp sao. Một tà thần bay tới, người phát ra hà quang thánh khiết, ngồi trên một phương thần đài. Tà thần lấy cái bình nhỏ đổ một giọt nước, bên dưới đổ mưa như chút nước. Kỳ Lân Mê Thần Yên bị nước mưa tẩy trừ. Bùm! Một cái nồi sắt đập vào đầu thần tà, làm nó té xuống đất. Rầm rầm, lão đạo giơ nồi sắt đập đầu tà thần mấy cái, đánh xỉu tà thần. Grao, chết đi. Đất rung bần bật, một dị hình dị thân thể khổng lồ, đầu mọc sừng đi tới ngọn núi đó, một bàn tay vỗ xuống đẻ bẹp mười mấy ngọn núi to. Lão đạo vội cất nồi sắt cõng trên lưng, nhảy vào bụi cỏ, co giò chạy trốn, chớp mắt biến mất. Tía nó, là lão bổng tử. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy biểu tình kích động vọt hướng lão đạo định chặn lão lại. Nhưng Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy vồ hụt, lão đạo như bốc hơi khỏi trần gian. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái hậm hực chạy về, vì lão đạo đốt Kỳ Lân Mê Thần Yên đánh gục một đống dị tà. Hành động này chọc giận dương giới tam dị, âm giới tam tà dẫn đến bạo loạn. Một dị hình dị đầu người mình chim bay trên bầu trời, người phát ra ánh sáng đen rực rỡ, thanh âm vang vọng ngàn dặm. Đệ nhất tôn giả đã lên tiếng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Hiện tại công kích đồ sát tu sĩ Kỳ gia. Không chừa một tên. Một tôn giả tà thần bay lên cao truyền lời. Bạch Bì Quỷ Vương ra lệnh, trong ngày hôm nay đồ sát cả nhà Kỳ gia, trừ Linh Bảo Thiên, Dương Thần Thái Cực Quái gia, báu vật cướp được thuộc về người đó. Tà thần cười nhanh chanh vung tay đánh ra tia chớp tím trúng tường thành Kỳ thành cách 300 dặm, phát ra tiếng nổ đinh tai. Tà thần này cực kỳ cường đại, thần hồn đã tu luyện trên vạn năm, là cổ thần. Một tia chớp suýt đánh sập tường Kỳ thành. Grao. Mặt đất run rẩy, bầu trời ầm vang. Dị hình dị đầu mọc sừng chạy rầm rập, chỉ tính cái đầu đã to như ngọn núi. Đầu đụng vào tường Kỳ thành, đụng vỡ trận pháp trên tường. Tường thành vỡ ra, thủng một cái lỗ to. Tường thành tu sĩ Kỳ gia xây dựng nhiều năm không gì phá nổi nhưng bị dị hình dị đụng vỡ, tựa như làm bằng đậu hủ. Kỳ gia đứng trên tường thành chuẩn bị nghênh chiến lòng lạnh lẽo. Thế này làm sao đánh? Ngươi dám, khi dễ Kỳ gia ta không có ai sao? Một lão nhân mặc chiến y màu bạc bay ra khỏi Kỳ thành, là một vị lão tổ Kỳ gia. Lão nhân tay cầm trượng cổ màu đen điểm hư không, dương văn sát trận bay ra giết mấy chục dị hình dị dương giới.
đám đệ tử Kỷ gia sợ hết hồn hết vía bỗng chốc lấy lại niềm tin. Bọn họ dù gì là gia tộc Tầm Bảo Sư, chuyên môn khắc chế tà dị âm giới, dương giới. Kỷ lão già, chết đi. Một tà thần bay tới, lưng mọc đôi cánh hoàng kim, người có muôn vàn thiên hà, cực kỳ thánh khiết, như thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng tà thần ra tay lại rất vô tình, xé nát lão tổ Kỷ gia, máu rơi giữa không trung. Tà thần mang theo một đống đàn em xông vào Kỷ gia, đàn tà thần đi qua đâu là đệ tử Kỷ gia nổ nát tới đó, xương máu rơi đầy đất. Trưởng lão Kỷ gia dẫn đám thiên tài xuất sắc đi ra chặn đường, thấy tà thần lưng mọc cánh hoàng kim thì tim run rẩy. Chiến thần, kim qua. Ha 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 ha. Đúng vậy, ta là chiến thần kim qua. Tà thần này được phong làm chiến thần, cường giả đỉnh cao trong âm giới, đã tu luyện trên vạn năm là cổ thần. Đôi cánh vàng trên lưng chiến thần kim qua phát ra thần quang chói mắt, bay ngang đi chém ngang eo đám thiên tài xuất sắc của Kỷ gia. Trưởng lão cũng bị chém thành hai khúc, hai chân đứng dưới đất, nửa người bay lên nóc nhà. Chiến thần kim qua mang theo đám tà thần lao vào Kỷ thành, nơi đi qua xác chết đầy rẫy, không ai ngăn được. Kỷ gia được gọi là gia tộc Tầm Bảo Sự, là khắc tinh của hai giới âm dương. Nhưng âm giới, dương giới thế đến dồn dập, cường giả đẳng cấp tôn giả nhiều không đếm xuể. Kỷ gia không chống lại nổi, rất nhanh tan vỡ hoàn toàn. Chiến kỳ đồ thần. Hai thái thượng trưởng lão của Kỷ gia bay lên cao, người khoác áo tả huyết. Thái thượng trưởng lão Kỷ gia lấy chiến kỳ khổng lồ ra phất trong không trung. Một đống quỷ tà âm giới bị dung luyện thành làn khói. Chiến kỳ đồ thần này là một trong các linh khí chấn tộc, vị tiên hiền Kỷ gia tế luyện ra, có sức mạnh khắc chế áp đảo tà thần, quỷ tà. Một khi lấy chiến kỳ đồ thần ra thì tà thần, quỷ tà đều phải chạy trốn. Một hướng khác. Gia chủ Kỷ gia triệu hoán thần tỏa dài mấy trăm dặm, từ giếng cổ dưới a lòng đất kéo dài ra như con rồng sắt bay lên. Vang tiếng rào rào, xích thần mấp máy trong hư không, dị hình dị, thì tà bị quất chúng sẽ tan nát, không chống lại lực lượng của xích thần được. Đây là linh binh khác của Kỷ gia, chấn thi tỏa. Linh binh đã thông linh tính, hễ tà dị có thực thể bị quất chúng sẽ bị chấn chết. Tuy Kỷ gia có một số linh khí áp chế được dương giới tam dị, âm giới tam tà nhưng vẫn không thể ngăn cửa nát nhà tan. Bởi vì càng nhiều tà dị lao đến, trong đó có một số tồn tại cổ xưa không sợ linh khí chấn tà. Mao Ô Quy nói, đây là đồ sát đơn phương. Long Thương Nguyệt đã bay ra trận pháp, lao vào Kỷ thành. Long Thương Nguyệt trơ mắt nhìn người thân quen thuộc bị cắn, bị giết. Cơ thể Long Thương Nguyệt lạnh như cục đá, nàng ra tay là sẽ có mấy dị hình dị dương giới bị cắt nát. To gan! Dám giúp đỡ Kỷ gia, người đến phải chết. Một thái hư dị bay trên cao, nó không có thực thể mà chỉ là cái bóng mơ hồ, như mặt quy hình thú. Rất nhiều thế lực quen thân với Kỷ gia đang núp trong chỗ tối, bọn họ rất khó xử. Dù sao thế lực hai giới âm dương quá lớn, Kỷ gia bị diệt vong là kết cuộc đã định sẵn, dù bọn họ có giúp cũng không cứu vãn được, chỉ đưa thêm đồ ăn cho đám dị tà. Thiên hạ đại loạn, mỗi nhà tự lo thân còn không xong. Ai rảnh đâu dốc hết lực lượng của mình ra giúp đỡ Kỷ gia, đắc tội hai giới âm dương. Phong Phi Vân quát, ta vốn là đệ tử của Kỷ gia, ai đồ Kỷ gia, giết không tha. Long Thương Nguyệt lấy linh kiếm ra, chém nát thái hư dị đó. Long Thương Nguyệt biến thành luồng sáng xông vào Kỷ thành, trên đường đi để lại xác chết đầy đất. Đi, chúng ta đi theo. Đám người Phong Phi Vân lao hướng Kỷ thành, như mũi đao nhọn không người địch nổi, rất nhanh đến bên Long Thương Nguyệt. Bên ngoài Kỷ thành có nhiều cường giả hai giới âm dương tỏa chấn vì ngăn cản lực lượng đến cứu việc Kỷ gia. Có ba thi tà to như ngọn núi nhảy lên tường thanh, đạp đất thủng ba cái hố to cùng lao vào đám người Phong Phi Vân. Ba thi tà này đã đến đệ tam biến, người có lửa đốt cháy, linh trí tới mức độ rất cao. Bọn chúng sắp đến đệ tứ biến. Phong Phi Vân chưa ra tay, một nam nhân anh tư bừng bừng lao ra ngoài. Là Phong Si. Phong Si mặc chiến khải màu trắng. Vĩ ngạn siêu quần, người bốc thi khí cuộn trào. Cơ thể Phong Si như bia thần, nhúc nhích một cái là sức gió kéo theo như có các thần nhẫn bay ra khỏi người Phong Si cắt nát ba thi tà thành ba đống xương tà. Sau khi giết ba thi tà thì Phong Si đứng im không nhúc nhích, mắt đờ đẫn, cơ thể cứng ngắc. Grow, một dị hình dị bộ dạng con rơi bay tới, người rơi nhưng đầu nhân loại, đôi cánh thịt đen dài hơn 50 thước, tay cầm tà mâu màu tím đánh lùi Long Thương Nguyệt. Dị hình dị rơi lạnh lùng nói.
ta là tôn giả thứ 9 của dương giới, người hãy mau lui xuống đi, có lẽ sẽ tha mạng cho các ngươi. Phong Phi Vân triệu hoán kình thiên côn ra quét hư không, đánh bay tôn giả thứ 9 của dương giới như đuổi ruồi. Lực lượng của kình thiên côn quá khổng lồ, đánh sụp tường thành cách 60 dặm vốn đã rách nát. Nhiều thi tà bị đá to tường thành vùi lấp. Đám người Phong Phi Vân bị siêu cường giả hai giới âm dương phát hiện. Một con sông vàng dài vạn thước như thần nhẫn chém trời bay hướng nhóm người, nơi đi qua không ai sống sót. Giết quá nhiều người nên con sông vàng sắp biến thành sông máu. Mao Ô Quy cảm nhận khí thế khiếp người, nói. Sông dài màu vàng đó là một vị thái hư dị, có được sinh mệnh. Trong thái hư dị xem như tồn tại tuyệt đỉnh, được gọi là Kim Hà Lão Tổ, mấy ngàn năm trước từng nuốt chân nhân. Tất Ninh Soái là người thứ nhất bỏ chạy. Mau vào kỳ thành. Chúng ta không chống lại nổi đẳng cấp cỡ đó. Tất Ninh Soái chui vào lỗ hổng tường thành, chạy nhanh vào trung tâm kỳ thành. Không biết Tất Ninh Soái vội vàng như thế là vì trốn Kim Hà Lão Tổ hay muốn đi, du lịch, bảo khố của kỳ gia. Kim Hà Lão Tổ không đến, bị cái nồi sắt đen bám chặt. Đại chiến kinh thiên động địa mặt đất trên bầu trời. Đánh nhau vài giây, Kim Hà Lão Tổ bị thương, ánh sáng vàng tối đi, suýt bị nồi sắt hút. Bạch Bì Quỷ Vương ngồi trên chiếc xe quỷ, không đi ra ngoài nhưng khí thế siêu cường đại. Cả thiên địa nổi gió âm như biến thành quỷ vực. Bạch Bì Quỷ Vương nói. Hoa Sinh Lão Đạo, dám nhúng tay vào chuyện của hai giới âm dương chúng ta. Có tin hôm nay bản vương đồ ngươi không? Lão Đạo tóc rối đứng trên tường kỳ thành, tay cầm nồi sắt, quần áo rách dưới bay trong gió, khí chất tiên phong đạo cốt. Lão Đạo khẽ thở dài. Thế giới này đã rất loạn. Hai giới âm dương các ngươi cần gì gây thêm chuyện? Sẽ khiến sinh linh đổ thán. Ha 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 ha. Bản vương muốn sinh linh đổ thán. Càng nhiều người chết thì âm giới ta càng lớn mạnh. Bạch Bì Quỷ Vương tự mình ra tay, phá mở xe quỷ, khoác trường bào màu đen bao trùm trên 9 tầng trời, biến thành ảo ảnh thân quy trắng, cao hơn 200 thước. Bạch Bì Quỷ Vương, người âm giới của ngươi giết đệ tử của ta, lão tử làm thịt ngươi. Cuối chân trời chợt có tia sáng vàng bay nhanh tới, đạp mặt đất rung rinh. Ầm 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 ầm. Một hòa thượng bay ra khỏi ánh sáng vàng, người đầy hình xăm, hung tợn dữ dằn như vị kim cương trừng mắt. Tay hòa thượng cầm thiền trượng thô bằng miệng chén hơ không trung, bóng Phật đầy trời xé rách thiên địa. Là Tử Nhục Hòa Thượng. Bạch Bì Quỷ Vương lấy quyển sách quỷ ra đỡ một kích của Tử Nhục Hòa Thượng. Tử Nhục Hòa Thượng, người cũng can thiệp vào. Giọng Tử Nhục Hòa Thượng lớn như tiếng chuông. Lão tử không lo chuyện bao đồng, chỉ đến báo thù cho đệ tử. Lệ Tam Sơn dưới tay Bạch Bì Quỷ Vương đánh chết đệ tử Đại Phật Di Lặc của ta, nếu không làm thịt trâu xanh chó đẻ nhà ngươi thì ta không báo thù xong. Tử Nhục Hòa Thượng phun sóng vàng vô tận đánh chết mảng lớn thần tà, quỷ tà thành làn khói. Bạch Bì Quỷ Vương rất tức giận, đồ diệt kỷ gia vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, bây giờ vời đến một tăng một đạo, rắc rối lớn đến rồi. Cái gì mà Đại Phật Di Lặc, Tiểu Di Lặc, giết thì giết, ngươi làm gì được ta? Bạch Bì Quỷ Vương rất bá đạo, dù sao nó mới trở thành chủ nhân âm giới, cần chiến tích tạo dựng danh vọng, chấn nhiếp kiêu hùng nguyên âm giới. Bạch Bì Quỷ Vương lấy quỷ thư ra đánh với Tử Nhục Hòa Thượng, núi cao ngoài kỳ thành sụp đổ. Trên bầu trời quỷ khí và Phật quang giao thoa như hai thế giới va chạm. Khác với Tử Nhục Hòa Thượng, Hoa Sinh Lão Đạo chuyên môn đến lo chuyện bao đồng. Kiếm đối thủ khắp nơi. Hoa Sinh Lão Đạo đánh bị thương ba siêu bá chủ, giết tà thần sức chiến đấu ngang bằng chân nhân, thu căn nguyên thần hồn. Mao Ô Quy hét lên. Tía nó, lão bổng tử này hóa ra là lão tổ Hoa Sinh của đạo môn, lần này bị hố không oan. Mao Ô Quy cảm thấy hy vọng báo thù thật xa vời. Long Thương Nguyệt nhìn thấy hy vọng. Nghe đồn lão đạo này chuyên môn lo chuyện bao đồng, chuyện nên can thiệp thì đều nhúng tay vào. Chuyện không liên quan lão đạo cũng lo. Nhiều lúc là lão đạo chủ động tới cửa kiếm chuyện. Trong đạo môn có bối phận rất cao, từng được xếp vào một trong 10 cường giả thần tấn vương triều. Hơn 1.000 năm qua đi, mấy người trong 10 cường giả đã tọa hóa nhưng lão đạo còn sống, tu vi tuyệt đối sâu không lường được. Có Tử Nhục Hòa Thượng, Hoa Sinh lão đạo đến giúp đỡ, kỳ gia có con đường sống. Phong Phi Vân không lạc quan chút nào, Bạch Bì Quỷ Vương. Đệ nhất tôn giả dương giới dám phản âm giới, dương giới, buộc mẫu của âm giới rời khỏi âm giới nói lên sau lưng chúng nó có nhân vật càng đáng sợ hơn. Nếu không bằng vào tu vi của chúng nó sao dám to gan,
có năng lực buộc mẫu của âm giới rời khỏi âm giới. Phong Phi Vân từng thấy Tà Hoàng và Nữ Đế đại chiến, tu vi của hai người này mạnh hơn Bạch Bì Quỷ Vương. Mẫu của âm giới ngồi ngang hàng với Nữ Đế Long Khương Linh, Tà Hoàng, sẽ sợ Bạch Bì Quỷ Vương sao? Phong Phi Vân nhíu chặt mày, nỗi lòng bất an. Tử Nhục Hòa Thượng, Hoa Sinh Lão Đạo hấp dẫn siêu cường giả, chúng ta mau đi cướp Dương Thần Thái Cực Quái. Đúng đúng, nếu chậm chân thì bảo khố kỷ gia sẽ bị cái tên ba tay kia cướp sạch. Mao Ô Quy co giò chạy như điên, đôi chân như có bánh xe lửa rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Phong Phi Vân đi đằng trước mở đường, tay cầm kình thiên côn lao vào cơ chú địa kỷ gia. Tiểu tà ma, Phong Si Đoạn Hậu ở phía sau. Linh trí của Phong Si chưa đến trình độ tà thi bốn biến, nhưng sau khi nuốt thi quả do chính mình trồng thì linh trí đã mở rộng rất nhiều. Cộng thêm trong thời gian này tiểu tà ma giao lưu với Phong Si, gã hiểu địa khái ai là kẻ thù, nên đánh với ai. Hai sử thi cự phách lao vào kỷ thành, tôn giả hai giới âm dương người ngã ngựa đổ, càng nhiều tà dị lao vào bọn họ nhưng đều bị cắt nát, không thể ngăn bước chân Phong Phi Vân tiến tới. Số lượng dị tà hai giới âm dương đều hoài không hết, tình bằng vạn. Chúng nó ùa vào kỷ thành, đốt nhà giết người cướp của, nơi nơi là quỷ hồn, tà thi, dị hình dị. Tòa thành to lớn trong khoảnh khắc thành địa ngục Tu La. Lão Tổ, Long Thương Nguyệt nâng cái xác dẫm máu lên, xác đã chết hẳn, cơ thể bị cắn nứt một khúc, thảm không đành lòng nhìn. Lão Tổ này từng dạy Long Thương Nguyệt tu luyện, rất yêu thương nàng, mở cửa sau cho nàng, để nàng lật xem Linh Bảo Thiên. Nhờ đó Long Thương Nguyệt mới có cơ hội tìm đến tà linh tầm bảo thuật trong Linh Bảo Thiên. Ha 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 ha, vẫn còn dư nghiệt. Chiến thần Kim Qua dẫn theo một đám tà thần bay ra từ một tòa điện vũ, người đẫm máu. Đám tỉ muội quý gia toàn là cường giả, tổng cộng 8 tôn giả. Trong đó tu vi của chiến thần Kim Qua mạnh đáng sợ, khí thế tựa mặt trời. Đôi cánh vàng phát ra ánh sáng rực rỡ, tia điện đan xen trong mắt chiến thần Kim Qua như hai trái cầu điện. Long Thương Nguyệt đặt xác lão tổ xuống, mắt lạnh như kiếm băng, duỗi tay bóp cổ một tôn giả tà thần, cắn nuốt. Chiến thần Kim Qua lạnh lùng cười. Tà linh tầm bảo thuật. Chiến thần Kim Qua không để Long Thương Nguyệt vào mắt, cánh vàng biến thành giáp vàng phủ lên người nó, đánh một đấm xuống đất. Sóng vàng từ mặt đất khuếch tán bốn phương tám hướng, nơi đi qua các quỳnh lâu điện ngọc hóa thành bụi bặm, cung điện lầu đài bị san bằng. Kỷ thành vỡ thành mấy mảnh, đất nứt ra ba đường to xuyên suốt nguyên tòa thành. Kinh khí màu vàng lan tràn đến dưới chân Long Thương Nguyệt, xác lão tổ kỷ gia biến thành bột phấn. Phong Phi Vân lao qua đứng trước mặt Long Thương Nguyệt, chân dẫm xuống đất tiêu trừ kình khí vàng. Chiến thần Kim Qua kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân. Dưới chân nhân còn có cường giả như ngươi. Nhiều năm trước chiến thần Kim Qua từng giết nhân vật đẳng cấp bán tôn chân nhân, cứ nghĩ là đệ nhất nhân dưới chân nhân nhưng nam nhân trước mắt tạo áp lực cho nó. Ngươi không có tư cách đánh với ta. Phong Phi Vân triệu hoán kình thiên côn, bộc phát ra lực lượng sóng to ngập trời. Chiến thần Kim Qua bị đánh bay ra xa hơn 100 dặm, đụng sập tường kỷ thành, không rõ sống chết. Cú đập của Phong Phi Vân rất kinh khủng, hắn dốc hết sức đánh chết hơn một nửa tà thần. Phong Phi Vân vỗ một trường tiêu diệt sạch tà thần, bao gồm mấy tôn giả đẳng cấp cự phách đều thanh cho. Đoàn người tiếp tục tiến lên, trên đường thấy nhiều xác chết đại nhân vật kỷ gia. Mấy linh bảo của kỷ gia bị tuyệt đỉnh cường giả hủy diệt. Chiến kỷ đồ thần bị xé nát. Chấn thi tỏa cũng bị chém đứt. Kỷ thành hoàn toàn thành phế tích. Long Thương Nguyệt dẫn mọi người đến thành vực bị trận pháp giam cầm, chỗ này cũng bị xâm nhập nhưng chưa phá hoại nặng nề. Dương Thần Thái Cực Quái bị phong dưới đất, phải có mấy vị lão tổ trong tộc hợp tác mới mở giếng hoàng tuyền để nó hiện ra được. Đây là cấm địa được cung khuyết, tầng tầng trận pháp bao vây. Cự phách bình thường không thể đến chỗ này. Nhưng có sử thi cự phách mở đường thì tất cả cấm chế như đồng nát bị Phong Phi Vân dễ dàng phá. Ta đến thử xem. Phong Phi Vân đấm xuống đất, mặt đất bắn lên ánh sáng lấp lánh như ngọc thạch kim cương, chỉ nứt một chút, tà khí khủng khiếp bay ra ngoài đập vào mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội né tránh một lũ tà khí làm hắn thấy nguy hiểm. Khe nứt kia khép lại ngay. Long Thương Nguyệt nói. Vô dụng. Chỉ có cách đặc biệt của kỷ gia cộng thêm mấy lão tổ mới khiến giếng hoàng tuyền nổi lên mặt đất được. Phong Phi Vân không chịu bỏ cuộc. Ta hợp tác với Phong Si. Lần này hai sử thi cự phách cùng ra tay, đánh ra thần thông mạnh nhất khiến nguyên kỷ thành rung rinh. Mặt đất bị xé một cái lỗ,
cái giếng cổ chui ra ngoài. Trong giếng cổ vang tiếng sóng vỗ như thể bên trong chứa đại dương. Quý tâm nô, quý tiểu nô nghe tiếng sóng biển thì tâm linh cộng hưởng, người phát ra ánh sáng lam. Hai nàng biến về bản thể, tóc màu xanh ngọc, trong suốt lấp lánh, da trắng bóc không chút tơ máu, móng tay duỗi dài sắc bén như linh kiếm miệng phun khói lam nhạt. Cơ thể quý tâm nô, quý tiểu nô không tự chủ bay hướng giếng hoàng tuyền. Một hoàng tuyền phun ra từ miệng giếng, nước suối biến thành các xúc tu như tay quy vươn ra từ địa ngục muốn kéo người sống xuống. Long Thương Nguyệt phát hiện không ổn. Dương thần thái cực quái sinh ra linh tính muốn nuốt tinh huyết của bọn họ, mau ngăn lại. Long Thương Nguyệt vội ấn quý tiểu nô cách giếng hoàng tuyền gần nhất, không cho nàng bay đi. Phong Phi Vân vội kéo quý tâm nô lại, biến cố nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng lực lượng giếng hoàng tuyền không ngừng âng cao, Long Thương Nguyệt không ngăn được sức mạnh kinh khủng cùng quý tiểu nô trượt hướng giếng hoàng tuyền. Lúc này Phong Si mắt đờ đẫn, người phát ra khí thi tà khổng lồ. Phong Si vọt lên cao nhảy vào giếng hoàng tuyền. Tim Phong Phi Vân rớt cái bịch. Đây chính là hoàng tuyền, chân nhân còn không dám đụng vào, sẽ bị hoàng tuyền hòa tan. Không, Phong Si không rơi vào đáy giếng, nửa bây giờ chìm xuống miệng giếng nửa người còn ở bên trên. Phong Si nhúc nhích, ngâm trong hoàng tuyền. Hoàng tuyền không hòa tan cơ thể Phong Si. Dường như Phong Si đang tẩy lễ trong hoàng tuyền, có thể thấy từng dòng nước hoàng tuyền chảy vào mỗi lỗ chân lông, vào mắt, miệng, lỗ mũi, tai, nhưng không cách nào lấp đầy thân thể Phong Si. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Hay là, hắn tu địa ngục thi đạo, dùng hoàng tuyền tế luyện ra địa ngục thi đạo quả. Tiểu tà ma hỏi. Ca ca, cái gì là địa ngục thi đạo? Phong Phi Vân trả lời. Thi đạo chia làm, nhân gian thi đạo, địa ngục thi đạo. Những thi tà nàng thấy, bao gồm nữ ma trước khi dung hợp tam thi thì tu luyện nhân gian thi đạo, trong cơ thể kết ra thi cung. Chỉ hiếm hoi thi tà cơ duyên trùng hợp đi con đường địa ngục thi đạo, tu luyện ra đạo quả trong cơ thể. Nhân gian thi tu luyện đến mức tận cùng được xưng là thi tổ, địa ngục thi tu luyện đạo cực độ gọi là thi tiên. Nhưng địa ngục thi đạo chỉ tồn tại trong thượng cổ, thời nay chưa từng gặp. Tiểu tà ma hỏi. Vậy lão tổ rốt cuộc có tu địa ngục thi không? Phong Phi Vân khẳng định. Phải xem hắn có thể ngưng luyện hoàng tuyền, kết ra địa ngục thi đạo quả không? Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Dù hắn có tu địa ngục thi đạo hay không, miễn không bị hoàng tuyền luyện chết sẽ được ích lợi rất lớn, không chừng bước vào đẳng cấp thi biến lần thứ tư. Phong Si chặn miệng giếng hoàng tuyền, lực lượng dương thần thái cực quái bên dưới hoàng tuyền yếu đi. Vì để phòng ngừa, Phong Phi Vân đưa tỉ muội quý ra vào thiên quốc. Thành vực bị trận pháp giam cầm đột nhiên bị công kích. Trận pháp tan vỡ, một vật khổng lồ lao hướng giếng hoàng tuyền. Chỉ một cái đầu của nó đã to như ngọn núi, đầu mọc sừng, người phát ra khí thế khiếp người. Khí thế ập đến, tiểu tà ma và Long Thương Nguyệt nằm sấp dưới đất. Phong Phi Vân cũng không chịu nổi, cảm giác da đầu sắp nứt. Lực lượng dị hình dị này ngang ngửa chân nhân. Phong Phi Vân đánh lại nổi. Đành thử lực lượng thần y. Phong Phi Vân nhanh chóng mặc bốn thần y hồng loan hỏa thường, yêu ma chiến y, cửu mũ long bào, ẩn tàm sa la vào người. Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể chồng chất, cuối cùng leo lên trạng thái siêu đáng sợ. Sau khi mặc vào ẩn tàm sa la, Phong Phi Vân biến mất tại chỗ, hoàn toàn mất dấu vết. Dị hình dị khổng lồ cảm giác nguy hiểm, vội vàng dừng bước, cơ thể thu nhỏ thành hình người. Trường bào màu đen bao phủ. Dị hình dị âm trầm nói. Ẩn tàm sa la, chẳng lẽ là nhi tử của yêu ma của thần Tấn Vương Triều? Xẹt 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 xẹt. Một vòng gợn sóng xuất hiện trên đầu dị hình dị, một cây gậy đen xì thò ra đập xuống đầu nó. Dị hình dị này dù gì là đẳng cấp chân nhân, linh giác rất mạnh. Ngay dây gợn sóng lan tỏa là cơ thể nó đã lướt ngang sang bên phải. Bùm! Phong Phi Vân đánh nát cánh tay trái dị hình dị thành bãi máu, nửa người nó đẫm máu. Dị hình dị rên rỉ, cố nén vết thương đau nhức, vuốt cào hư không. Trên ẩn tàm sa la hiện dấu máu đỏ rực, là máu của chân nhân, bên trong có dấu ấn tinh thần của chân nhân, trong một thoáng khó thể xóa mất. Ẩn tàm sa la đã không thể giúp Phong Phi Vân ẩn hình. Nhưng Phong Phi Vân không sợ chút nào, hắn mặc bốn thần y vào người bỗng cảm thấy mình tràn ngập lực lượng. Dù ngay mặt đánh với chân nhân cũng tuyệt đối không rơi vào thế yếu. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân và dị hình dị đánh nhau dữ dội,
Kỷ Thành càng rách nát hơn. Bóng dáng Phong Phi Vân và dị hình dị đầy trời. Phong Phi Vân múa kình thiên côn, mỗi gậy như một ngọn núi đè xuống, mang theo chiến uy vô tận. Dị hình dị bị đánh lộ ra nguyên hình, mình đầy vết thương, máu tuôn như thác đổ. Ầm, gậy đâm thủng ngực dị hình dị một cái lỗ cực to, xương trắng hếu lộ ra. Bá chủ dị hình dị ăn đau, lợi hại Phong Phi Vân đáng sợ, nó quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh dị hình dị lao ra khỏi Kỳ Thành, trốn thật xa. Phong Phi Vân không đuổi theo, hắn chạy về bên giếng Hoàng Tuyền, bảo vệ Phong Si đang luyện hóa Hoàng Tuyền. Long Thương Nguyệt, tiểu tà ma trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân, tự động dựa sát hắn. Các nàng thấy vừa rồi Phong Phi Vân rất hung mãnh, đánh vật khổng lồ chạy chối chết, cảm giác như lực bạt sơn hề khí cái thế. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái một trước một sau chạy như bay tới. Không biết cả hai làm chuyện gì chọc trời giận người oán, sau lưng có vô số thi tà rượt theo. Phong Phi Vân phất tay bắn ra biển lửa hòa tan đám thi tà, đốt thanh cho, cứu Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái. Mao Ô Quy thở hồng hộc nói. Kỷ gia không uổng là gia tộc tầm bảo sư, tài sản phong phú. Bụng Mao Ô Quy tròn xoe, không biết ăn vụng bao nhiêu đồ tốt trong bảo khố Kỷ gia. Người Mao Ô Quy lấp lánh ánh sáng trắng. Long Thương Nguyệt biểu tình cực kỳ khó xem rút linh kiếm ra định làm thịt hai tên khốn mượn gió bẻ măng. Mao Ô Quy rú lên, trốn ra xa. Chúng ta chỉ lấy linh thạch trong bảo khố, báu vật và linh dược khác đã bị cường giả hai giới âm dương cướp. Cho dù chúng ta không đi lấy thì những linh thạch này cũng rơi vào tay tu sĩ âm giới, dương giới. Mao Ô Quy nói chêm vào. Là Phong Phi Vân kêu chúng ta đi lấy linh thạch, hắn là chủ mưu. Phong Phi Vân hỏi. Trong bảo khố của Kỷ gia có bao nhiêu linh thạch? Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy đồng thanh kêu lên. Rất phong phú, sánh bằng cổ tiên giáo tích trữ, cỡ 10 vạn khối linh thạch. Một người một rùa tự nguyện lấy linh thạch ra. Hai túi chữ vật căng phồng, mỗi túi có 5 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân cất hai túi chữ vật, cười ta. Phong Phi Vân chộp đuôi Mao Ô Quy nhấc lên. Rào rào, rào rào. Trong mai rùa đổ ra linh thạch lấp lánh trong suốt, bên trong lẫn một ít linh dược, báu vật luyện khí chất thành núi nhỏ linh thạch. Ít nhất cũng cỡ 7, 8 vạn linh thạch. Phong Phi Vân ném Mao Ô Quy xuống đất, sờ ba túi chữ vật trên người Tất Ninh Soái, đổ ra một đống linh thạch, báu vật khác. Còn có một ít phong ấn dị thú chiến hồn, chứa nhiều gấp 3 lần trong mai rùa. Mắt Mao Ô Quy xanh lè la lối. Bà nội nó, chẳng phải ngươi nói chỉ giếm 7 vạn khối linh thạch sao? Trong túi chữ vật của ngươi có ít nhất 15 vạn khối linh thạch. Tất Ninh Soái la lên. Ngươi nói mình xem tiền tài là cặn bã, ăn một ít linh dược là đủ rồi, tại sao giấu linh thạch đầy mai rùa? Một người một rùa giấu hàng gạt nhau, giờ quay sang cãi lộn. Phong Phi Vân cất hết linh thạch, khoảng 30 vạn khối. Kỷ gia không uổng là gia tộc tầm bảo sư cổ xưa, từng ngang ngửa với 4 môn phiệt. Tuy bây giờ Kỷ gia đã sa sút nhưng nội tình tích lũy mấy ngàn năm rất phong phú, số lượng dự trữ linh thạch nhiều còn hơn một số môn phiệt. Một bóng người màu xám bay vào thành vực, khí thế cực kỳ khổng lồ. Bóng xám không dừng lại, bay sâu vào Kỷ thành, tay xách một cái xác, là xác chết tộc nhân Kỷ gia. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái vật lộn dưới đất bị khí thế hù sợ, cùng ngừng lại. Mao Ô Quy nhìn bóng dáng màu xám, thanh âm tang thương. Là hắn. Phong Phi Vân nói. Một tấm da người. Mao Ô Quy gật gù. Ta nuôi lớn. Phong Phi Vân thấy con rùa rất đáng đánh nhưng hắn không ra tay, cẩn thận chỉnh lại trận pháp ẩn nấp, cố gắng không phát ra chút dao động nào. Dù Phong Phi Vân mặc 4 thần y, sức chiến đấu tăng lên siêu cao nhưng nếu đánh với nhân vật đẳng cấp như đệ nhất tôn giả dương giới thì vẫn rất nguy hiểm, đối phương quá mạnh. Chẳng lẽ sâu trong Kỷ thành có khí thế gì? Tất Ninh Soái nhanh chóng gom hết báu vật dưới đất vào túi chữ vật, mắt nhìn khu vương mông lung sâu trong Kỷ thành. Bên trong hỗn độn, dường như thật sự dựng dục ra vô thượng linh bảo. Long Thương Nguyệt nói, ta đi lấy mộ phủ tầm bảo lục linh bảo thiên. Hai nhân vật cường đại bay vào sâu trong Kỷ thành. Khí thế rất kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Một người là cổ tà thần, ba đầu sáu tay, trên trán mọc con mắt màu vàng. Một dị hình dị, đầu nhân loại mình sư tử, lửa bao phủ toàn thân nó, siêu cường đại. Mao Ô Quy la lên. Chết tiệt, hai lão bất tử cũng chạy đến, ta cứ tưởng bọn họ đã chết. Hai tồn tại kia dường như rất lợi hại,
ta cảm nhận khí thế từ người bọn họ không yếu hơn đệ nhất tôn giả dương giới. Người Tất Ninh soái toát mồ hôi lạnh, vứt bỏ ý định vào sâu trong kỳ thành cướp linh bảo thiên. Mao Ô Quy nói, tà thần ba đầu sáu tay kia được dương giới gọi là thiên thần, ẩn cư trong Thái Thần Sơn mấy ngàn năm không ra. Nhiều người cho rằng thần hồn thiên thần đã tan tác chết, đây là bá chủ dương giới mà mẫu của âm giới không thể kiểm soát, danh tiếng còn cao hơn cả mẫu của âm giới. Dị hình dị đầu người mình sư tử là dị hình vương, sức chiến đấu xếp hạng nhất trong dị hình dị, tồn tại sống vô cùng xa xưa. Nghe nói dị hình vương mất một vạn năm mới từ ấu niên lột xác thành niên, là kẻ mà vua dương giới không thể giết. Giám phong vương trong dương giới, có thể thấy nó cường đại cỡ nào. Đệ nhất tôn giả dương giới, thiên thần, dị hình vương cùng lao vào sâu trong kỳ thành, toàn là tồn tại siêu khủng bố. Vang tiếng nổ điếc tai, dường như hư không bị đánh nát. Sóng to khí lưu từ trung tâm khuếch tán. Phong Phi Vân vội đứng đằng trước nhất, lấy miểu quỷ ban chỉ ra điều động năm bức thần đồ miễn cưỡng chặn lại sóng xung kích khổng lồ. Sâu trong kỳ thành, trong hỗn độn, một nam nhân mặc áo tím chậm rãi bay lên cao. Nam nhân tóc hoa râm, thanh âm già nua. Hai giới âm dương các ngươi cho rằng kỳ gia ta không còn ai sao? Thiên thần có ba đầu sáu tay, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Một cái đầu là khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nói. Kỳ gia còn có cường giả như ngươi. Ngươi là ai? Nam nhân áo tím không nói, tay cầm thanh đao vô cùng bình thường đứng im trong gió. Dị hình vương hét to. Kỳ gia sớm sa sút, còn có cường giả gì? Miệng dị hình vương phun ra mảng lớn tia chớp vàng biến hư không thành biển sét. Xẹt 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 xẹt. Nam nhân áo tím giơ đao chém qua, đại chiến với dị hình vương. Đánh nhau mấy chục hiệp, nam nhân áo tím chặt đuôi dị hình vương. Cái đuôi rực cháy lửa bị chém đứt. Dị hình vương ăn đau gầm giống kinh thiên động địa, chân động sông núi ngàn dặm. Thiên thần công kích, phát ra vô số thần thông tụ tập thành nước lũ nhưng bị nam nhân áo tím một đao chém ra, chặt một cái đầu. Các đệ tử kỳ gia chưa chết thấy nam nhân áo tím đại phát thần uy, đánh bại hai cường giả cái thế thì rất hưng phấn. Hóa ra kỳ gia của bọn họ có nhân vật cường đại như vậy. Phong Phi Vân rất khó tin, không ngờ kỳ gia còn nhân vật khủng bố như thế tỏa chấn. Vậy tại sao sa sút thành gia tộc hạng ba? Long Thương Nguyệt rất khó hiểu, nàng sống trong kỳ gia nhiều năm nhưng chưa từng nghe nhắc đến ỏng kỳ gia có nhân vật cái thế như vậy. Chắc là gia chủ kỳ gia đương thời, lão tổ trong tộc đều không biết đến nam nhân áo tím, nếu không kỳ gia đã chẳng tụt dốc như thế, càng không cần đầu phục hoàng tộc, phụ thuộc vào hoàng tộc để kéo dài hơi tàn. Nam nhân cuối cùng là ai? Đệ nhất tôn giả dương giới đứng bên hồ nước xám. Cơ thể mông lung nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kỷ Hạo Thiên, quả nhiên ngươi còn sống, ha 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 ha. Kỷ Hạo Thiên, cái tên rất quen tai. Phải rồi, tên phụ thân của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô là Kỷ Hạo Thiên. Mao Ô Quy lẩm bẩm. Quả nhiên là hắn, chính là hắn. Hắn thật sự còn sống. Có người nói 1.500 năm trước hắn đã tự tử, không ngờ hắn luôn ẩn cư trong kỷ gia, đến bây giờ còn chưa chết. Phong Phi Vân triệu hoán Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô ra để các nàng xác nhận. Hai tỷ muội thấy nam nhân áo tím thì rất kích động, ánh mắt căm hờn, thù hận, đối địch nhưng xen lẫn thứ khác. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô khóc không thành tiếng, lệ rơi ròng ròng. Đúng là, hắn, Kỷ Hạo Thiên, tại sao hắn chưa chết? Hắn còn mặt mũi nào sống ở trên đời này? Hắn nên xuống địa ngục từ lâu. Tuy đã qua hơn 1.000 năm nhưng hai tỷ muội không thể quên bộ dạng của nam nhân trước mắt. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô nhớ mãi cảnh nam nhân giết mẫu thân mình, ôm hai bồm máu, tựa như ma quỷ. Nam nhân áo tím đứng trên 9 tầng trời, thanh đao càng lúc càng đỏ rực. Nam nhân áo tím nhìn đệ nhất tôn giả dương giới chằm chằm, nói. Là ngươi. Đệ nhất tôn giả dương giới cười. Cơ thể là ta, xem ra mấy năm nay ngươi không quên ta. Cũng đúng. Ngươi luôn sống trong tự trách, đau thương, làm sao quên được ta là người gây ra tất cả. Đây là chuyện bình thường. Hôm nay ngươi đã đến thì đừng đi. Nam nhân áo tím bắn ra sát khí sắc bén, thanh đao càng đỏ rực. Nam nhân áo tím chém một nhát đao, dòng sông đao màu đỏ lan tràn. Đệ nhất tôn giả dương giới nhanh chóng thụt lùi, ném xác gia chủ kỷ gia ra ngoài. Xác chết chớp mắt bị sông đao chém nát. Kỷ Hạo Thiên. Xem ra năm xưa ta để lại vết thương ngầm trên người của ngươi đã ăn mòn thân thể ngươi,
chém ra đao khí yếu như vậy. VIPVANDAN.VN Chương 1256, Vuốt Quỷ Bí Ẩn. Đệ nhất tôn giả Dương Giới bị đao khí đánh trúng, cơ thể rách một đường nhưng gã không sợ mà còn mừng rỡ. Đệ nhất tôn giả Dương Giới biết vết thương ngầm của Kỳ Hạo Thiên ác hóa, không thể phát huy ra lực lượng Dương Thần Thánh Đài, nếu không nhát đao vừa rồi đủ tiêu diệt gã. 1.500 năm trước đệ nhất tôn giả Dương Giới biết trong cơ thể Kỳ Hạo Thiên có Dương Thần Thánh Đài, tiềm lực tương lai vô cùng đáng sợ. Vì vậy đệ nhất tôn giả Dương Giới động tay chân cơ thể Kỳ Hạo Thiên, để lại vết thương ngầm. Bây giờ vết thương đó khuếch tán, Kỳ Hạo Thiên phát huy ra uy lực có hạn. Trên người hắn có vết thương ngầm, không thể phát huy hết lực lượng, đại chiến lâu chắc chắn vết thương sẽ ác hóa, chúng ta hợp sức sẽ tiêu diệt được. Đệ nhất tôn giả Dương Giới đang nói chuyện bị sông đao đỏ chém trúng, lại bị thương. Kỳ Hạo Thiên đứng trong không trung, không nhúc nhích, một mình đánh với ba cường giả cái thế. Bầu trời sôi trào, mặt đất run rẩy. Nguyên Kỳ Thành hoang tàn hơn trước đại chiến, các sinh linh trốn đi. Phong Si còn đang tẩy lễ trong hoàng tuyền, thi khí trên người càng lúc càng đậm đặc. Tất cả hoàng tuyền chảy vào đan điền của Phong Si, ngưng tụ thành đạo quả màu vàng. Đám người Phong Phi Vân lại thấy đó như là một ngôi sao màu vàng sinh ra trong vũ trụ. Phong Phi Vân cảm thán rằng, thật sự là địa ngục thi đạo. Loại thi đạo này rất nghịch thiên, thiên địa không dung tha. Thời thượng cổ, tất cả địa ngục thi bị hủy diệt hết, bây giờ sinh ra một địa ngục thi. Dùng hoàng tuyền ngưng tụ địa ngục thi đạo quả này sẽ cường đại đến đâu? Ủa, thiên tài của Kỷ gia. Tất Ninh Soái nhìn phương xa thấy trong thành vực đổ nát có một tiểu đạo sĩ chán mọc Nguyệt Luân Thiên Nhãn đang đại chiến với đám quỷ tà. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi anh tư bừng bừng, cực kỳ cường đại, tay cầm phất trần vẽ thái cực thần đồ trong không trung, luyện hóa đám quỷ tà. Người trẻ tuổi mặc đạo bào là thiên tài của Kỷ gia, Kỷ Phong, từng quyết đấu với Phong Phi Vân trong Vạn Vật Tháp. Tuy Kỷ Phong thua vào tay Phong Phi Vân nhưng biểu hiện ra tư chất siêu cao. Đặc biệt Nguyệt Luân Thiên Nhãn trên trán gã có uy lực siêu đáng sợ. Sau này Kỷ Phong được một đại nhân vật Vạn Vật Tháp thu làm đệ tử. Bên cạnh Kỷ Phong có một đám đệ tử Kỷ gia, Kỷ Phong dẫn đầu bọn họ xông pha nhưng vẫn bị bao vây, không thể lao ra khỏi vòng vây cường giả hai giới âm dương. Phong Phi Vân ra tay giết hết dị tà xung quanh bọn họ, thi triển thần thông kéo đến gần giếng hoàng tuyền, trận pháp bao phủ. Kỷ Phong nhận ra Phong Phi Vân ngay. Phong Phi Vân, là ngươi. Kỷ Phong không đánh nhau, vì gã cảm nhận được mình chênh lệch với Phong Phi Vân rất lớn. Bây giờ toàn Kỷ gia đã hủy diệt, chút ân oán giữa Kỷ Phong và Phong Phi Vân không đáng là gì. Đám đệ tử Kỷ gia đều biết tiếng Phong Phi Vân, cái tên như mặt trời ban trưa. Hai hành giả Xâm La Điện cũng thua vào tay Phong Phi Vân, hắn là siêu bá chủ, bọn họ không chui vào được. Một nữ hài tử toàn thân đẫm máu thấy Long Thương Nguyệt nhưng không dám chắc. Ủa, Thương, Nguyệt, biểu tỷ. Long Thương Nguyệt vuốt trán thiếu nữ, ôm vào lòng. Tiểu Lệ Nhi. Thiếu nữ bật khóc. Thật sự là Thương Nguyệt biểu tỷ. Cửu Di nói 2 năm trước biểu tỷ đã chết, lúc đó Tiểu Lệ Nhi khóc thật lâu. Tiểu Lệ Nhi khóc sướt mướt, nàng thấy tận mắt phụ mẫu chết trong vũng máu, nếu không nhờ mấy vị trưởng bối cứu thì nàng đã chết vào móng vuốt đám quái vật. Đệ tử Kỷ gia chìm trong bi thương. Lực lượng hai giới âm dương quá khổng lồ, trong khoảnh khắc biến Kỷ Thành rồi rào sức sống thành địa ngục trần gian. Phong Phi Vân tìm Kỷ Phong, nói thẳng. Người hai giới âm dương đến Kỷ gia không chỉ vì cướp Dương Thần Thái Cực Quái, Linh Bảo Thiên mà còn muốn đôi mắt Diêm Vương. Mắt trái Diêm Vương ở trên người Thương Nguyệt, mắt phải thuộc về ngươi đúng không? Kỷ Phong đã trưởng thành nhiều, tư chất kinh diễm. Kỷ Phong không nghịch thiên như Phong Phi Vân nhưng đã tu luyện đến cảnh giới nửa bước cự phách. Gã biểu hiện điềm tĩnh, vững vàng. Kỷ Phong nhìn quê hương rách nát, nói. Ngươi cũng muốn mắt trái Diêm Vương. Phong Phi Vân gật đầu. Ngươi không có lựa chọn. Mắt phải Diêm Vương trong tay ngươi sẽ vời đến hai giới âm dương mãi mãi truy sát, huyết mạch Kỷ gia cuối cùng sẽ đứt. Nếu ngươi giao mắt phải Diêm Vương cho ta thì ta sẽ bảo đảm nhóm người các ngươi an toàn. Miễn các ngươi còn sống, Kỷ gia sẽ không bị diệt tộc. Kỷ Phong im lặng. Ngước nhìn đại chiến trên bầu trời. Kỷ Hạo Thiên đánh nhau với ba cường giả cái thế, dư âm khủng bố khuếch tán hướng này nhưng bị Phong Phi Vân ngăn lại. Lực lượng của Phong Phi Vân mạnh vượt sức tưởng tượng của Kỷ Phong, đã bỏ xa gã. Phong Phi Vân có sức mạnh bảo đảm bọn họ an toàn.
thiên thần ba đầu sáu tay lấy chấn thế sát binh ra chém rách quần áo Kỷ Hạo Thiên, một luồng sáng xanh rơi ra, trong ánh sáng dường như bao bọc một cuốn thẻ tre cổ xưa. Đệ nhất tôn giả Dương Giới mừng rỡ. Quả nhiên mộ phủ tầm bảo lục linh bảo thiên ở trong tay ngươi. Đệ nhất tôn giả Dương Giới biến thành bóng xám chụp linh bảo thiên, chạy ra ngoài Kỷ Thành. Đệ nhất tôn giả Dương Giới đã bị thương nặng, bị Kỷ Hạo Thiên chém mười mấy nhát. Sau khi bắt được linh bảo thiên thì đệ nhất tôn giả Dương Giới không dám ở lại lâu, co giò chạy. Kỷ Hạo Thiên cũng không chịu nổi, thân thể bị ăn mòn rất nhiều. 1.500 năm trước đệ nhất tôn giả Dương Giới động tay chân cơ thể Kỷ Hạo Thiên, một khi đánh nhau thân thể sẽ dần bị ăn mòn. Ba cường giả cái thế đánh nhau, mặc dù Kỷ Hạo Thiên chiếm ưu thế nhưng đó là cố gượng, vết thương cũ trong người tùy thời khiến gã thành tro. Giọng Kỷ Hạo Thiên già nua. Đi đâu? Kỷ Hạo Thiên chém nhát đao bay xa hơn 1.000 dặm, chém đệ nhất tôn giả Dương Giới rớt khỏi hư không té xuống đất. Nhưng sức sống của đệ nhất tôn giả Dương Giới rất dẻo dai, lảo đảo bò dậy cơ hị tiếp. Kỷ Hạo Thiên nhíu mày, thân thể đã bị ăn mòn một nửa. Kỷ Hạo Thiên đẩy lui thiên thần, dị hình vương, dượt theo đệ nhất tôn giả Dương Giới. Kỷ Hạo Thiên đột nhiên khựng người, bộ dáng như gặp kẻ thù lớn. Trong khoảnh khắc cường giả có mặt trong Kỷ Thành cảm nhận khí thế siêu khủng bố, thiên địa bỗng thành ban đêm. Bạch Bì Quỷ Vương và Tử Nhục Hòa Thượng đang đại chiến bỗng dừng lại, nhìn hướng Tây. Lão đạo cầm nồi sắt nhíu chặt mày đứng trên tường thành. Thiên thần, dị hình vương lặng im, cảm giác áp lực khổng lồ đè người. Phong Phi Vân cảm nhận sự khác thường, hắn nhìn chân trời phía Tây. Một áng mây đen bay tới, tiếng quỷ hú đầy trời, áp lực khổng lồ. Phong Phi Vân nói, khí thế thật khủng khiếp. Mao Ô Quy rụt đầu vào mai rùa. Là thần nhân nào? Một vuốt quỷ siêu khổng lồ thò ra từ màn trời, tựa như vuốt thần ma chộp Kỷ Hạo Thiên. Kỷ Hạo Thiên chém một nhát đao, đao quang đỏ rực như dòng sông máu đang bay va chạm với vuốt rồng kinh thiên động địa, khói nghi ngút vạn dặm. VIPVANDAN.VN Chương 1257, đối thoại với Kỷ Hạo Thiên. 1. Mới chỉ một cú va chạm mà mặt đất đã có vô số sinh linh bị chấn chết. Lúc này đây sinh mạng thật yếu ớt, tôn giả hai giới âm dương cũng không thể đứng thẳng. Tôn giả quỳ sát đất, run cầm cập. Mọi người đều biết Kỷ Hạo Thiên cường đại, ba cường giả cái thế còn bị gã đánh thương. Nhưng tồn tại khủng bố này chỉ lộ ra một vuốt quỷ đã đối kháng cùng Kỷ Hạo Thiên, đẳng cấp như thế chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Phong Phi Vân triệu hoán ra thanh đồng cổ thuyền. Khó khăn chống đỡ, rốt cuộc vượt qua sóng xung kích vòng thứ nhất từ trên trời truyền xuống. May mắn Kỷ Hạo Thiên và tồn tại bí ẩn chỉ đánh một kích rồi bay đi chỗ khác đấu, thêm vài dư âm chiến đấu thì chưa chắc Phong Phi Vân bảo vệ đám đệ tử Kỷ ra được. Tiếng chiến đấu không ngừng vang lên, không biết hai người đã đi đâu. Mao Ô Quy thò cổ ra khỏi mai rùa, thở phào. Ghét loạn thế nhất, đến loạn thế là ngưu quỷ xà thần gì đều chạy ra, có còn cho người ta sống không? Kỷ Phong đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc giao mắt phải Diêm Vương cho Phong Phi Vân. Kẻ thù của Kỷ gia quá kinh khủng, nếu không có Phong Phi Vân trợ giúp chắc chắn Kỷ gia sẽ bị diệt tộc, không chừa chút huyết mạch. Giếng Hoàng Tuyền, Dương Thần Thái Cực Quái. Thiên thần ba đầu sáu tay, người ánh vàng phát hiện vị trí đám người Phong Phi Vân ẩn núp, một trưởng phá trận pháp. Đám người Phong Phi Vân không còn chỗ che giấu, lộ thân hình. Thiên thần cười to bảo. Không chỉ có Dương Thần Thái Cực Quái, thì ra song sinh dị Dương Thần Thánh Đài cũng có mặt tại đây, thật là trời giúp ta. Thiên thần là cường giả cái thế, thanh âm chấn động chín tầng mây, người lấp lánh ánh sáng như có mặt trời đang rực cháy. Phong Phi Vân che trước mặt mọi người. Ngươi là tà thần cổ xưa trong âm giới, thiên thần. Tiểu tử, tu vi của ngươi không tệ, đủ xưng hùng đương thời. Tiếc rằng còn rất non, một ngón tay của ta đủ nghiền chết ngươi. Biết điều thì hãy tránh qua một bên, nếu không sẽ giết luôn ngươi. Thiên thần đáp xuống, khí thế đè mấy đệ tử Kỷ gia nằm ấp dưới đất. Đây là nhân vật cái thế mà mẫu của âm giới cũng không trấn áp được, tuy bị thương trong cuộc chiến với Kỷ Hạo Thiên vẫn có lực lượng cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân được bốn thần y gia cố nhưng hắn còn trẻ tuổi, mới tu luyện gần 10 năm, không thể đối kháng cùng tà thần cổ xưa sống hơn vạn năm được. Nhưng thiên thần muốn giết Phong Phi Vân cũng khó. Thiên thần sợ bị Phong Phi Vân bám dính, khiến Dương Thần Thái Cực Quái,
song sinh dị dương thần thánh đài rơi vào tay dị hình vương đang rình rập bên cạnh. Nên thiên thần mới bảo tha cho Phong Phi Vân một mạng, chờ nó lấy được dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh đài chắc chắn sẽ giết hắn ngay. Phong Phi Vân nhìn thấu hết. Dị hình vương đáp xuống, ngọn lửa bốc cháy như thần lô nung đỏ mặt đất. Dị hình vương nói. Nói nhảm với tiểu tử kia làm gì? Cướp dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh đài trước đi, hai thứ này thuộc về ai thì người nào giỏi sẽ có. Dị hình vương công kích ngay, muốn cướp dương thần thái cực quái trong giếng hoàng tuyền trước. Phong Si nổi trong giếng hoàng tuyền đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt không còn trống rỗng mà trong suốt. Mắt Phong Si sáng như hai ngôi sao, tay chém lưỡi dao vàng hướng trưởng ấn, đẩy lùi dị hình vương. Ngươi là ai? Dị hình vương cảm nhận lực lượng sôi sục trên người Phong Si không yếu hơn nó bao nhiêu. Phong Si bay ra khỏi giếng hoàng tuyền, đứng dưới đất. Từng vòng gió xoáy vây quanh người Phong Si, cuốn tóc dài đen nhánh bay lên, phiêu giật tiêu sái. Phong Si ngước lên nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói. Giao nơi này cho ta, mang bọn họ đi ngay. Phong Si đang nói cho Phong Phi Vân nghe. Không ai đi được. Thiên thần dựng đứng ba đầu sáu tay. Mỗi cái tay lấy ra một linh khí, có ba cái thuộc linh khí tứ phẩm, thuộc hàng chấn thế sát binh, là cổ khí, chiến binh tồn tại từ nhiều năm trước. Một người có một linh khí tứ phẩm đã rất ghê gớm, thiên thần sở hữu ba cái, uy lực cực kỳ đáng sợ, dễ dàng phá hủy đất đai mấy trăm dặm. Phong Si lướt ngang như gió cuốn ngăn thiên thần, dị hình vương lại. Phong Si thản nhiên nói, ta muốn chia một linh khí tứ phẩm. Thiên thần rất tức giận, nó là siêu bá chủ. Mẫu của âm giới còn không thể chấn áp được, vậy mà bị một thi tà coi thường, tuyên bố chia một linh khí tứ phẩm. Dị hình vương mới thấy Phong Si ra tay, biết tu vi của gã rất mạnh, hơn nữa có thể luyện hóa hoàng tuyền, tuyệt đối là kẻ thù nặng ký. Dị hình vương nói, bản vương biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ mới đột phá. Bản vương có thể xưng vương trong dương giới, dư sức chấn áp ngươi. Thiên thần, dị hình vương đều là nhân vật cái thế. Tuy bị thương trong lúc đánh nhau với Kỷ Hạo Thiên nhưng tự tin dù vậy vẫn đủ sức chấn áp thi tà mới đột phá đệ tứ biến. Vù 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 vù. Trong giếng hoàng tuyền bay ra ánh sáng nóng cháy, ánh sáng cực kỳ nóng bỏng có thể đốt trời bốc hơi biển. Ánh sáng di chuyển, khi nó lật mặt lại thì trở nên tối tăm, lạnh thấu xương, đóng băng phạm vi mấy trăm dặm. Mọi người kích động kêu lên. Dương thần thái cực quái. Thiên thần, dị hình vương cùng hành động. Muốn cướp dương thần thái cực quái. Nhưng Phong Si ngăn thiên thần, dị hình vương lại. Trong phút chốc Phong Phi Vân dùng cưu cửu quái bào thu dương thần thái cực quái. Phong Phi Vân siết chặt cưu cửu quái bào, trấn áp dương thần thái cực quái rung bần bật, cõng nó trên lưng. Phong Phi Vân hét to. Đi, chạy ra Kỷ Thành. Phong Phi Vân biết cường giả đẳng cấp cỡ thiên thần, dị hình vương tùy tiện ra tay có thể giết hết mọi người. Lúc này Phong Si ngăn lại thiên thần. Dị hình vương cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Vì trận đại chiến siêu cường lúc trước nên các sinh linh đã trốn khỏi Kỳ Thành. Phong Phi Vân dẫn đám đệ tử Kỳ gia nhanh chóng rút lui, chạy ra hơn 2.000 dặm. Tiểu tà ma lo lắng hỏi. Ca, lão tổ chỉ mới đột phá, có bị gì không? Thiên thần, dị hình vương đều bị Kỳ Hạo Thiên trọng thương, dù tu vi khủng bố cách mấy thì lực lượng địa ngục thi hoàng tuyền đạo của Phong Si ngăn chặn được. Phong Phi Vân không mấy yên tâm, dù gì thiên thần, dị hình vương là nhân vật cái thế, đỉnh cao nhất trên mảnh đất này. Đoàn người chạy thêm 2.000 dặm, Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn ngoái đầu nhìn. Vô số tia chớp giáng xuống Kỳ Thành, hoàn toàn hủy diệt mảnh đất đó. Núi cao sụp, sông đảo ngược, đất đai thay đổi. Hèn gì Phong Si kêu chúng ta chạy đi, hóa ra là hắn kết xuất đạo quả, sắp độ địa ngục thi kiếp. Kiếp lôi hải thật khủng khiếp. Thiên thần, dị hình vương xui rồi đây. Đoàn người Phong Phi Vân không dám ở lại lâu, bây giờ còn trong khu vực cơ hội. Thiên thần, dị hình vương mà nổi khùng lên là cả đám xui. Đám người chạy một ngày một đêm, không biết cách Kỷ Thành bao xa, đi vào khu vực xa lạ, không thấy hai giới âm dương truy sát nữa. Trên đường đi đám người gặp công kích mấy chục lần, Phong Phi Vân với khí thế sấm sét công phá. Đám tu sĩ hai giới âm dương không ngăn bọn họ được. VIPVANDAN.VN Chương 1258, đối thoại với Kỷ Hạo Thiên. 2. Mao Ô Quy nhảy vào dòng suối nhỏ làm bọt nước bắn tung tóe, nó ngâm mình bên trong, nói.
Lão phu chạy sắp gãy chân, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tất Ninh Soái mệt đừ, cũng nhảy vào con suối. Tất Ninh Soái bắt cá trong dòng suối, bảo muốn nướng cá đãi mọi người. Chỉ có hai tên vô tâm vô phế này là có tâm tình chơi. Đám đệ tử Kỷ gia buồn tê tái, tòa Kỷ thành to lớn, trăm vạn tộc nhân bây giờ chỉ còn mười mấy người sống sót. Mấy đệ tử Kỷ gia khác chắc đã chết thảm. Phong Phi Vân thì giàu vì dương thần thái cực quái trong cưu cửu quái bào. Thứ này mang theo lực lượng chí dương và chí âm, chỉ có cưu cửu quái bào ngăn cách hơi thở được. Nhưng luôn chứa dương thần thái cực quái trong cưu cửu quái bào không phải là cách hay. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nếu có thể tế luyện thành hai loại linh bảo thì hay. Bất đắc dĩ tu vi không đủ, Phong Phi Vân có dốc hết sức chỉ trấn áp được dương thần thái cực quái. Đột nhiên Mao Ô Quy ở trong dòng suối hét to. Má ơi, có người nhìn lén lão phu tắm rửa. Mao Ô Quy sợ hết hồn, vội bơi trong nước, mặc vào mai rùa, căng thẳng nhìn nam nhân áo tim đứng bên bờ suối. Mao Ô Quy con người lại như tiểu cô nương bị người ta dòm lén, suýt khóc lóc. Ai khùng đi nhìn lén con rùa tắm rửa. Mọi người bị kinh động, căng thẳng nhìn sang, dù gì bọn họ đang chạy trốn đột nhiên xuất hiện người xa lạ khiến cả đám sợ teo tim. Bọn họ sợ là cường giả hai giới âm dương truy sát. Một nam nhân áo tím đứng bên bờ suối, trên tóc có sợi bạc, áo tím dính nhiều vết máu. Mỗi giọt máu chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, mỗi giọt máu có thể giết cự phách. Nam nhân áo tím đưa lưng hướng mọi người, cảm giác âm trầm hấp hối. Đao trong tay nam nhân áo tím gãy một khúc nhưng phát ra khí thế siêu khủng bố, như thần dẫn có thể đổ thần. Là Kỳ Hạo Thiên. Phong Phi Vân nhận ra nam nhân áo tím là người đánh bại thiên thần, dị hình vương, đệ nhất tôn giả dương giới. Đây là tồn tại cực kỳ khủng khiếp, mạnh còn hơn mẫu của âm giới, vua dương giới. Bởi vì người mẫu của âm giới, vua dương giới không giết được nhưng Kỳ Hạo Thiên rất có thể giết chết, còn là trong trạng thái cơ thể bị thương ngầm. Nếu Kỳ Hạo Thiên khỏe mạnh thì gã mạnh đến mức nào nữa? Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô lau nước mắt, nhìn bóng lưng nam nhân áo tím, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Tràn ngập căm hận nhưng cũng có tình cảm khác, dù gì nam nhân áo tím là phụ thân của tỷ muội Quý gia, lúc bọn họ còn nhỏ từng cho các nàng tình thân ấm áp nhất. Kỳ Hạo Thiên cảm nhận tình cảm của tỷ muội Quý gia, thật lâu sau thở dài thườn thượt. Giọng Kỳ Hạo Thiên già nua hỏi. Mấy năm nay các ngươi có khỏe không? Thanh âm đầy cay đắng. Quý Tiểu Nô cắn chặt răng, nước mắt chảy ròng ròng. Không tốt, không tốt chút nào. Kỳ Hạo Thiên, tại sao ngươi không dám quay lại nhìn chúng ta? Là không còn mặt mũi nào thấy chúng ta sao? Hay vì ngươi lười nhìn? Nam nhân áo tím vẫn đưa lưng. Là, Tiểu Nô đúng không? Ngươi nên gọi ta là phụ thân. Quý Tiểu Nô vặc lại. Ngươi xứng sao? Cơ thể to lớn vì ba chữ, ngươi xứng sao, mà khẽ run, nam nhân áo tím im lặng. Thật lâu sau, nam nhân áo tím lên tiếng. Ngươi nói đúng, ta không xứng. Phong Phi Vân cảm giác tình huống của Kỳ Hạo Thiên khá tệ, hắn không cảm nhận sự sống trên người gã, hơi thở chết chóc lan tràn. Nói thật thì công án 1.500 năm trước Phong Phi Vân không cho rằng Kỳ Hạo Thiên sai, tội lỗi không nên do gã gánh. Tỷ muội Quý gia cũng hiểu đạo lý này. Nhưng bọn họ không thể quên hình ảnh phụ thân tự tay giết chết mẫu thân. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô càng hận mấy năm nay Kỳ Hạo Thiên bỏ mặc các nàng. Kỳ Hạo Thiên thản nhiên, chậm rãi nói. Ta sắp chết. Chết thì tốt, sớm nên. À, ngươi nói gì? Quý Tiểu Nô nghiến răng ken két. Ngươi có được dương thần thánh đài của mẫu thân làm sao chết dễ vậy được? Ngươi lừa ai? Phong Phi Vân rủa thầm trong bụng, sao có nhiều dương thần thánh đài quá vậy? Từ khi nào dương thần thánh đài thành rau cải trắng, mẫu thân của tỷ muội Quý gia cũng có dương thần thánh đài. Hèn gì tu vi của Kỳ Hạo Thiên cường đại như thế. Tiếc thật, nếu cho ta dương thần thánh đài thì tuyệt vời. Kỳ Hạo Thiên im lặng rất lâu không trả lời Quý Tiểu Nô, một lúc sau mở miệng nói. Ngươi tên Phong Phi Vân đúng không? Phong Phi Vân sửng sốt thầm nghĩ. Liên quan gì ta, điểm danh ta làm chi? Không lẽ định cướp Kim Tàm Kinh? Phong Phi Vân thận trọng nói. Ta là bằng hữu tốt của hai vị cô nương Tâm Nô, Tiểu Nô. Có thể nói là hoạn nạn có nhau. Kỳ Hạo Thiên nói. Ta muốn một mình nói chuyện với ngươi. Phong Phi Vân híp mắt, cuối cùng gật đầu. Kỳ Hạo Thiên, Phong Phi Vân rất ăn ý leo lên đỉnh ngọn núi. Kỳ Hạo Thiên đứng bên vách đá treo leo,
chắp hai tay sau lưng, người phát ra khí thế khiếp người. Núi cao dưới chân như là hạt cát đối với Kỷ Hạo Thiên. Người này sắp chết thật sao? Người sắp chết mà có khí thế mạnh như vậy. Kỷ Hạo Thiên nói, sau lưng hai giới âm dương có nhân vật cực kỳ đáng sợ, chí vì nhân vật này tồn tại nên Bạch Bì Quỷ Vương mới dám trở mặt với mẫu của âm giới, đệ nhất tôn giả dương giới mới dám mang đi một nửa cường giả dương giới đến Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân hỏi, là vuốt quỷ kia sao? Nó có lai lịch gì mà buộc mẫu của âm giới rời khỏi dương giới, khiến vua dương giới phải e ngại? Kỷ Hạo Thiên trả lời, chắc là một vị chủ thượng trong vô cực quỷ lâm. Một vị chủ thượng trong vô cực quỷ lâm. Phong Phi Vân có nghe Chí Tàng Đại Sư nhắc đến tồn tại này, nhân vật khá lợi hại, ngang hàng với Đại Phạm Thiên của Đại Long Tự. Kỷ Hạo Thiên nhìn đao gãy trong tay, thân đao còn dính từng lũ quỷ khí như con rắn nhỏ quấn quanh, âm hồn không tán, khí lạnh thấu xương. Kỷ Hạo Thiên nói, tuy ta chưa gặp hai cung chủ thần linh cung bao giờ nhưng ta đại khái cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Vô cực chủ thượng không sánh bằng hai cung chủ thần linh cung thì cũng sắp với tới. Phong Phi Vân không lên tiếng, yên lặng nghe. Kỷ Hạo Thiên nói tiếp. Nó chỉ ra một phân thân vuốt quỷ đã cắt nát thần đao của ta, nếu trên người ta không bị thương ngầm có lẽ có thể đấu một trận với chân thân. Giọng Kỷ Hạo Thiên chứa sự kiêu ngạo, và cô đơn, chiến khí phập phồng đôi khi vọt lên cao có khi tụt dốc. Cơ thể Kỷ Hạo Thiên đúng là không ổn. Phong Phi Vân hỏi. Vô cực chủ thượng ra tay là vì Linh Bảo Thiên. Kỷ Hạo Thiên gật đầu, nói. Mộ phủ tầm bảo lục có sức áp chế mạnh nhất đối với dương giới tam dị, âm giới tam tà, và cả ích lợi vô tận, quan trọng không thua gì tu sĩ nhân loại say mê đạo điển, kim tàm kinh, thậm chí càng mãnh liệt hơn. Mộ phủ tầm bảo lục vốn nằm trong tay Kỷ gia. VIPVANDAN.VN Chương 1259, kết thúc. Kỷ gia, vua dương giới. Mẫu của âm giới cùng nhau quản lý hai giới âm dương. Tiếc rằng mộ phủ tầm bảo lục bị ăn cắp, Kỷ gia dần sa sút. Vô cực chủ thượng lấy Linh Bảo Thiên chắc vì muốn tranh thủ tiến bộ tu vi thêm một bậc trước khi thiên địa đại kiếp nạn đến. Thế ai tu vi đến cảnh giới Niết Bàn đa số nhìn thấy biến đổi chưa đến, biết về đại kiếp nạn sắp tới. Phong Phi Vân không hỏi tiếp, dù sao đây không phải chuyện hắn nên lo. Đối với tồn tại như vô cực chủ thượng, tu vi hiện tại của Phong Phi Vân quá yếu. Ở trong mắt người khác thì Phong Phi Vân không bằng một hạt gạo. Kỷ Hạo Thiên bật cười nói. Ta không nên nói mấy chuyện này với ngươi, tâm sự về tâm nô, tiểu nô đi. Ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Phong Phi Vân nói. Tính cách tâm nô cô nương dịu dàng, lương thiện, có ơn cứu mạng với tại hạ. Tiểu nô cô nương mặc dù tính cách đáo để nhưng không xấu. Phong Phi Vân đột nhiên cảm nhận áp lực khổng lồ đè lên người mình như mảng trời sụp xuống. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm kinh, cộng thêm bất tử phượng hoàng thân mới miễn cưỡng ngăn lại uy lực này. Khí thế Kỷ Hạo Thiên thay đổi, lạnh lùng hỏi. Tại sao ngươi muốn cướp dương thần thái cực quái? Đây chẳng phải là báu vật sao? Có ai không muốn lấy báu vật? Phong Phi Vân biết Kỷ Hạo Thiên lo lắng cái gì, hắn hiểu lý do gã muốn nói chuyện riêng. Dưới núi. Mao Ô Quy và Tất Ninh Soái nằm trong đá lởm chởm nhìn hai người đứng trên đỉnh núi xa xôi. Mao Ô Quy nhỏ giọng nói. Ngươi nói xem Kỷ Hạo Thiên và Phong Phi Vân đang nói chuyện gì. Tất Ninh Soái nhíu mày nói. Chẳng lẽ là gả hai nữ nhi cho Phong Phi Vân? Chết tiệt, cái này chẳng khác nào đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa, dù có muốn tìm nữ tế cũng nên chọn thanh niên tốt như ta đây. Mao Ô Quy trợn to mắt nói. À! Kỷ Hạo Thiên xoay người lại. A, à, khi thấy bộ dạng của Kỷ Hạo Thiên thì Mao Ô Quy nhảy dựng lên, quay đầu bỏ chạy. Mao Ô Quy vừa chạy vừa la làng. Quỷ! Tất Ninh Soái cũng sợ hết hồn, co giò chạy mau hơn Mao Ô Quy. Phong Phi Vân hết hồn nhìn sững sờ. Toàn thân Kỷ Hạo Thiên không có một miếng thịt lành lặn, thân tàn ma dại, như cục than đứng đó. Có chỗ còn đang cháy, lửa tóe ra. Hèn gì Kỷ Hạo Thiên luôn đưa lưng lại, không dám cho người nhìn mặt. Cơ thể Kỷ Hạo Thiên đã tàn tạ như thế, không thành hình. Phong Phi Vân mở miệng nói. Tiền bối. Kỷ Hạo Thiên thều thào. Ta nên chết từ 1.500 năm trước, có thể sống đến bây giờ đã là tham sống sợ chết. Đưa dương thần thái cực quái cho ta. Cơ thể Kỷ Hạo Thiên nhanh chóng khô héo, tan rã trong không khí. Kỷ Hạo Thiên nhận lấy cư cửu quái bào. Lôi dương thần thái cực quái ra,
sử dụng lực lượng cuối cùng tế luyện dương thần thái cực quái thành hai thần đăng. Một cái màu lam một cái màu đỏ, như mặt trời và mặt trăng lơ lửng trong không trung. Kỷ Hạo Thiên giao hai thần đăng cho Phong Phi Vân, cơ thể càng toát ra khí chết chóc, như cục than. Kỷ Hạo Thiên nói, hãy chăm sóc cho bọn họ, nói với họ là lòng ta rất áy náy. Kỷ Hạo Thiên nói xong bước ra một bước vượt ngàn dặm, chân đạp sông núi đất đai như đi trên bản đồ to lớn, từng bước một đi về phương xa. Cuối cùng Kỷ Hạo Thiên biến thành trong hoang dã. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi, hai thần đăng chói mắt lơ lửng quanh thân hắn. Phong Phi Vân thở hắt ra. Thật là một nam nhân chí tình chí nghĩa, tiếc rằng sinh mệnh đến cuối. Người như Kỷ Hạo Thiên dù có ngã xuống cũng sẽ không ngã trước mặt người khác. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô nghe Phong Phi Vân quay về truyền lời thì rất đau buồn. Nam nhân kia là phụ thân của tỷ muội Quý gia, vào phút cuối cuộc đời chạy đến gặp các nàng lần cuối. Tiếc rằng cơ thể Kỷ Hạo Thiên mục giữa không thành hình, chỉ có thể đưa lưng hướng hai nữ nhi rồi rứt áo ra đi, không cho nữ nhi thấy bộ dạng hiện tại của mình. Phong Phi Vân an ủi. Tuy sinh mạng phụ thân các người đã đến cuối nhưng trong cơ thể có dương thần thánh đài, sức sống mạnh mẽ, chưa chắc sẽ chết. Không chừng có ngày sẽ niết bàn trọng sinh, leo lên đỉnh cao khác. Quý Tiểu Nô ngước lên, mắt long lanh nhìn Phong Phi Vân. Có khả năng này không? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Rất có thể. Phong Phi Vân biết khả năng này rất nhỏ, tu sĩ cảnh giới niết bàn có thể đến chết rồi sống lại, mỗi lần niết bàn là lại mạnh hơn một phần. Nhưng ai không dám tùy tiện niết bàn, sai lầm một chút là chết hẳn. Hơn nữa đệ nhất tôn giả dương giới để lại vết thương ngầm trong người Kỷ Hạo Thiên rất đáng sợ, chắc gã cũng từng sinh tử niết bàn nhưng không tiêu trừ nó được. Nghĩa là vết thương này chí mạng, sẽ không được chữa lành sau khi niết bàn. Phong Phi Vân nói mấy câu đó chỉ để an ủi tỉ muội Quý gia. Nghỉ ngơi một lúc sau Kỷ Phong từ biệt Phong Phi Vân, gã quyết định dẫn đệ tử Kỷ gia tạm trốn vào Vạn Vật Tháp. Vạn Vật Tháp được gọi là thánh địa đệ nhất thiên hạ, có nhiều điều bí ẩn, trường tồn cổ xưa. Đại kiếp nạn Phật tu cũng không thể phá hủy thánh địa này, đệ tử Kỷ gia trốn vào Vạn Vật Tháp là lựa chọn tuyệt hảo. Bầy rồng bắt đầu nuốt trời, Nguyên Trung Hoàng phủ bị cuốn vào chiến tranh. Ta đã thấy phương xa máu chảy thành sông, xác chất thành núi đang lan tràn bên này. Long Thương Nguyệt không đi theo đám đệ tử Kỷ gia, nàng mặc áo đen dán sát người vẽ ra đường cong hoàn mỹ. Mắt Long Thương Nguyệt lóe tia sáng đen nhìn không trung, mắt xa xăm như thấy thiên địa cách mấy vạn dặm. Tất Ninh Soái nói, ai, linh thạch đã bị lão bổng tử trộm mất, dù cộng hơn 30 vạn linh thạch của Kỷ gia thì còn lâu mới đến số lượng nữ ma đầu muốn. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ nói, có một chỗ có lẽ gom đủ 200 vạn khối linh thạch. Tất Ninh Soái dùng mình, chắc không phải ngươi định đánh cướp thần linh cung đi, ngươi đi một mình, ta không theo ngươi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Trong thiên hạ chưa chắc thần linh cung giàu nhất, đừng quên ngân câu phiệt. Long hồ 3.000 dặm, bạch ngọc treo ngân câu. Phải rồi, đây là gia tộc thần tài đệ nhất thiên hạ. Ngũ đại vương triều đều có quan hệ làm ăn với bọn họ, được gọi là chỉ cần có người là có tiệm của ngân câu phiệt. Tất Ninh Soái nổi hứng, mắt lấp lánh ánh sáng. Tất Ninh Soái sớm muốn nếm thử ngân câu phiệt nhưng mãi không có cơ hội vào Long hồ. 23 đại quân rất nhanh sẽ xông vào thần đô, khi đó ngân câu phiệt cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Phải lấy linh thạch của ngân câu phiệt trước khi đại quân vây thành. Mắt Phong Phi Vân chứa thứ gì đó, hắn nghĩ đến bóng dáng yêu kiều. Phong Phi Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mao Ô Quy nhảy lên mấy khối đá, mũi hít ngửi tảng đá. Mao Ô Quy sốt ruột đôi khi nhìn đằng trước, cắn tảng đá kêu rôm rốp, cắn vụn tảng đá. Tất Ninh Soái nói. Chắc không phải nó bị trứng chó dại đi. Tất Ninh Soái cách xa Mao Ô Quy, không dám đến gần, sợ bị nó táp chân. VIPVANDAN.VN Chương 1260, con rùa hung dữ. 1. Tiểu tà ma vặc lại. Nó là con rùa, không phải chó. Đạm Đạm ở trong ngực tiểu tà ma sủa gâu gâu, nàng nhíu mày nhéo lỗ tai nó. Đạm Đạm, ngươi là con mèo, học chó sủa làm gì? Hư quá. Mao Ô Quy đi trước dẫn đường, càng đi càng chệch. Mao Ô Quy dẫn mọi người vào một ngọn núi chết chóc, đất đỏ như máu, trong nước có mùi tanh hôi. Cây cối lá cỏ một màu đen, đôi khi thấy khung xương trắng chạy nhanh trong rừng. Tất Ninh Soái bị một sợi dây leo quấn lấy suýt bị siết chết,
may có Long Thương Nguyệt dùng kiếm quyết chặt đứt dây leo. Tất Ninh Soái run bần bật, đè Mao Ô Quy dưới đất, giơ cục đá to đập mai rùa. Tất Ninh Soái nói, con rùa này gian, muốn đưa chúng ta vào vùng đất chết. Mao Ô Quy co đầu vào mai rùa, mặc cho Tất Ninh Soái đập cỡ nào cũng không làm gì được nó. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn tìm kiếm trong ngọn núi chết chóc xám xịt. Rất nhanh Phong Phi Vân phát hiện khí dị tà khổng lồ trong một động phủ bên vách vực, khí dị tà khổng lồ mà khủng bố biến vách núi đỏ như máu tựa tấm gương đỏ. Phong Phi Vân thu tầm mắt về. Là hơi thở của đệ nhất tôn giả dương giới, không ngờ nó trốn đến đây. Phong Phi Vân sợ kinh động đệ nhất tôn giả dương giới. Đệ nhất tôn giả dương giới cướp linh bảo thiên nhưng bị Kỷ Hạo Thiên trọng thương, suýt chết. Đệ nhất tôn giả dương giới chạy vào ngọn núi chết chóc này, nhờ vào khí tử vong dưỡng thương. Mao Ô Quy ngửi được mùi đệ nhất tôn giả dương giới nên mới tới chỗ này. Nghe tên đệ nhất tôn giả dương giới, Tất Ninh Soái run tay lấy huyết nhân thần quán ra. Tất Ninh Soái sử dụng lực lượng linh khí tứ phẩm che giấu hơi thở của mọi người. Mao Ô Quy bò ra khỏi đống đất bùn. Vô dụng, chắc chắn nó biết chúng ta đến. Mới rồi Mao Ô Quy bị Tất Ninh Soái đánh lún vào bùn đất, vùng vẫy một hồi lâu mới bỏ ra. Con rùa này bụng dạ khó lường, phải bắt nó nấu canh mới được. Tất Ninh Soái rất muốn bỏ Mao Ô Quy vào huyết nhân thần quán, gác trên đống lửa nấu chín. Mao Ô Quy nói, hiện tại nó bị thương nặng, là cơ hội tốt nhất tiêu diệt nó. Nếu chờ nó lành vết thương thì người thứ nhất bị xử là chúng ta. Trong rừng cây chết chóc âm u vọng ra tiếng cười âm trầm, thanh âm có ma lực hút hồn người. Không uổng là nghĩa phụ, hiểu rõ tan hất. Người Phong Phi Vân phát ra Phật quang thần thánh, muôn vàn Phật ảnh tịnh hóa tà khí, giảm thấp nhất lực ảnh hưởng từ thanh âm của đệ nhất tôn giả dương giới. Tu vi của Phong Phi Vân cao nhất trong đám người nên cảm giác mãnh liệt nhất, hắn chặn lại một nửa áp lực từ đệ nhất tôn giả dương giới. Nó thật sự bị thương. Nhưng sao ta cảm thấy nó cố ý dụ chúng ta đến? Phong Phi Vân cảm giác như có ngọn núi đè lên người mình, tà lực này có thể ăn mòn kim tàm Phật khí, làm đôi tay hắn dần khét đen. Bộ dạng Phong Phi Vân giống y như trạng thái Kỷ Hạo Thiên, tà lực xâm nhập cơ thể. Bảy khối xương phượng trên người Phong Phi Vân cùng tỏa sáng thành bảy quả cầu lửa đốt cháy, máu sôi sục, thiêu sạch tà lực. Tay Phong Phi Vân trắng trở lại. Đệ nhất tôn giả dương giới cười sang sảng, khen rằng. Không uổng là nhi tử của yêu ma. Mai rùa trướng lên, càng lúc càng cao, cao đến hơn 30 thước biến thành cái chuông cổ. Chuông bay ngang đè nát vùng núi, đụng vào vách đá màu đỏ phát ra tiếng chuông kinh thế. Vách đá tỏa sáng đỏ rực, nhưng không ngăn được chuông cổ va chạm. Vách đá nứt li ti, sụp đổ, một bóng xám bay ra, lơ lửng trên đỉnh sơn mạch tử vong. Da trắng bệch, tóc dài hơn 10 trượng, sợi tóc che kín mặt, không thấy rõ hình dạng. Cái bóng dữ tợn tựa hồn ma trong đêm hè, miệng phát ra thanh âm làm người ta rùng rợn. Tính tình của nghĩa phụ vẫn kém như vậy, mới gặp đã định đánh ta. Nghĩa phụ nghĩ ta còn là ta trước kia sao? Đệ nhất tôn giả dương giới thật sự được một con rùa nuôi lớn. Nếu người đời biết ngã ít hụ của đệ nhất tôn giả dương giới là một con rùa sẽ cười rụng răng, trò đùa lớn nhất thế giới. Lão phu muốn đánh ngươi thì sẽ đánh. Mao Ô Quy dựng đứng, người tỏa ánh sáng trắng vô tận, lấp lánh trong suốt như cơ thể làm bằng thần ngọc. Mai rùa đan xen thành bức tranh cổ xưa liên kết với ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ mà thần kỳ, nó như biến thành thần quy. Cái cổ Mao Ô Quy đã dài nay càng dài ra, mọc vảy như có con rắn khoanh tròn trên mai rùa, thần quang lấp lánh trên đầu. Miệng Mao Ô Quy phun ra cột sáng khiến ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Xé mặt đất rách một đường kinh khủng lan tràn ra xa đến ngoài ngàn dặm. Vết nứt rộng nhất cỡ mấy vạn thước, đứng từ đầu này không thấy đầu kia. Trong vết nứt chảy ra dung nham. Đệ nhất tôn giả dương giới bị cột sáng đánh gờ bào rú liên hồi, cơ thể rách thành bảy phần bay bảy hướng, té xuống đất thủng một lỗ to như có thiên thạch rơi xuống đất. Tất Ninh Soái đứng bên đất nứt, mới rồi chỗ này là ngọn núi chết chóc nhưng bây giờ thành con sông rộng, hơi nóng bốc lên làm đen của gã nóng ran. Má ơi, con rùa này bạo lực quá. Tay Tất Ninh Soái còn cầm tảng đá, mới rồi gã dùng cục đá đập mai rùa. Tất Ninh Soái nghĩ lại mà kinh, vội ném cục đá xuống con sông dung nham, chớp mắt cục đá bị hòa tan. Quý tiểu nô nói, đó là Mao Ô Quy ao. Tỷ,
sao ta thấy nó giống cổ thần thú? Quý tiểu nô ở chung với Ma Ô Quy lâu nhất, hiểu rõ bản tính con rùa. Quý tiểu nô chưa từng thấy Ma Ô Quy trở nên lợi hại như vậy, chắc nó dư sức cõng một tòa núi thần. Phong Phi Vân sớm mặc vào bốn thần y, lực lượng cực kỳ khủng bố. Phong Phi Vân thuận tay nhận lấy huyết nhân thần quán lao một hướng, dẫn động uy lực chấn thế sát binh đánh ra cột máu siêu kinh khủng vào hố đen đường kính 80 thước. Uy lực huyết nhân thần quán cực kỳ khủng bố, chớp mắt luyện mặt đất thành dung nham, biến thành biển dung nham. Grao, nhi tử của yêu ma, chỉ bằng vào ngươi mà mơ giết ta. Ta bất tử bất diệt. Khối da người bay ra khỏi dung nham, chỉ có một góc nhưng chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo, đóng băng dòng sông. Da người lóe tia sáng, trên bầu trời rơi xuống bông tuyết. Tuyết rơi thật nhiều, một tòa núi băng ngưng tụ đánh bật huyết nhân thần quán lại. Sóng máu xô đẩy, một giọt máu nhỏ xuống biến mặt đất thành đất tà không mọc một cọng cỏ. Ma Ô Quy một kích xé đệ nhất tôn giả dương giới thành 7 miếng, đây chỉ là một phần trong đó nhưng vẫn rất đáng sợ. Phong Phi Vân lấy chấn thế sát binh ra chỉ miễn cưỡng ngăn cản. Đệ nhất tôn giả dương giới dù gì là tồn tại ngang hàng với thiên thần, dị hình vương, dù nó bị thương nặng, bị xé thành 7 phần nhưng mỗi phần có lực lượng giết chân nhân. Đây là sự cường đại của cường giả cái thế. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, chân đạp luân hồi tật tốc, cơ thể phát ra tiếng sấm ầm ầm. Phong Phi Vân sử dụng huyết nhân thần quán đánh với một góc da người, đánh tới trời sụp đất nứt, núi cao sụp đổ. Mỗi một hơi thở rơi xuống là dưới đất sẽ sinh ra hồ nước dung nham. VIPVANDAN.VN Chương 1261, con rùa hung dữ. 2. Tất Ninh Soái lấy chấn thế sát binh khác ra, là Minh Băng Trác, báu vật chấn tộc của Bắc Minh Phiệt. Tất Ninh Soái hợp sức với Long Thương Nguyệt, Tiểu Tà Ma, tỷ muội Quý Gia miễn cưỡng sử dụng chấn thế sát binh bảo vệ mình. Cơ thể Ma Ô Quy biến to như ngọn núi, người tỏa thần hà bảy sắc, đại chiến với 6 khối da người. 6 khối da người muốn ngưng tụ thành một thể nhưng luôn bị Ma Ô Quy dùng chuông đánh tan, không cho chúng nó cơ hội ngưng tụ. Bởi vì sau khi 6 khối da người ghép lại sẽ càng đáng sợ hơn. Ma Ô Quy hét to. Nó là một thái hư bất tử dị, chỉ có thiên nhất thánh bình mới chấn áp được nó. Phương xa Phong Phi Vân nghe câu này vội lấy thiên nhất thánh bình ra, nhưng giọng Diêm Vương vang lên. Thu vào đi, thu vào đi. Thu sinh linh càng cường đại thì lực lượng của ta sẽ càng mạnh. Thiên nhất thánh bình không thể luyện hóa Diêm Vương, sau khi thu dị tà vào sẽ bị nó cắn nuốt, lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Nếu để lực lượng của Diêm Vương tăng đến trình độ nhất định không chừng sẽ phá bình bay ra. Ngươi đừng mơ. Phong Phi Vân cất lại thiên nhất thánh bình, lấy quan tài cổ hoàng thạch ra, quan tài xa xưa, hoa văn đồ đằng trên bề mặt đã mơ hồ. Quan tài toát ra hơi thở âm u khiến người sợ hãi. Đây là quan tài cổ dùng một cái xương đùi Diêm Vương trao đổi với binh tiễn thi động, nghe đồn lai lịch của nó có thể ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ thạch khí, từng chôn thủ lịch một bộ lạc, chứa lực lượng không thể đo lường. Ma Ô Quy kinh ngạc nói. Là quan tài kia. Mai rùa càng rực rỡ hơn, dường như Ma Ô Quy từng thấy quan tài. Phong Phi Vân biết thứ chứa trong quan tài cổ siêu đáng sợ nhưng vẫn mở nắp ra, chỉ mở một chút mà khí lạnh suýt đông đá hắn. May mắn Phong Phi Vân mặc hồng loan hỏa thường. Thanh âm chói tai phát ra từ quan tài, có thứ gì bên trong nghiến răng. Thanh âm vang vọng mảnh đất này, ai nghe được thanh âm sẽ cảm thấy xương tê dại, như bị người bóp cổ. Vù 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 vù. Quan tài chậm rãi di chuyển, nắp chậm rãi mở ra. Bên trong bắn ra ánh sáng mông lung, quan tài như chứa cả vũ trụ. Tà khí khổng lồ lao ra ngoài, hút tấm da người vào trong. Bùm 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 bùm. Quan tài rung lắc dữ dội, đệ nhất tôn giả dương giới gào thét thảm thiết như bị ai cắt cổ. Rất nhanh quan tài yên lặng, đệ nhất tôn giả dương giới ngừng hét. Khí mông lung vẫn tràn ra ngoài, thanh âm như có quỷ gào rú. Mọi người nín thở, không dám nhúc nhích, quan tài hoàng thạch này thật đáng sợ, giết chết đệ nhất tôn giả dương giới bất tử bất diệt, tuy chỉ là một phần bảy tấm da người nhưng đã rất kinh khủng. Phật quang màu vàng bao phủ toàn thân Phong Phi Vân. Phật quang ngưng tụ thành hai bàn tay vàng nâng quan tài hoàng thạch lên bay hướng Ma Ô Quy, 6 tấm da người. Tía nó, mở ra thật sao? Ma Ô Quy rút nhỏ lại thành rùa con màu trắng, rơi xuống đất, lặn vào bùn đất. Ma Ô Quy trốn rất nhanh. 6 miếng da đệ nhất tôn giả dương giới không may mắn như vậy,
bị lực lượng trong quan tài cổ hoàng thạch kéo vào. Đệ nhất tôn giả Dương Giới không cam lòng, nhưng nó không ngăn cản lực lượng đó được. Rầm, nắp quan tài đóng lại, rung bần bật, tiếng gào rú vọng ra. Mao Ô Quỳ bò ra khỏi mặt đất, tay ôm quyển thẻ tre cổ xưa, giáo giác tìm Phong Phi Vân. Ủa, Phong Phi Vân đâu? Tất Ninh Soái lắp bắp. Hình như bị tóc, đệ nhất tôn giả Dương Giới quấn kéo vào quan tài. Tất Ninh Soái chỉ vào quan tài hoàng thạch, trốn thật xa, chân đạp mai rùa trượt té xuống đất. Ngay giây phút Phong Phi Vân bị kéo vào quan tài hoàng thạch thì rất muốn chửi thề. Tóc đệ nhất tôn giả Dương Giới như xích thần, mỗi sợi mang theo lực lượng chém trời, không thể cắt đứt. Phong Phi Vân bị đệ nhất tôn giả Dương Giới lôi tuột vào thái hư dị. Đệ nhất tôn giả Dương Giới lên tiếng. Muốn giết ta, vậy đồng quy vô tận đi. Thanh âm chứa ma lực đáng sợ, nếu Phong Phi Vân không tu luyện kim tàm kinh, có thể tịnh hóa lực lượng này thì đã bị chấn vỡ ra mấy mảnh. Không gian trong quan tài hoàng thạch không nhỏ hẹp mà bao la, không thấy đáy, không thấy giới hạn là đâu. Trước mắt là ánh sáng mờ mịt, các sợi xích thô to. Rào rào, rào rào. Dây xích lắc lư, tận cùng sợi xích thò ra móng vuốt khổng lồ đẫm máu chộp góc ra người cuối cùng. Đệ nhất tôn giả Dương Giới gào la cầu cứu, nhưng mặc cho nó tung ra các loại thần thông đều vô dụng. Thanh âm nhỏ dần, tiếng cắn nuốt cực kỳ chói tai, tiếng nghiến răng ken két. Phong Phi Vân cầm huyết nhân thần quán, vận chuyển thần binh này đến cực độ. Cảm giác nguy hiểm tưởng tượng trong lòng Phong Phi Vân. Trong quan tài hoàng thạch nhốt cái gì? Thứ đó siêu mạnh. Rào rào, rào rào. Sợi xích lại đong đưa, móng vuốt đẫm máu chộp hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác như bầu trời đỏ máu đè đầu mình, không thể trốn thoát. Phong Phi Vân vẫn dốc hết sức sử dụng huyết nhân thần quán, huyết khí cuồn cuộn trong thần quán, đầy tà khí. Huyết nhân thần quán tế luyện bằng đầu của Diêm Vương, có uy lực đặc biệt. Bàn tay khổng lồ đẫm máu cảm giác hơi thở của Diêm Vương thì khựng giữa không trung rồi tiếp tục đè xuống. Trong khi bàn tay khựng lại một giây, Phong Phi Vân liền thi triển luân hồi tật tốc trốn nhanh ra khỏi phạm vi bàn tay máu chấn áp. Phong Phi Vân bay dọc theo sợi xích, trong đầu xoay chuyển nhanh các cách ứng đối, tìm cách chạy trốn. Đây là tồn tại có thể tùy ý chấn áp đệ nhất tôn giả Dương Giới, Phong Phi Vân ngừng lại một giây là sẽ gặp sát kiếp. Phải rồi, Diêm Vương. Dường như nó nhận ra hơi thở của Diêm Vương. Phong Phi Vân nhớ lúc quan tài hoàng thạch mở ra là Diêm Vương hù nó lùi về. Lần này khi đối diện huyết nhân thần quán thì móng vuốt khựng lại, chứng minh nó e ngại Diêm Vương. Phong Phi Vân lấy Thiên Nhất Thánh Bình ra, chưa mở miệng hỏi Diêm Vương đã giành nói trước. Nhảy vào bình quy đi, có lẽ ngươi còn một cơ hội sống. Đùa chắc. Miệng Phong Phi Vân nói vậy nhưng vẫn biến thành luồng sáng trắng bay vào Thiên Nhất Thánh Bình. Hết cách, Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác. Móng vuốt đẫm máu đã đè xuống, nếu Phong Phi Vân do dự thêm một bê thú là giờ đã bị chấn áp chết. Cơ thể Phong Phi Vân không chìm xuống đáy Thiên Nhất Thánh Bình. Khí lạnh băng giá ập vào mặt hắn. Một luồng sáng xanh bay ra khỏi đan điền của Phong Phi Vân, biến thành thanh đồng cổ thuyền. Thuyền cổ có lực lượng kỳ lạ, dù không kích hoạt thì nó vẫn có thể ngăn cản khí lạnh gần như luyện hóa thương sinh. Thiên Nhất Thánh Bình là chí bảo có thể dung luyện quỷ hồn, hoàn cảnh bên trong khắc nghiệt, nhân loại không thể sinh tồn. Chỉ có tồn tại đặc biệt như Diêm Vương là không bị Thiên Nhất Thánh Bình luyện hóa. Bốn phía tối đen, cực kỳ lạnh lẽo. Hồng loan hỏa thường trên người Phong Phi Vân bị áp chế, lửa mỏng manh. Vù 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 vù. Gió lạnh thổi qua. Đây là không phải gió lạnh bình thường, nó là âm sát phong có thể thổi núi sắt thành hạt cát. VIPVANDAN.VN Chương 1262, trốn, ta lại trốn. Phong Phi Vân mặc bốn thần y mới ngăn được âm sát phong. Vào Thiên Nhất Thánh Bình, Phong Phi Vân có khá nhiều thời gian. Phong Phi Vân vội lấy kim Phật cao 99 thước ra, mở cánh cửa thiên quốc, nhảy vào con đường đi thông thiên quốc. Ngay khi Phong Phi Vân vào thiên quốc thì một bàn tay Diêm Vương xẹt qua ra đầu hắn, suýt đánh nát xương sọ. Nguy hiểm quá! Phong Phi Vân sờ lỗ máu trên đầu, bài trừ tà khí Diêm Vương ra khỏi cơ thể. Phong Phi Vân cười nói với bên ngoài đường hầm thiên quốc. Mới rồi ta không có thời gian lấy cánh cửa thiên quốc ra, người nghĩ ta sẽ mắc mưu sao? Giọng Diêm Vương cực kỳ độc ác. Ha 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 ha. Vậy ngươi ở lại thiên quốc suốt đời đi.
Diêm Vương rất hận Phong Phi Vân, một chưởng vỗ vào kim Phật cao 99 thước phát ra tiếng leng keng như sấm nổ. Diêm Vương muốn đánh nát cánh cửa, nhốt Phong Phi Vân trong thiên quốc. Giờ phút này, Phong Phi Vân ngồi trên lưng linh điểu chín đầu bay trên mặt biển Tây Hải thiên quốc. Phong Phi Vân nằm trên lưng chim, hít sâu. Phong Phi Vân không sợ Diêm Vương tiêu diệt kim Phật, bây giờ lực lượng của nó có hạn. Lùi một vạn bước dù chân thân Diêm Vương trong thời kỳ đỉnh cao chưa chắc có thể hủy được kim Phật. Đây là thứ Phật tàm tử tế luyện, nếu dễ dàng bị đánh nát vậy thôi lấy một cục đá làm cánh cửa thiên quốc cho xong. Mới rồi chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cực kỳ mạo hiểm, có mấy lần Phong Phi Vân lướt qua thần chết. Phong Phi Vân bị đẩy vào quan tài hoàng thạch, rồi nhảy vào thiên nhất thánh bình, sau đó trốn vào thiên quốc. Nguyên quá trình xảy ra trong thời gian ngắn. Chậm một giây nào là Phong Phi Vân chết trong quan tài hoàng thạch. Bệ Ngạn lão tổ lắc đầu, nói. Một quan tài, cổ quan tài hoàng thạch, chưa từng nghe nói. Đây là tồn tại già đến sắp sụng răng, ngồi xếp bằng trên Phật đài, tu vi rất đáng sợ. Nếu không phải không thể rời khỏi thiên quốc thì Bệ Ngạn lão tổ đã oai phong một cõi ở bên ngoài. Phong Phi Vân không hy vọng vào linh thú Phật tu này biết lai lịch quan tài hoàng thạch. Dù sao nó luôn ở trong thiên quốc chưa từng ra ngoài. Phong Phi Vân tìm Bệ Ngạn lão tổ trước bởi vì tu vi của nó cao nhất thiên quốc, muốn nhờ nó ra tay mở mấy miếu cổ để lại từ vạn năm trước, nhìn xem có thể tìm mấy Phật binh cường đại trong miếu cổ không. Đồn rằng lúc thiên quốc phồn vinh nhất có 3.000 chân Phật, những chân Phật này dù đã chết sạch nhưng động phủ, miếu cổ bọn họ tu luyện vẫn còn đó. Không chừng bên trong có Phật binh vô thượng trấn áp Chu Tà. Khiến Phong Phi Vân thất vọng là Bệ Ngạn lão tổ không chịu giúp, vì linh thú Phật tu từng thề rằng không thể tự tiện vào miếu cổ, không được phá hoại trận pháp cổ Phật để lại, phá hỏng truyền thừa của cổ Phật. Mọi thứ phải chờ người có duyên đến lấy. Phong Phi Vân cảm thấy mấy linh thú Phật tu cổ hủ cứng nhắc, nhưng đôi khi lại cho rằng chúng nó rất có nguyên tắc, hơn cả tu sĩ nhân loại. Chúng nó sẽ không tùy ý cướp tài phú của người khác, không trái lời thề. Nói thật là điều này khá đáng yêu. Nếu đám linh thú Phật tu không giữ nguyên tắc thì thiên quốc sẽ không bình yên như vậy, những miếu cổ, động phủ đã chẳng giữ đến bây giờ. Phong Phi Vân thầm quyết tâm tương lai phải phát triển thiên quốc thành mảnh đất lành, không để người bụng dạ xấu xa đi vào. Phong Phi Vân hỏi Bệ Ngạn lão tổ tình huống khai thác linh thạch thế nào, biết mọi chuyện thuận lợi thì từ biệt rời đi. Phong Phi Vân ra khỏi Bỉ Ngạn Phật Sơn, nghe hương hoa trong núi rừng, nhìn non xanh nước biếc phương xa. Các linh thú Phật tu khoác cả xa bay đến. Nếu không phải bên ngoài còn một đống chuyện rắc rối cần giải quyết, Phong Phi Vân rất muốn ở mãi trong thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết. Nếu Bệ Ngạn lão tổ không chịu giúp vậy ta đành tự mình ra tay. Mặc kệ thế nào Phong Phi Vân phải ra ngoài, muốn đi ra hắn cần vượt qua hai cửa ải, một là Diêm Vương, hai là quan tài hoàng thạch. Diêm Vương chưa cứng cánh, vượt ải này không khó. Nhưng tồn tại trong quan tài hoàng thạch siêu nguy hiểm, sơ sẩy một cái là sẽ chết không chỗ chôn. Trong thiên quốc giữ lại miếu cổ được trận pháp chân Phật bảo vệ. Có trận pháp cực kỳ kinh khủng, tuy Phong Phi Vân có tạo nghệ trận pháp rất cao nhưng không dám dễ dàng đụng vào. Phong Phi Vân chọn xuống tay với miếu cổ có trận pháp bảo vệ yếu một chút. Trong 10 ngày Phong Phi Vân xông vào 6 miếu cổ. Trong các miếu cổ có nhiều điển tịch Phật tu, mỗi quyển điển tịch đối với Phật tu là chân phẩm quý giá. Nhưng với Phong Phi Vân thì không đáng một đồng. Phong Phi Vân tìm được nhiều Phật đan, nhưng dược khí đã bị tiêu hao hết trong thời gian dài dặc, vừa mở bình ra đan đã biến thành tro bụi. Phong Phi Vân tìm được khá nhiều Phật binh, nhưng cái lợi hại nhất tương đương với linh khí tam phẩm, chưa thấy Phật binh cường đại nào. Vì có trận pháp bảo vệ, chưa ai xông vào phá hoại nên linh thảo, linh hoa mọc rất nhiều bên ngoài miếu cổ. Linh thảo ngàn năm tuổi có khắp nơi. Phong Phi Vân thậm chí thấy linh dược quý hiếm gần vạn năm. Mỗi miếu cổ là dược viên khổng lồ, hàng vạn năm không ai khai thác. Linh thảo ngàn năm như cỏ dại ven đường thấy khắp nơi. Tuy nhiên bây giờ Phong Phi Vân không có hứng thú với linh thảo, linh hoa. Phong Phi Vân sốt ruột đi ra ngoài, đã qua 10 ngày, trời biết tình huống bên ngoài thế nào. Chờ sau này có cơ hội Phong Phi Vân sẽ quay lại thiên quốc khai thác, khi đó bán linh thảo bằng ký. Bán từng ký linh thảo ngàn năm chắc chắn sẽ làm phiệt chủ của ngân câu phiệt sùi bọt mép. Xem Ráp Hải đi tòa miếu cổ tiếp theo. Phong Phi Vân đi ra núi báy bốc hơi linh khí, biến thành luồng sáng lao nhanh ra thiên ngoại. Trong thiên quốc chia làm cửu châu thập nhị hải. Mỗi châu mênh mông,
to hơn khu vực Thần Tấn Vương triều gấp mấy chục lần. Phong Phi Vân đáp xuống một ngọn núi tiên, đỉnh núi tràn đầy cung điện, miếu thờ. Nhiều miếu thờ lơ lửng trong không trung, hà quang bảy sắc bắn ra từ miếu thờ, rất bất phàm, như thần miếu thiên cung trong truyền thuyết. Giọng thiếu nữ vang lên dưới núi tiên. 10 ngày qua lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp đệ tử ngự thú trai. Phong Phi Vân chợt nhớ bên cạnh núi tiên này có một sơn cốc, Phù Thanh Họa xây dựng sơn môn trong sơn cốc đó. Phong Phi Vân giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho Vu Thanh Họa chăm sóc, tin tưởng bây giờ Nạp Lan Tuyết Tiên cũng sống trong sơn cốc này. Tuổi thọ Nạp Lan Tuyết Tiên trôi quá nhanh, lân quả mấy ngàn năm tuổi chỉ giúp tinh khí trong cơ thể nàng không sói mòn. Muốn phục hồi tuổi thọ, dung mạo thì đành dựa vào chính Nạp Lan Tuyết Tiên khổ tu. Hiện giờ Phong Phi Vân không muốn tiếp xúc nhiều với đệ tử ngự thú trai, hắn bay lên núi tiên. Phong Phi Vân mới đến vòng ngoài thì gặp trận pháp cực kỳ phức tạp. Từng hoa văn trận pháp nổi trong không trung, vô hình vô sắc, sơ sẩy một cái là đụng vào, dẫn đến lôi kiếp. Ầm, tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống, xẹt qua cánh tay Phong Phi Vân, suýt chém gãy tay hắn. VIPVANDAN.VN Chương 1263, tiếng chim thó trong núi tiên. Đây không phải trận pháp chân nhân bình thường bày ra, nó không chỉ bảo vệ miếu cổ còn kèm theo sức công kích. Tòa miếu cổ này không tầm thường, chỉ vòng ngoài đã có trận pháp cường đại như thế ngăn cách. Đài sen độ trận. Phong Phi Vân xòe tay ra, vô số tia sáng vàng bắn ra ngưng tụ thành đài sen nổi trong không trung. Hoa văn đan sen trên đài sen, Phong Phi Vân đáp xuống đài sen xuyên qua trận văn, bay vào dược viên. Nơi này ở giữa sườn núi tiên, một dược viên khổng lồ. Kim tuyến thảo 1 vạn năm tuổi. Phong Phi Vân nhìn gốc linh thảo màu vàng phía xa. Bộ dạng như dây leo, lá to cỡ quạt bồ, tỏa ánh sáng màu vàng như thần đằng dung luyện bằng hoàng kim. Đây là linh thảo 1 vạn năm tuổi, báu vật vô giá, có thể làm linh đan cửu phẩm. Trong Thần Tấn Vương triều, linh đan ngũ phẩm đã là rất hiếm thấy, linh đan lục phẩm chỉ tồn tại trong sách cổ. Linh đan cửu phẩm là vật trong truyền thuyết. Kim tuyến thảo 1 vạn năm tuổi làm linh đan cửu phẩm, có thể thấy giá trị lớn lao nhường nào. Không chỉ một gốc. Phong Phi Vân thấy tận 3 gốc kim tuyến thảo 1 vạn năm tuổi. Có nhiều kim tuyến thảo hơn, mấy ngàn năm tuổi, nhưng so với kim tuyến thảo 1 vạn năm tuổi thì kém cỏi hơn nhiều. Đây chỉ là một góc dược viên. Trong dược viên bài bố nhiều trận pháp cường đại, có linh tuyền tưới. Phong Phi Vân đi dọc theo linh tuyền, thấy một số linh dược hiếm quý, đã thấy 16 gốc 1 vạn năm tuổi. Ở bên ngoài kiếm 1 gốc còn khó. Thật là một tòa bảo địa. Không biết chủ nhân trước kia của miếu cổ này là tồn tại gì mà gieo trồng nhiều bảo dược như thế. Phong Phi Vân cảm thán thổn thức, nếu không phải bây giờ hắn không cần linh dược tăng cao tu vi thì hắn không ngại nhổ sạch linh dược. Có hơi thở con người. Linh giác của Phong Phi Vân rất nhạy, phát hiện bên cạnh dược viên có hơi thở nhân loại đi ngang qua, còn là mới đây. Nhân loại trong thiên quốc sớm chết hết, tại sao chỗ này có hơi thở người được? Chẳng lẽ là đệ tử ngự thú trai? Không đúng, trong ngự thú trai tu vi cao nhất là Vu Thanh Họa, với tu vi của nàng tuyệt đối không phá nổi trận pháp bảo vệ dưới núi. Phong Phi Vân rất khó hiểu, lần theo hơi thở sót lại dưới đất. Phong Phi Vân xuyên qua dược diền, đi qua rừng rậm linh thụ leo lên đỉnh núi, rất nhanh đến một tòa miếu cổ, thấy một bóng áo xanh. Nữ nhân đội mũ trắng ngồi ở một góc miếu cổ, tu luyện nhờ vào đèn Phật bảy sắc trong miếu cổ, dường như nàng đang tu luyện cổ điển Phật môn cao sâu. Phong Phi Vân chỉ liếc sơ đã nhận ra nàng. Tại sao Nạp Lan Tuyết Tiên xuất hiện tại đây? Phải rồi, chắc là Tử Nhục Hòa Thượng mở trận pháp bảo vệ dưới núi mang nàng đến đây. Chỗ này có đèn Phật bảy sắc do cổ Phật để lại, có vô số linh dược, có một linh tuyền, là vô thượng bảo địa dành cho tu luyện. Phong Phi Vân thầm suy tư, đột nhiên Nạp Lan Tuyết Tiên trong miếu cổ tu luyện xong, thu về Phật khí, đi ra ngoài. Nạp Lan Tuyết Tiên hái một ít linh dược quý hiếm trong dược viên. Ví dụ huyết chi 4.000 tuổi, tử sâm 3.000 năm tuổi. Những linh dược này có dược lực ôn hòa nhất, thích hợp cho Tử Nhục Hòa Thượng dùng. Với trạng thái cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên bây giờ nếu dùng linh dược phẩm cấp cao hơn sẽ gây ra tác dụng phụ. Nạp Lan Tuyết Tiên hái nhân sâm tím trong dược viên như nhổ củ cải. Nạp Lan Tuyết Tiên xắn tay áo, rất vất vả kéo mãi mà không nhổ sâm lên được. Các tử sâm này mọc mấy ngàn năm, nối với mạch lạc dưới đất. Lẩm bẩm dù phát hiện chúng nó cũng không thể rút tử sâm khỏi đất bùn. Bùm!
vì Nạp Lan Tuyết Tiên gồng sức quá mạnh, mặc dù thành công nhổ tử sâm, kích cỡ khá to, tỏa sáng rực rỡ nhưng nàng mất thăng bằng té ngửa trong dược điền, người vùi trong linh dược. Phong Phi Vân bật cười. Xì. Nạp Lan Tuyết Tiên rất tức giận, nàng bò dậy, miệng lầu bầu như đang phàn nàn đất dược điền quá cứng. Nạp Lan Tuyết Tiên lại nhảy nửa ngày rồi xách bảo sâm màu tím đi tới bên linh thuyền rửa sâm. Bảo sâm này 4.000 năm tuổi, dài một thước, mơ hồ có hình người. Nạp Lan Tuyết Tiên vén váy ngồi bên cạnh linh thuyền, ôm đầu tử sâm nhe răng khảnh cắn như con thỏ gặm cà rốt. Nạp Lan Tuyết Tiên ăn nửa khúc sâm thì no, ánh sáng tím bao phủ người nàng, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Nạp Lan Tuyết Tiên như biến thành gốc tiên dược. Nạp Lan Tuyết Tiên đặt nửa khúc tử sâm lên tảng đá, vén váy ưu nhã ngồi bên bờ linh thuyền, vươn hai tay trắng non múc nước uống. Đây là linh thuyền thật, dùng để tới linh thảo vạn năm. Người bình thường uống một ngụm có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Phong Phi Vân đứng trên cây cầu đá xanh gần đó, nhặt một cục đá ném vào linh thuyền. Bì bõm! Cục đá rơi vào linh thuyền vẩy bọt nước, làm ướt áo Nạp Lan Tuyết Tiên. A, ai vậy? Nạp Lan Tuyết Tiên ngước đầu lên, xuyên qua vải trắng thấy Phong Phi Vân đứng trên cây cầu đá. Tên này đang cười nham nhở nhìn nàng. Nạp Lan Tuyết Tiên run rẩy, cắn môi, hai tay vén váy chạy hướng miếu cổ. Lúc chạy Nạp Lan Tuyết Tiên không quên chộp nửa khúc tử sâm, nàng không muốn thấy Phong Phi Vân chút nào. Nhưng Nạp Lan Tuyết Tiên đụng vào ngực Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên vội ấn mũ trắng trên đầu, xoay người lại, sốt ruột dậm chân. Không cho nhìn. Phong Phi Vân nói. Ta không nhìn. Nạp Lan Tuyết Tiên càng nóng nảy hơn. Xạo, ngươi tu luyện thiên nhãn thông, có thể nhìn xuyên qua khăn che mặt của ta. Nạp Lan Tuyết Tiên thấy đau chán, tại mới rồi đụng vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vuốt vai Nạp Lan Tuyết Tiên. Ta không cần dùng thiên nhãn thông, nàng không cho xem thì ta sẽ không nhìn. Nạp Lan Tuyết Tiên như con thỏ nhỏ nhát gan bỏ chạy, trốn vào miếu cổ, đóng kín cánh cửa, cơ thể chặn cửa lại. Nạp Lan Tuyết Tiên hỏi. Sao ngươi biết ta ở đây? Giọng Nạp Lan Tuyết Tiên trẻ tuổi hơn nhiều, xem ra đoạn thời gian gần đây nàng được nhiều ích lợi, tu vi tiến bộ bước dài, tăng tuổi thọ nhiều. Phong Phi Vân đứng ngoài miếu cổ nói. Ta chỉ đi ngang qua. Nạp Lan Tuyết Tiên hơi thất vọng. À, thì ra là đi ngang qua. Phong Phi Vân chợt nhận ra hắn lỡ mồm, đổi đề tài. Gần đây tu hành thế nào? Nạp Lan Tuyết Tiên trả lời. Cũng được. Phong Phi Vân nói. Nếu không có chuyện gì thì, ta đi trước. Nạp Lan Tuyết Tiên ậm ừ. Đi đi. Ừm. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn miếu cổ, sau đó dọc theo linh tuyền leo lên đỉnh núi. Miếu cổ này rất bất phàm, không chừng có Phật binh siêu cường đại để lại. Trong không trung trên đỉnh núi lơ lửng một tòa miếu thờ, vô cùng thần dị, cảm giác thần thánh khó tả. Phong Phi Vân lần mò trận văn dưới đất, phá trận pháp, nhíu mày nhìn sau lưng mình. Phong Phi Vân cười nói. Ra đi. Nạp Lan Tuyết Tiên không tình nguyện vòng ra tảng đá, cúi đầu, ngón tay cuộn lọn tóc. Đại Hòa Thượng bảo không được lên đỉnh núi, trận pháp chỗ đó rất đáng sợ, Hòa Thượng không phá được. Phong Phi Vân đứng trên núi, tràn đầy tự tin nói. Hắn không phá được nhưng ta có thể. VIPVANDAN.VN Chương 1264, Hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. 1. Cường giả vũ hóa cảnh bày trận pháp còn bị Phong Phi Vân phá chứ nói gì trận pháp trong miếu cổ. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng không làm khó được Phong Phi Vân. Rốt cuộc ngươi đến đây vì cái gì? Nạp Lan Tuyết Tiên mím môi. Đại Hòa Thượng nói bên ngoài sắp xảy ra biến cố lớn, nguyên thần Tấn Vương Triều có lẽ không còn tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không lo cho an toàn của Thái Vi Nữ Thần? Làm sao Phong Phi Vân không lo? Hắn im lặng nửa ngày rồi kể thật cho Nạp Lan Tuyết Tiên nghe. Phong Phi Vân kể xong hàng loạt biến cố, mỉm cười nói. Bởi vậy không phải ta không muốn đi ra ngoài mà là không ra được. Phong Phi Vân tiếp tục lên đỉnh núi tiên, Nạp Lan Tuyết Tiên chậm rãi theo sau lưng hắn. Hai người mất hai ngày, phá 27 đại trận chân nhân mới đến miếu cổ trên đỉnh núi, có vài lần rất nguy hiểm. Lực lượng trận pháp đánh bị thương Phong Phi Vân, có lần hắn bị công kích xỉu. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn Phong Phi Vân mình đầy vết thương. Khi nào ngươi mới chịu bỏ tật vô sỉ? Phong Phi Vân ngoái đầu người, Phật quang lấp lánh, chớp mắt vết thương chữa lành.
Phong Phi Vân cười nói. Ta vô sỉ bao giờ? Nàng nhìn xem, đã lên đỉnh núi. Ta thấy Phật điện này bất phàm, không chừng bên trong có Phật binh vô thượng. Mắt Nạp Lan Tuyết Tiên sáng lên. Từ khi nào ngươi bắt đầu tu Phật? Mắt Phong Phi Vân cũng sáng. A, à, sao ta quên mất, Kim Tàm Kinh vô cùng thần dị, có thể chữa lành tổn thương thân thể nàng, để nàng nhanh chóng trở lại trẻ tuổi xinh đẹp. Phong Phi Vân không đề phòng Nạp Lan Tuyết Tiên, có lẽ người khác sẽ mơ ước Kim Tàm Kinh nhưng nàng thì không. Phong Phi Vân cho rằng cứu chữa Nạp Lan Tuyết Tiên quan trọng hơn đi ra thiên quốc nhiều. Kim Phật cao 7 tấc lơ lửng trong không trung, lấp lánh ánh sáng, chảy xuôi lực lượng vô cùng thánh khiết. 7 bức tàm đồ sau lưng Kim Phật liên tục biến đổi, từ tàm noãn đồ, ấu tàm đồ đến hóa điệp đồ. Mỗi bức tranh ẩn chứa biến đổi sâu sắc, càng về sau thay đổi càng nhe hòe. Nạp Lan Tuyết Tiên không có hứng thú với tu Phật nhưng nàng rất muốn phục hồi sắc đẹp, muốn ở bên cạnh Phong Phi Vân chứ không phải mỗi ngày đội mũ trốn hắn. Nên Nạp Lan Tuyết Tiên dốc sức tu luyện, tham ngộ. Nạp Lan Tuyết Tiên tham ngộ bức tàm tử đồ thứ nhất, Phong Phi Vân thì tham ngộ bức thứ hai ấu tàm đồ. Tu vi hiện tại của Phong Phi Vân bị Kim Tàm Kinh hạn chế, chỉ khi hắn lĩnh ngộ Kim Tàm Kinh sâu sắc mới đến cảnh giới cao hơn được. Ngoại vật không còn tác dụng với Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân được nhãn cốt Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến trình độ, trên nhìn trời, dưới thấu đất, tham ngộ cái gì cũng mau. Người ta cần tham ngộ điển tịch một năm, Phong Phi Vân thì một ngày là tham ngộ thấu. Phong Phi Vân có ký ức kiếp trước, lực lĩnh ngộ thiên đạo, tốc độ tu luyện mau hơn người ta cảm ngộ lực lượng thiên đạo. Trong một ngày Phong Phi Vân có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại biến số ấu tàm đồ, có khi một ngày lĩnh ngộ 300 loại biến số. Trừ Phong Phi Vân tự mình tham ngộ ra cũng sẽ chỉ điểm Nạp Lan Tuyết Tiên lĩnh ngộ tàm noãn đồ. Tàm noãn đồ có tổng cộng 3.000 loại biến đổi, Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày là lĩnh ngộ xong hết. Phong Phi Vân chuyển biến linh khí trong cơ thể thành kim tàm Phật khí. Trong người Nạp Lan Tuyết Tiên có 6 viên xá lợi tử, trời sinh Phật thể, năng lực lĩnh ngộ siêu nhanh. Nhờ Phong Phi Vân chỉ điểm, rất nhanh Nạp Lan Tuyết Tiên bước chân vào ngưỡng cửa. Một tháng nay Nạp Lan Tuyết Tiên 2.000 loại biến đổi, tốc độ mau hơn Phong Phi Vân tưởng tượng. Trong một tháng hai người đi dược điền nhổ củ cải, không, nhổ tử sâm, ăn linh dược, uống linh tuyền, nhặt linh dược, bảo thảo. Mấy Phật điện bị bọn họ mở rộng, tìm nhiều đồ tốt trong đó. Nhưng vẫn không thấy Phật binh cường đại. Tu vi Nạp Lan Tuyết Tiên tiến bộ rất nhanh. Sau khi tu luyện Kim Tàm Kinh dường như tuổi thọ Nạp Lan Tuyết Tiên phục hồi lại. Nàng càng lúc càng trẻ trung nhưng vẫn không cho phép Phong Phi Vân nhìn mặt mình. Mỗi khi Phong Phi Vân định vén mũ lên là Nạp Lan Tuyết Tiên khóc sướt mướt, hắn hậm hực rụt tay về, nàng cười vui. Hôm nay Phong Phi Vân đưa Tử Nhục Hòa Thượng đến vùng đất chống núi Tiên, nói. Ta cho nàng thứ tốt thật sự. Phong Phi Vân cầm Kim Tàm Kinh, một tay bắn ra Phật Quang. Trên bầu trời có dòng suối nhỏ màu vàng bay tới, dài hơn 1.000 thước di chuyển giữa không trung. Bảo quang chói lòa như thần hà từ 9 tầng trời đổ xuống. Đẹp quá! Mắt Nạp Lan Tuyết Tiên mông lung, chống cằm ngồi trên cây cầu đá vòng cung. Ánh sáng một giọt vàng rơi xuống dung nhập vào cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên, lực lượng rất dồi dào, cực kỳ tinh thuần. Nạp Lan Tuyết Tiên bị động tỏa Phật quang, dưới chân sinh qua sen, Phật quang trên đầu. Phong Phi Vân nói, đây là tinh hào Phật lực thiên quốc dựng dục ra, nàng cố gắng vận chuyển áp lực đi. Có thể hấp thu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đây là một bí cảnh cao cấp dựng dục ra tinh hoa Phật lực, dù chỉ một giọt đủ cho tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đột phá đại cảnh giới, thậm chí hai đại cảnh giới. Ban đầu Phong Phi Vân không cho Nạp Lan Tuyết Tiên tinh hoa Phật lực vì sợ cơ thể bị tổn thương của nàng không chịu nổi lực lượng. Nhưng qua một tháng tu luyện Kim Tàm Kinh, cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên khỏe hơn nhiều, đủ sức luyện hóa một giọt Kim Tàm Phật khí. Phong Phi Vân thấy trạng thái Nạp Lan Tuyết Tiên ổn định, lại gọi đến 20 giọt tinh hoa Phật khí nuốt vào miệng, hắn khoanh chân tu luyện trong không trung. Nguyên nhân lớn nhất áp chế táp của Phong Phi Vân không thể tăng trưởng là vì trình độ lĩnh ngộ Kim Tàm Kinh. Một tháng nay Phong Phi Vân lĩnh ngộ 1.000.000 loại biến đổi từ ấu tàm đồ, bức tranh thứ hai trong Kim Tàm Kinh. Ấu tàm đồ có 1.800.000 loại thay đổi, một tháng trước Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ được mấy trăm loại, bây giờ hắn lĩnh ngộ 1.000.000 loại biến đổi, tu vi sẽ tiến bộ bước dài. Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày đã luyện hóa hết 20 giọt tinh hoa Phật khí, được trung kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, rất gần với hậu kỳ. Phong Phi Vân cảm thấy mình chưa đến trạng thái bão hòa,
lại triệu hoán 10 giọt tinh hoa Phật khí. Lần này luyện hóa xong Phong Phi Vân không chỉ đến hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng còn cô đọng ra khối xương phượng thứ 8, thể chất tiến thêm một bậc. Đến hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, Phong Phi Vân cảm giác mới lạ hẳn, dường như chạm đến vách tường sinh tử. Tùy thời có một lực lượng vòng quanh cơ thể Phong Phi Vân, nhưng rất khó nắm bắt nó. Phong Phi Vân rất rõ ràng đó là lực lượng sinh tử Niết Bàn, chỉ cần bắt giữ một chút là xem như đến đẳng cấp bán tôn chân nhân. Một khi bước đầu nắm giữ lực lượng này, hoàn thành sinh tử Niết Bàn lần thứ nhất là bước chân vào cảnh giới Niết Bàn. Tuy Phong Phi Vân thấy rõ lực lượng này, biết cách vận chuyển nó nhưng không nắm bắt được, cứ cách biệt một chút xíu. VIPVANDAN.VN Chương 1265, Hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. 2. Đây là biểu hiện của thiếu lực lượng, Phong Phi Vân còn cần tiếp tục tu luyện. So với người khác thì Phong Phi Vân có ưu thế, vì hắn biết cách lực lượng vận chuyển và khống chế nó, dễ nắm bắt hơn, dễ dàng thuần hóa biến nó thành lực lượng của mình. Nhiều thiên chi kiêu tử không có kinh nghiệm suốt đời kẹt lại bên ngoài cửa ai. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng chắc sẽ dễ hơn một chút. Nạp Lan Tuyết Tiên đã luyện hóa một giọt tinh hoa Phật lực, tu vi đến thiên mệnh đệ tứ trọng, Phật quang lấp lánh trên người nàng, vô cùng thánh khiết. Tay Nạp Lan Tuyết Tiên nắm Phật Châu Phỉ Thúy, mặc Nạp Lan Phật Y, tựa như nữ Bồ Tát thanh lệ giáng trần. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn đôi tay mình, làn da khô vàng bỗng biến trắng mịn màng như trẻ sơ sinh, có Phật quang lấp lánh di chuyển. Nạp Lan Tuyết Tiên khó thể kiềm nén nỗi vui sướng, sờ mặt dưới mũ. Nạp Lan Tuyết Tiên chạy vội đến bên Linh Tuyền, vén một góc vải mỏng lên, nhìn bộ dạng xinh đẹp phản chiếu trong nước thì bật khóc. Phong Phi Vân đứng sau lưng Nạp Lan Tuyết Tiên. Này, không ai tự kỷ như nàng, đã ngắm đủ chưa? Chưa đủ. Nạp Lan Tuyết Tiên thả vải che xuống, ôm chặt Phong Phi Vân, đầu tựa vào ngực hắn, thút thít. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm nhận ngực Phong Phi Vân rắn chắc, đáng để nàng dựa vào. Phong Phi Vân khẽ thì thầm bên tai Nạp Lan Tuyết Tiên.